Chương 161. Trong phòng khách cung điện, từ khi mất liên lạc với công tước Đức Mộc, không khí bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ, bốn người quốc vương từ tâm như hến thành nơm nớp lo sợ. Thân vương giật hoa loa kèn trong lỗ tai xuống, bước ra ngoài. Khi gã đặt bước chân đầu tiên, bóng tối trong phòng bắt đầu trải rộng, một cái bóng đen hình dạng quái dị đuổi theo cước bộ của gã, rời khỏi gốc, cùng hướng ra bên ngoài. Cái bóng khổng lồ này tự như vật sống. Khi nó ngủ say trong gốc, mặt đất, vách tường trần nhà, tất cả mọi nơi đều bị nó che kín không kẻ hở, ngay cả ánh sáng cũng không thể xâm nhập vào lãnh địa của nó. Khi nó di chuyển theo thân vương, căn phòng này mới có thể thở vào một hơi, ánh sáng chảy xuôi vào cái góc nơi cái bóng làm tổ ban nảy, ngọn đèn rực rỡ trong phòng họp cuối cùng cũng không còn cảm thấy áp lực đè nặng. Nhưng cũng đúng lúc này, tí tách, tí tách, tiếng nước rơi vang lên, thứ mà cái bóng che giấu đã được phơi bày. Trong góc phòng, nơi được bóng đen kia bao phủ, thế mà lại bày một tế đàn một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, mặc chế phục màu đen nằm ngang trên tế đàn, cổ áo bảo thủ của nàng bị xé toạc, lộ ra gần 2 phần 3 bộ ngực, hiện giờ, máu tươi đang chảy bừa bãi trên bộ ngực trắng nõn, men theo đường nét duyên dáng trên cơ thể thiếu nữ chảy xuống tế đàn, rồi trượt từ mép tế đèn xuống mặt đất, ha, ha ha, ha, tiếng hô hấp nặng nhọc trào ra từ yết hầu, hai má nàng tái nhợt, tử thần đang hôn lên linh hồn nàng, ánh mắt nàng tán loạn, Hai mắt dường như bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, Nàng dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn những người trong phòng, hy vọng bọn họ có thể cứu vớt mình, nhưng không một ai nhúc nhích. Bữa tiệc nhuốm máu của nàng đang bày trước mặt bọn họ, họ hờ hững nhìn thiếu nữ đi về phía tử vong. Thiếu nữ đã hiểu, nàng không tiếp tục cầu xin bọn họ, nàng dùng tia sức lực cuối cùng vươn tay lên, đè lại miệng vết thương trước ngực, muốn cứu vớt chính mình, nhưng vô ích. Máu tươi phun trào từ ngực nàng, người phụ nữ tội nghiệp trút xuống hơi thở cuối cùng trong nỗi thống khổ tử thần đã câu lấy linh hồn của nàng. Sau khi rời khỏi cung điện, thân vương trở về lãnh địa của mình. Trước tiên, gã liên lạc với công tước Thâm Hồng, người đầu tiên truyền tin tức của Ren cho gã chính là Thâm Hồng, lúc đó, Thâm Hồng thề son thề sắc nói với gã, Ren tiến vào vực sâu, cấp bậc lúc đó mới chỉ là bá tước, từ lúc đó đến bây giờ mới mấy ngày. Còn chưa dứt một giấc ngủ, chỉ thấy Đức Mộc thông báo Ren đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn dẫn theo đồng bạn trở về, thế còn Thâm Hồng, người mà gã đã phái tới vực sâu để xử lý ren hiện giờ đang ở đâu chẳng lẽ còn đang trôi nổi bên ngoài vực sâu không tìm được cửa vào điện thoại vang nửa ngày bên phía công tước thâm hồng không thấy dấu hiệu đáp lại thân vương tức giận ném điện thoại phế vật không biết đến khi nào mới giúp ích được nhưng dù sao cũng là lão yêu quái sống ngàn năm thân vương chỉ tức giận trong vài giây ngắn ngủi gã tỉnh táo lại tiếp tục liên lạc công tước đức mộc gã lần nữa cầm hoa loa kèn đức mộc đức mộc cũng không có tiếng vang nào truyền đến bên kia tĩnh lặng như chết thân vương liên tưởng đến tình cảnh lúc trước trong lòng gã dân lên dự cảm xấu cái dự cảm xấu này rất nhanh đã linh nghiệm khi thân vương gọi đến tiếng thứ ba hoa loa kèn bỗng héo rũ trên tay gã thân vương nhìn bông hoa đã héo rũ thâm hồng đức mộc gã đã phần nào suy đoán được kết cục của bọn họ gã cảm thấy cực kỳ khó tin chỉ trong nháy mắt gã đã mất đi hai thuộc hạ tổn thất nghiêm trọng như vậy tất nhiên sẽ khiến gã rơi vào thế bất lợi so với những thân vương khác, nhưng nếu có thể chiếm được trên, chiếm được bí mật của kênh, có mất đi cả ba công tước, thế thì đã sao? Gã sắp sửa thành vị thần tối cao, huyết tộc, nhân loại, giáo hội, ai cũng phải phủ phục dưới chân gã. Mà gã tin tưởng, đây là cơ hội mà kênh đã cướp đi từ trong tay gã, và giờ thì đã trở về với gã, dù sao. Sở dĩ bốn thân vương bọn họ xác định Ren là người chiếm được bí mật cũng là nhờ thuộc hạ của gã, vị công tước cuối cùng, cho dù đã mất đi hai vị công tước, trong lòng thân vương vẫn bình tĩnh như cũ, tất cả vì sức mạnh vĩ đại, gã liên lạc với công tước cuối cùng của mình, người này phát huy được tác dụng rất quan trọng trong lần vây giết trên, lúc này đây, không có gì cản trở, đối phương rất nhanh đã nghe máy, giọng điệu ngọt ngào, tất cung tất kính, thân vương đại nhân, ngài đột nhiên gọi cho tôi, khiến tôi được sủng mà sợ, thân vương, theo ta đến một nơi vị công tước thứ ba đương nhiên phương hướng ngài chỉ dẫn là phương hướng ta đi tới phương hướng này là thân vương đến lãnh địa của đức mộc vị công tước thứ ba vô cùng ngoan ngoãn vô cùng thân thiện tuân theo ý chí của ngài chủ nhân của màn đêm sự xuất hiện của ngài mang đến vô số sáng rọi cho khu rừng của đức mộc hắn lại nói tiếp vậy là chúng ta sẽ tới tìm đức mộc để liên hoan ư thâm hồng có tới không thân vương thân vương nghiến răng nghiến lợi ít nói nhảm đi mau đến đó ngươi cũng sẽ gặp lại bạn cũ của mình đấy, vì công tước thứ ba hơi ngạc nhiên, là ai, hắn đoán tên của hai công tước, nhưng thân vương lại trả lời hắn, Ren gã cười lạnh nói, Ren đã trở lại, rừng rậm đã hóa thành hư vô, một mảnh bồn địa trụi lũi xuất hiện trước mặt Ren và tịch ca, rừng rậm của Đức Mộc cản trở tất cả thực vật khác sinh trưởng, trên bồn địa trụi lũi không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có tinh thể đầy đất gợi nhớ về một quá khứ khủng khiếp nào đó. Hai người không di chuyển nếu cố ý để đứt mộc báo cho thân vương bọn họ cần gì phải di chuyển lung tung và tăng khả năng những thân vương còn lại phát hiện ra bọn họ trong thời gian chờ cuộc chiến với thân vương ren nói hết những điều mình biết cho tịch ca ren nói tên thật của bốn vị thân vương không được lưu truyền trong thế giới hắc ám tục truyền ngay thời khắc bọn họ đột phá thân vương bọn họ sẽ xóa bỏ cái tên quá khứ của mình khi cái tên mới ra đời sức mạnh của huyết dịch sẽ gắn liền với tên thật tên của bọn họ sẽ sở hữu năng lực độc nhất vô nhị giống như ác ma đẳng cấp cao trong địa ngục nhưng không ai biết năng lực cụ thể là gì dù sao chưa bao giờ có thân vương để lộ chuyện này chủ nhân của thâm hồng và đức mộc mạnh đến cỡ nào cũng không ai biết nhưng có suy đoán năng lực của thân vương này có liên quan đến bóng tối luôn theo sát bước chân hắn tịch ca bóng tối ren giải thích dễ hiểu phía sau thân vương này có bóng tối di chuyển nhìn lướt qua giống cái bóng nhưng không đơn giản chỉ là cái bóng thôi đâu có tin đồn rằng cái bóng kia thông với địa ngục một điều nữa vị thân vương này chắc chắn sẽ dẫn theo công tước cuối cùng của mình đó là công tước kỵ sĩ tịch ca cái tên này rèn hắn giống ta từng là thánh kỵ sĩ cuối cùng sa đọa thành ma cà rồng lời giới thiệu của rèn khiến tịch ca liên tưởng tới rất nhiều thứ một câu chuyện về niềm tin và phản bội đã soạn thảo xong trong đầu hắn hắn muốn nói lại thôi có lẽ tôi nghĩ nhiều rèn ngươi không nghĩ nhiều nếu ta có thể kết thân và tin tưởng ai đó nơi bóng tối, thì hiển nhiên sẽ là ma cà rồng đã trải qua cuộc đời giống ta. Ta tin tưởng hắn, nói cho hắn một chuyện, nghe theo lời đề nghị của hắn, tổ chức một yến hội, sau đó, như ngươi đã biết, tịch ca đang định mở miệng, nhưng Ren ngăn hắn lại. Ren nói, ta muốn yêu cầu ngươi một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại tên công tước này cho ta. Ta muốn tự tay giết hắn. Sau đó đem đầu của hắn hiến tặng ngươi, Ren nhìn tịch ca, cậu thả nhẹ thanh âm chỉ có máu tươi mới rửa sạch phản bội và khuất nhục đối mặt với quá khứ đầy khuất nhục ta muốn dùng sức mạnh trong tay mình để chứng tỏ cho người mình yêu thấy ta có đủ năng lực để tự bảo vệ mình người yêu của ta dũng cảm tiến tới không cần lo lắng giọng nói vừa dứt giữa bồn địa đột ngột xuất hiện hai bóng người thân vương và công tước kỵ sĩ xuất hiện trước mặt tịch ca và ren trên bồn địa song phương đối đầu chính diện gió giữ cuốn qua đại địa Mặt trời đổ lửa đứng lặng giữa không trung, thời tiết cực kỳ không thích hợp với này đó ma cà rồng sắp sửa quyết chiến, nhưng đổi một góc độ khác, ma cà rồng sa đọa rơi vào hắc ám, chẳng phải vừa hay hóa thành cho tàn dưới ánh mặt trời. Thân vương và công tước kỵ sĩ cùng xuất hiện trên bồn địa. Thân vương chưa thay bộ đồ đậm chất phun của mình, gã vẫn mặc áo khoác đinh tán và đôi giày hở mũi. Mà bên cạnh gã, công tước kỵ sĩ nhìn vào ngoại hình, quả thật tự như kỵ sĩ chính thống. Hắn có một bộ tóc vàng ống Thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt chính trực, bất kể đặc điểm nào thể hiện sự đáng tin cậy đều có thể tìm thấy trên người hắn, y hệt như thánh kỵ sĩ miêu tả trong sách giáo khoa. Thân vương đứng bên cạnh hắn, thành ra trông giống gã tùy tùng hơn. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của người thường không cảm nhận được một tia lực lượng nào. Trong mắt Trên và Tịch Ca, sức mạnh của Thân vương và công tước không thể đặt trên bàn cân, cho dù vẻ ngoài của họ như thế nào thì lực chú ý luôn tập trung vào Thân vương vừa mới xuất hiện, ánh mắt của thân vương đã khóa chặt trên người Ren. Cái chết của hai thuộc hạ chỉ khiến gã cảm thấy mình bị tổn thất tài sản, nên ánh mắt gã không có lấy một tia phẫn nộ. Trái lại ẩn chứa tha thiết tự như con rồng sung sướng và tham lam khi phát hiện ra kho báu. Lòng tham đã phản ánh ngay tại hành động của gã. Gã nói với Ren, Ren, Ren thân mến của ta, ta thật không ngờ rằng, ngươi đã may mắn tránh được một kiếp mà vẫn còn dám xuất hiện bên ngoài vực sâu. Hiện giờ ngươi đã nghĩ thông chưa? ngươi có định nói ra bí mật của kênh, đầu quân dưới trướng ta không? Nếu ngươi đưa ra lựa chọn đúng đắn, ta cũng sẽ ban cho ngươi vinh dự xứng đáng với công lao của ngươi, ngươi sẽ trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của ta, những công tước không thể ngồi cùng bàn với ngươi đâu. Lúc thân vương nói chuyện, ánh mắt công tước kỵ sĩ lại quét một vòng trên bồn địa, ánh mắt của hắn lóe lên khi thấy những tinh thể rải đầy mặt đất, hắn đang âm thầm đánh giá, đâu là nguyên huyết thuộc về người bạn già đức mộc của hắn, đó chính là chiến lợi phẩm quan trọng, Đâu là nguyên huyết của hầu tước, chúng vẫn còn có tác dụng, rồi đâu là nguyên huyết của bá tước, món đồ này có chút ít còn hơn không. Về phần nội dung thân vương nói với trên, cho dù liên quan đến ích lợi của hắn, hắn cũng không mấy để ý. Hắn đã biết tổng vị công tước thứ 13 này, đối phương là một kẻ ngốc, ngốc từ đầu đến đuôi. Một đứa ngốc thân ở hắc ám nhưng lại luôn hướng về quang minh, thậm chí không thể tẩy sạch dấu vết thánh kỵ sĩ trên người mình. Qua năm dài tháng rộng, y đều không hề có ý định phát triển hay gia nhập một thế lực hắc ám, luôn luôn một mình, người khác không biết, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương luôn cố gắng tìm kiếm một cái khe để hít thở trong bóng tối, đương nhiên y không tìm được, người như vậy sẽ sẵn sàng nói bí mật cho người đã từng suýt nữa giết chết chính mình ư, ừ. đừng hòng, giết y còn đơn giản hơn, rên lạnh lùng nói, đúng là bí mật của kênh ở trên người ta, nhưng ta sẽ không giao nó cho ngươi, hoặc là bất cứ ai trong bốn người các ngươi, cho dù ta có chết ta cũng sẽ mang theo bí mật này xuống mồ không bao giờ để nó nhìn thấy ánh mặt trời xem đi không ngoài dự đoán đây là câu trả lời tiêu chuẩn của ren rồi công tước kỵ sĩ chẳng thấy ngạc nhiên hắn chỉ hơi nghi ngờ một chút theo giáo lý của thánh kỵ sĩ đối mặt với nhiệm vụ hẳn phải chết như thế này mình ren trở về chịu chết là đủ rồi tại sao hắn lại dẫn theo một người khác không đúng công tước kỵ sĩ không khỏi suy ngẫm ren có phải là kẻ ngốc không hiển nhiên là không vậy thì dựa theo tính cách của Ren, sẽ không có chuyện dẫn theo bạn mình đến chịu chết. Trừ phi người bạn này của y có một loại dị năng vô cùng độc đáo, dị năng này khiến bọn chúng tự tin có thể đối phó với thân vương. Thân vương lạnh lùng trừng mắt nhìn Ren, gã không muốn dây dưa với Ren nữa, chuyện đã đến nước này, lòng tham của thân vương đã lấn át tất cả, trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ, đó là cầm tù Ren trước khi những thân vương khác biết chuyện, ép Ren nói ra bí mật của kênh. Dị năng đang âm thầm lan rộng. Trước khi phát động dị năng, gã còn một thắc mắc cuối cùng ánh nhìn của gã dời đến người cuối cùng đang đứng giữa sân trong mắt thân vương bỗng nhiên lóe lên một tiên nghi hoặc huyết tộc không thể biết được sức mạnh của người có cấp bậc cao hơn mình nhưng lại dễ dàng nhìn thấu người có cấp bậc thấp hơn ren trở về gã vẫn cảm giác được như xưa nhưng gã lại nhìn không thấu người đứng bên cạnh ren sao có thể thế được hiện giờ trên thế giới gã chỉ không thấy rõ mấy thân vương cùng cấp với mình và vài lão già bất tử bên giáo hội chẳng lẽ đối phương là thân vương từ đâu lại chui ra một tên thân vương? Đây là chuyện buồn cười nhất gần 100 năm qua ở thế giới hắc ám, nhưng thân vương vẫn nhìn không được hỏi tịch ca, lực lượng của ngươi rất kỳ quái, ngươi có khả năng che giấu lực lượng của mình ư? Tịch ca thành thật trả lời, ta không có năng lực này, thân vương, thú vị đấy, ngươi là huyết tộc, ngươi biết rõ sức mạnh thân vương có ý nghĩa gì, rèn không biết điều, đã đánh mất đi tất cả những thứ thuộc về hắn, còn ngươi, nếu ngươi đưa rèn cho ta, ngươi sẽ có được tất cả những thứ hắn đã đánh mất gã dừng một chút, lấy thái độ nhìn xuống như bố thí, được, ta cho phép ngươi bẩm báo tên của ngươi, tịch ca, mẹ tên thiểu năng, tịch ca dừng một chút, rất muốn nói với vị thân vương trước mặt này, lúc ta một mình đánh bại 13 thủ lĩnh huyết tộc, ngươi còn chưa sinh ra đâu, nhưng mà, hảo hán không nhắc lại huy hoàng năm xưa, dù sao hiện giờ, tuy rằng hắn không bằng được hồi đó, nhưng để xử lý một thân vương thì cũng đủ, vì thế hắn lễ phép cười, trước khi ngươi mời chào kẻ địch của mình tốt nhất ngươi nên xác định một chuyện, thân vương, hửng, tịch ca, xem đến tột cùng là ai mạnh hơn ai, vừa dứt lời, tựa như kèn hiệu lệnh, bốn người đồng loạt khởi động dị năng, dị năng của tranh cuồn cuộn, nước lũ lần nữa từ dưới mặt đất sông lên, nhưng lúc này, một cái bóng còn lớn hơn cả bóng xuất hiện, không biết từ bao giờ, bóng tối dưới lòng bàn chân thân vương đã bao trùm toàn bộ bồn địa, nó tựa như vật sống, há to cái miệng khổng lồ, một hơi nuốt sạch cả bốn người lẫn nước lũ chỉ trong nháy mắt, trên bồn địa không thấy nửa cái bóng người, chỉ có gió thổi lung lay bóng đen, khiến bóng đen run run, lan ra những gợn sóng. Khoảnh khắc bị cái miệng tối đen kia nuốt chửng, tịch ca liền cảm thấy mình đang rơi xuống. 5 mét, 10 mét, 50 mét, tịch ca thầm tính toán độ cao. Trong lúc tính toán, hắn phát hiện trong bóng tối xuất hiện rất nhiều xương trắng. Làn xương trắng này vừa xuất hiện, liền lao nhanh về phía hai người tịch ca. Tịch ca chìm trong xương, bị che chắn cả thị giác lẫn thính giác, thậm chí hắn còn không cảm nhận được sự tồn tại của Ren. Cũng không mất quá lâu, bước chừng rơi khoảng hai ba trăm mét, chân tịch ca chạm đất. Lúc này, sương trắng đã tan biến, tịch ca phát hiện Ren vốn bên cạnh mình giờ không thấy đâu. Hắn bình tĩnh, nhìn quanh nơi mình đang ở. Đây là một không gian rất kỳ quái. Màn trời bị bóng tối bao phủ, mặt đất lại là nham thạch màu xám, ánh sáng mông lung bao phủ thế giới quái đản và yên tĩnh. Đúng lúc này, phương xa xuất hiện một bóng người, bóng dáng kia càng ngày càng gần, khi nhìn thấy rõ, tịch ca nhất thời trầm mặt, không bởi vì sao cả, chủ yếu sinh vật đang tới đây trông rất quỷ dị, đó là một người, hẳn là người đi, cả người trần truồng, nhưng toàn thân ít nhất có năm màu da, thêm vào hai màu nữa là có thể so sánh với cầu vòng xem ai lộng lẫy hơn, ngoại trừ kiểu phối màu khó nói này, nó còn có hai cái đầu, sáu cánh tay, bốn chân. Có nhiều tay chân dư thừa như vậy mà vẫn đi đứng vững như bàn thạch, tốc độ còn không chậm khi nó vọt tới trước mắt tịch ca liền nhìn thấy nhiều chi tiết hơn trên người nó trên người nó thế mà bao phủ một lớp vẫy những sắc thái rực rỡ đó là màu vẫy trong tay nó còn cầm vũ khí đó là một con dao găm chuyện lạ lùng nhất xảy ra lưỡi dao găm không phải nhắm về phía tịch ca mà là nhắm về phía chính nó tịch ca hoang mang thậm chí mất hết ý chí chiến đấu dù sao cái người màu mè này cũng rất quái dị quái dị đến độ khiến người ta cảm thấy rùng mình Hắn liền lẳng lặng nhìn người kia giơ tay lên, rồi thấy nó đập thật mạnh về phía bả vai mình, cuối cùng Tịch Ca cũng ra tay, cách một tích tắc trước khi người năm màu kia đụng vào mình, hắn búng tay, giữa không trung bỗng xuất hiện một cái đồng hồ quả quyết năm màu, hắn khẽ động một chút, kim đồng hồ lập tức tạm dừng, người năm màu phía trước cũng bị đóng đinh tại chỗ. Tịch Ca lạnh nhạt, sau đó hắn lại nhảy với thân hình sặc sỡ kia, không biết vì sao, dáng vẻ của ngươi khiến ta muốn hành hung ngươi một trận. Nói xong, hắn quay kim đồng hồ, đồng hồ quả quyết lập tức chuyển động, nhanh chóng quay ngược chiều. Nó cũng không chạy ngược chiều quá lâu, chỉ sau một ô nhỏ, người năm màu trước mặt tịch ca đã tan ra thành làn sương trắng mà tịch ca đã thấy khi vừa mới bước vào. Đồng hồ quả quyết sặc sỡ giữa không trung cũng biến mất, nhưng sương trắng thì không, đám sương lớn bằng cơ thể người bắt đầu tách ra thành hai đám nhỏ hơn, hai đám sương nhỏ này lắc lư một hồi trước mặt tịch ca, liền phủ xuống mặt đất, lại thay đổi hình dáng phần lớn hơn chút biến thành một con chó, phần nhỏ hơn biến thành một con cá. Phong cách sặc sỡ vẫn không đổi, có thể xưng là chó ngũ sắc và cá ngũ sắc. Tịch ca lần nữa vương tay giữa không trung, đồng hồ quả quyết hình đầu chó và hình đầu cá xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cũng quay ngược kim đồng hồ. Lúc này đây, thời gian quay ngược của hai cái đồng hồ quả quyết này càng ngắn hơn cái người năm màu lúc trước. Chúng chỉ quay đúng một giây đồng hồ, chó bảy màu và cá bảy màu lần nữa biến thành đám sương trắng. Cùng một tình huống lặp lại đến hai lần, tịch ca giật mình, thì ra là thế, mình hiểu rồi. Trong không gian này, đám xương trắng kia vẫn là chìa khóa, người năm màu cũng được, chó hay cá năm máu cũng thế, bản chất đều là do làng xương này ngưng tụ thành, chỉ cần vẫn còn xương, hoàn toàn có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Sau khi phát hiện ra điều này, tịch ca liền quyết định, hắn đổi sang một phương pháp chiến đấu mà mình chưa bao giờ sử dụng trước đây, phương pháp này lấy cảm hứng từ khe hở thời gian hắn dùng thời gian che giấu cơ thể mình, thời gian quá khứ, thời gian hiện tại, thời gian tương lai, ba loại thời gian lần lượt đang xen, dệt thành một mặt phẳng. Sau khi hoàn thành mặt phẳng thời gian, tịch ca cố ý bắt một đám xương trắng bỏ vào trong mặt phẳng, ba loại thời gian tác dụng đồng thời lên đoàn xương trắng. Đoàn xương trắng xuyên qua mặt phẳng giống như xuyên qua một chiều không gian khác, nó bắt đầu vặn vẹo, một số biến mất trong quá khứ, một số biến mất trong tương lai chỉ còn lại một ít may mắn lọc vào thời điểm hiện tại, xuất hiện trước mặt tịch ca. Tịch ca vương tay nắm chắc lấy làn sương, trong tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo và nặng nề lạ lùng. Hắn như có điều suy nghĩ, sử dụng dị năng thứ hai của mình, đông lạnh cấp tốc chúng nó, nhiệt độ trong lòng bàn tay giảm hẳn xuống, mãi đến khi dưới âm 30 độ C, sương trắng mới bắt đầu ngưng kết, lúc dưới âm 50 độ, sương trắng không còn bay được nữa, đến âm 60 độ, sương trắng đã hoàn toàn đông cứng. Tịch ca bóp nát đám xương đã đông cứng, đúng là lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, Tịch ca nhìn về nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy một vị kỵ sĩ cưỡi tuấn mã màu đen, toàn thân khôi giác, cầm cây giáo trong tay từ xa đi tới. Tên kỵ sĩ này không có vẻ ngớ ngẩn như đám ngủ sắc ban nãy, hắn trông cực kỳ bình thường, hơn nữa còn mang theo hơi thở khủng bố, tự như kỵ sĩ tử vong bước ra từ màn đêm. Vì kỵ sĩ tử vong này đến trước mặt Tịch ca, hắn không nói hai lời, nhất ngọn giáo đâm về phía tịch ca, tịch ca cũng không vội né tránh, hắn bố trí mặt phẳng thời gian ở phía trước. nếu cây giáo này muốn đâm trúng hắn, trước tiên phải xuyên qua mặt phẳng thời gian, thời gian tự nhiên sẽ khiến ngọn giáo này tan rã. Kinh phong gào thét, ngọn giáo đã đâm vào mặt phẳng thời gian, trong chớp mắt hai bên va chạm, mặt phẳng thời gian do tịch ca chế tạo đột nhiên xuất hiện, mặt phẳng thời gian vốn không có thực thể giờ đây bị ngọn giáo xuyên qua, hơn nữa còn bị đâm thủng thành cái lỗ vết nứt nhanh chóng xuất hiện trên mặt phẳng, rồi trong nháy mắt, vết nút liền trải rộng khắp mặt phẳng thời gian. Đâm ra một giáo này, không phải vật thể nào đó tạo thành từ xương trắng trong không gian, mà là công tước kỵ sĩ tiến vào không gian cùng thân vương. Dưới mũ giáp, khóe miệng công tước kỵ sĩ dẫn theo nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, thiên phú của hắn, tôn nghiêm của kỵ sĩ, tôn nghiêm của kỵ sĩ, ngọn giáo, khôi giáp, ngựa. Ngọn giáo của hắn có được sức mạnh vô biên bất diệt, cho dù là vật thể hữu hình hay là vô hình, cho dù thần viễn cổ hay là thời gian và không gian, hắn cũng có thể một phát đâm thủng. Khôi giáp của hắn không thể phá vỡ, cho dù lực tác động có lớn cỡ nào, cũng không thể xuyên thủng khôi giáp. Ngoài ra còn có con ngựa dưới thân, con ngựa này có thể chở hắn trong đuổi trên mọi chiến trường, tốc độ nhanh như chớp, cho dù đối phương có mạnh cỡ nào. Trước tôn nghiệm kỳ sĩ của hắn, đều chỉ nhận lại một một kết cục. Mũi giáo của công tước kỳ sĩ đâm xuyên mặt phẳng thời gian mặt phẳng thời gian giống như một mặt kính yếu ớt hoàn toàn không thể ngăn cản hắn mũi giáo của hắn càng thêm hung mãnh đâm thẳng vào ngực tịch ca tình hình chiến đấu đúng như ý muốn của công tước kỵ sĩ chỉ trong chớp mắt mũi giáo đã đâm vào máu thịt của mục tiêu khi va chạm vật lý từ thân giáo truyền đến lòng bàn tay công tước kỵ sĩ thậm chí còn thấy kinh ngạc cho dù kẻ địch là ai thì đều phải chết dưới mũi giáo của hắn nhưng đâm chết tên này có vẻ quá đơn giản hay là dị năng của mình khắc chế được năng lực của đối phương ý nghĩ này vừa thoáng qua trong óc công tước kỵ sĩ bàn tay của tịch ca cũng vừa lúc bắt lấy ngọn giáo ngay khoảnh khắc tịch ca bắt được mũi giáo công tước kỵ sĩ vừa ấn vào một ly liền không thể tiến thêm được nữa tránh được mũi giáo không gì ngăn cản được sức mạnh thời gian cuồn cuộn không dứt chảy ra từ bàn tay tịch ca thông qua dị năng thiên phú của công tước kỵ sĩ truyền đến trên người hắn tịch ca cũng không biết năng lực cụ thể của công tước kỵ sĩ là gì chỉ đoán ra một ít manh mối tự mạng vừa rồi nhưng có vô số cách sử dụng thời gian. Không thể ngăn cản trực tiếp, thì khống chế gián tiếp. Mọi cá thể tồn tại trên thế giới này, đều bị thời gian thao túng, thời gian quay ngược, lực lượng biến mất. Công tước kỳ sĩ cảm giác được lực lượng tích lũy suốt nhiều năm đang điên cuồng tan biến, hắn giật mình mở to mắt, ánh mắt của hắn dừng ở bàn tay đối phương. Sao lại, chuyện gì đây? Không thể tiếp tục như vậy. Công tước kỳ sĩ vừa định dùng hết sức lực vùng ra, nhưng không đợi hắn kịp làm gì, tịch ca lại búng tay đồng hồ quả quyết và đồng hồ cát thuộc về công tước kỵ sĩ cùng xuất hiện tại giữa không trung trong chiếc đồng hồ quả quyết hình con ngựa kim đồng hồ đang tích tắc tích tắc dịch chuyển nhưng nó lại không tiến về trước theo quy luật thời gian nó đang quay ngược tất cả chặng đường mà công tước kỵ sĩ từng đi qua một năm hai năm mười năm năm, mười năm, năm mươi năm cho đến khi công tước kỵ sĩ sắp sửa ngã khỏi cấp công tước tịch ca mới tạm dừng đồng hồ quả quyết hắn bắt đầu dùng đồng hồ cát khi đầu ngón tay của hắn tiếp xúc với đồng hồ cát Chẳng cần lời giải thích nào, chẳng cần tham khảo thêm, công tước kỵ sĩ đã hiểu rõ chiếc đồng hồ cát này tượng trưng cho điều gì, đó là thời gian của hắn, đó là tính mạng của hắn. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn kẻ địch chạm vào đồng hồ cát, vỏ ngoài thủy tinh của đồng hồ cát đột nhiên xuất hiện một vết nứt, hệt như lúc mũi giáo của hắn đâm vào mặt phẳng thời gian. Trái tim đang co rút thật nhanh, công tước kỵ sĩ choáng váng, vọng tưởng giết chết kẻ địch không còn tồn tại trong đầu hắn nữa, giờ phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Ta phải làm gì để tránh thoát khỏi lòng bàn tay của đối phương? Ta phải cầu xin thế nào đối phương mới buông tha? Đầu ngón tay của tịch ca siết lấy đồng hồ cát, vết trạng che kín bề mặt đồng hồ cát, nhưng tịch ca cũng không định bóp nát nó. Hắn còn nhớ Ren đã yêu cầu mình, tính mạng của tên công tước này, thuộc về Ren. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng cần tên công tước này. Tịch ca lui ra sau một bước, rời xa mũi giáo. Ngực hắn bị mũi giáo đâm rách da, nhưng vết thương còn chưa kịp rỉ ra một giọt máu nào, miệng vết thương đã khép lại hắn nói với công tước kỵ sĩ ren hy vọng được chiến đấu cùng ngươi còn ta muốn chiến đấu với thân vương của ngươi hiển nhiên hiện giờ có chút sai lầm nếu ngươi đổi lại lại vị trí ta có thể suy xét tha cho ngươi dứt lời tịch ca liền cho công tước kỵ sĩ một cơ hội hắn thu hồi khống chế với công tước công tước kỵ sĩ đã có thể cử động ánh mắt kinh sợ lộ ra dưới mũ giáp đen tuyền cuối cùng hắn đã nhận ra rằng mình và đối phương hoàn toàn không cùng cấp bậc khi ý thức được điều này hắn liền vội cúi đầu cúi đầu triệt để thậm chí hắn không dám nhúc nhích khiêu chiến thần kinh của tịch ca hắn đứng tại chỗ kéo cổ họng la to thân vương đại nhân thân vương đại nhân mau tới cứu ta van xin ngài tới cứu ta thuộc hạ trung thành duy nhất của ngài sắp chết đến nơi rồi thân vương đại nhân âm thanh truyền trong không gian hắc ám đến lỗ tai thân vương từ sau khi cả bốn người bị năng lực của thân vương nuốt vào Thân vương đã tìm cách sắp xếp vị trí của bốn người trong thời gian ngắn nhất, gã cùng trên một chỗ, công tước kỵ sĩ cùng Tịch Ca một chỗ, gã giải quyết trên, công tước kỵ sĩ xử lý Tịch Ca. Kết quả, kịch bản của gã vừa mới mở đầu, gã đã nghe thấy công tước kỵ sĩ kêu cứu. "Thân vương, ta có nghe nhầm không? Chẳng lẽ công tước của ta còn không đối phó được với một tên huyết tộc nhảy từ trên trời rơi xuống?" Thân vương lạnh lùng mà nghĩ, ánh mắt của gã vẫn không rời rên ở phía trước không gian hắc ám này là lĩnh vực của gã, còn gã thì là thần ở đây. Mọi thứ trong lĩnh vực đều do gã khống chế, gã có thể biến chúng thành sức mạnh nguyên thủy nhất, hoặc biến sức mạnh nguyên thủy thành bất cứ thứ gì. Giờ phút này, thân vương đã biến một phần sức mạnh của mình thành một đội quân ma cà rồng, đội quân ma cà rồng này đang bao vây ren. Ren thoáng ẩn thoáng hiện giữa bóng tối và đội quân ma cà rồng. Tuy rằng có số lượng lớn, nhưng đội quân này không đủ mạnh, đa phần là thực lực bá tước cũng chẳng có dị năng gì cả, Rain có thể thoải mái né tránh chúng. Cậu từng thử xé nát những bá tước này, nhưng cậu lại đụng phải tình huống giống hệt tịch. Sau khi bị xé nát, bá tước hóa thành xương trắng, xương trắng lơ lửng trong chốc lát, liền biến thành hai bá tước giống như ban đầu. Rain kinh ngạc, cậu nhằm vào bá tước này, thử giết thêm hai lần, cho dù cậu có thử bằng cách nào, đối phương luôn biến thành xương trắng. Rồi xương trắng sẽ tiếp tục biến thành hai bá tước. Sau khi nhận ra điều đó, ren không còn tùy ý lãng phí sức mạnh nữa cậu càng thêm thận trọng không gian tối tâm này cực kỳ cổ quái không có không khí cũng không có hơi nước cậu định vận dụng dị năng thiên phú để tìm kiếm nguồn nước từ một nơi xa xôi hơn nhưng dù cậu có đưa dị năng của mình đi xa đến đâu đều không thấy dấu vết của chất lỏng đây là năng lực của thân vương là cái bóng đen khổng lồ dưới chân gã ren bình tĩnh tự hỏi dị năng của thân vương quả nhiên không tầm thường nó hoàn toàn bóp nghẹt cổ họng của mình ngăn cản ta tiếp xúc với nước không thể cứ tiếp tục như vậy mình cần tìm ra cách thoát khỏi không gian của gã thân vương lạnh mặt nhìn chiến trường phía trước sở dĩ gã không đích thân ra tay là bởi vì gã đang suy nghĩ chuyện khác bắt được trên quả thật dễ như trở bàn tay vấn đề là bắt được trên rồi gã sẽ giữ bí mật này như thế nào vốn có thể bảo vệ được bí mật này nếu thâm hồng và đức mộc không chết nhưng thâm hồng và đức mộc chết một cách khó hiểu như vậy sau khi những thân vương còn lại phát hiện ra chuyện này, tất nhiên sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên. Trăm phương nhìn kế phái người tới điều tra, một khi bọn họ hành động, sự tồn tại của Trang sẽ không còn là bí mật nữa, dù sao người từng gặp Trang, không chỉ có ba công tước và gã, ít nhất cả một cái trấn nhỏ đều biết, tai mắt của thân vương trải khắp mọi nơi. Từ khi nhận được tin tức đến khi nhìn thấy Trang, thân vương đã nắm được hành tung của Trang sau khi lên bờ, gã phải xóa sạch dấu vết của Trang, cái trấn nhỏ đó, nơi ren từng đi qua đều sẽ bị nước lũ phá hủy vào chiều hôm nay không một ai sống sót gã chỉ đang đau đầu trước khi ren bước chân đến trấn nhỏ trong suốt thời gian ren ở trên biển y có tới nơi nào khác hay có ai đã nhìn thấy y chưa đúng hơn nữa thâm hồng lấy được tin tức của ren từ ai hắn đã giết chết gián điệp truyền tin cho hắn chưa thâm hồng chết không một lời trăn trối để lại quá nhiều manh mối không ai giúp gã thu dọn mớ hỗn độn này thân vương thân vương đại nhân cầu xin ngài cứu ta, ta còn hữu dụng, ta sẵn sàng vì ngài đối đầu với những thân vương khác. Trong bóng tối, lại truyền đến tiếng kêu thảm của công tước kỵ sĩ. Lần này, giọng điệu của đối phương quá thê lương, thân vương không thể tiếp tục xem nhẹ. Hơn nữa câu nói cuối cùng của công tước kỵ sĩ chọc đúng chỗ đau của gã. Gã đã tổn thất thâm hồng và đứt mộc, nếu tiếp tục vứt bỏ công tước kỵ sĩ, tướng không binh, thân vương thầm mắng một tiếng, gã nhìn thoáng qua trên lần cuối, sốt ruột phất tay, khống chế lĩnh vực đổi vị trí của mình và công tước kỵ sĩ. Trong nháy mắt đổi chỗ, gã ra lệnh cho công tước kỵ sĩ, bắt trên, phải bắt sống, gã tuôn ra lời cảnh cáo cuối cùng, đừng để ta thất vọng, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt, người đứng trước công tước kỵ sĩ liền từ tịch ca biến thành trên, cường nhân gặp mặt, thế nhưng lại cùng nở nụ cười. Công tước kỵ sĩ vô cùng vui sướng, cuối cùng hắn đã chạy thoát khỏi kẻ địch đáng sợ kia, đổi thành người bạn cũ quen thuộc hắn từng thu thập tất cả tư liệu liên quan đến người bạn cũ này, hơn nữa đã từng giao thủ với y, hắn tin tưởng, tại một nơi không có nước, hắn xử lý bạn cũ dễ như trở bàn tay, hắn không kìm lòng nổi mở miệng, bạn của ngươi thật là ngốc y như ngươi, hắn có thể giết ta, nhưng lại thả ta ra, để cho ta tới giết ngươi, Ren cũng hết sức cao hứng, sự xuất hiện đột ngột của công tước kỵ sĩ mang đến cho cậu một tin tức quan trọng, tịch ca không xảy ra chuyện, còn đưa kẻ thù của cậu đến trước mặt. Biết được tin này rồi, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa, rèn, thế à? Có lẽ trong mắt ngươi, ngoại trừ những kẻ ti tiện như ngươi ra, tất cả đều là kẻ ngốc, vừa dứt hai câu, không ai muốn thêm lời dư thừa, bọn họ di chuyển cùng lúc, lách sang một bên, tránh khỏi đội quân ma cà rồng quấy rầy cuộc chiến. Đồng thời, công tước kỵ sĩ bất ngờ sử dụng thiên phú, kỵ sĩ tôn nghiêm, bộ khôi giáp vừa mới cởi bỏ lại lần nữa xuất hiện trên người của hắn, thời điểm chiến mã hiện hình dưới đũng quần hai chân công tước kỵ sĩ liền thúc vào bụng ngựa, chợt tăng tốc, nhấc ngọn giáo thẳng hướng trên. Dị năng thiên phú của huyết tộc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Sau khi công tước kỵ sĩ bùng nổ, tốc độ đã vượt qua những công tước bình thường, ngọn giáo càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mũi giáo vung lên, lướt qua bả vai ren, mũi giáo có thể cắt xuyên qua làn da ma cà rồng như cắt vải. Máu bắn ra trong bóng tối, tiếng cười to của công tước kỵ sĩ vang vọng trong lĩnh vực hắc ám. Không, ren thân mến của ta, cho đến giờ, ngươi vẫn không hiểu, kẻ thất bại luôn ti tiện, kẻ chiến thắng mới là người chính trực, ta khinh thường ngươi như thế là bởi vì con đường mà ngươi bước đi là con đường thất bại, ngươi cũng là kẻ thất bại từ đầu đến đuôi. Vừa đổi chỗ xong, công tước kỵ sĩ xuất hiện trước mặt Trên, thì thân vương cũng xuất hiện trước mặt Tịch Ca. Trong khi công tước kỵ sĩ và Trên lao vào chiến đấu, thân vương đang chậm rãi trò chuyện cùng Tịch Ca. "Được, như ngươi mong muốn, ta đã đứng trước mặt ngươi." ngươi có thể bày ra năng lực của mình đáng tiếc cho dù năng lực của ngươi có nhiều cỡ nào một khi nằm trong lĩnh vực của ta đã định trước là không thể phát huy gã dứt lời một đám khói trắng đã xuất hiện sau lưng gã chúng cuồn cuộn trong bóng tối dần dần biến thành một con rắn thật lớn con rắn này lao ra từ trong bóng tối cái đuôi dài ngoạn của nó ẩn mình trong bóng tối mà những điều chưa biết luôn mang đến nỗi sợ hãi vô tận lúc này nó đã từ bên cạnh thân vương vọt tới trước mặt tịch ca nó mở cái mồm máu ra, cái miệng khổng lồ đủ để nuốt chửng cả một tòa nhà. Đứng sau rắn khói, thân vương vô cùng tự phụ, ngươi có biết Aurobo không? Con rắn này cũng tên là Aurobo, cho dù là Aurobo chân chính xuất hiện trước rắn của ta, nó cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Những quái vật trong thần thoại, nếu xuất hiện trước mặt ta, gã cười hừ một tiếng, kết thúc câu này ẩn chứa thâm ý, gã chậm rãi đợi lĩnh vực giết chết tịch ca, cứ việc hiện giờ gã thiếu nhiều thuộc hạ, nhưng gã vẫn phải cho những kẻ này bắt rằng chống đối gã chống đối mệnh lệnh của thân vương chỉ có một kết quả duy nhất chúng phải bị ném vào bóng tối rồi hóa thành tro tàn nguyên huyết của chúng sẽ được cất giữ trong bộ sưu tập của gã dùng để thưởng cho những thuộc hạ ngoan ngoãn nghe lời đầu rắn điên cuồng lao về phía tịch ca tịch ca kêu gọi thời gian vẫn là đồng hồ quả quyết như trước một chiếc đồng hồ quả quyết thật lớn lơ lửng giữa không trung tịch ca tạm dừng kim đồng hồ ngay khi kim đồng hồ vừa tạm dừng lần đầu tiên sau khi trở về từ thời trung cổ, hắn cảm thấy huyết dịch của mình sôi trào, tiêu hao cực lớn. năng lượng trong máu hắn đang cuồn cuộn không dứt bị rút ra khỏi cơ thể. đáng chú ý hơn là tiêu hao nhiều năng lượng như vậy mà vẫn không thể khiến con rắn khói này câm lặng hoàn toàn. đầu rắn vừa đụng đến bàn tay tịch ca liền dừng lại, nhưng cái đuôi của nó vẫn còn lắc lư. tận hai ba giây sau, mới chính thức rơi vào trạng thái đình trệ. cái gì? một tiếng kinh ngạc phát ra từ trong miệng thân vương ánh mắt thân vương nhìn về phía tịch ca mang theo một tia kinh ngạc ngươi có thiên phú thời gian không ngờ ngươi lại có được loại thiên phú cường đại này tịch ca không nói gì chiến đấu không cần nhiều lời vô nghĩa hắn lại hướng về thân vương búng tay đồng hồ quả quyết của thân vương cũng hiện ra giữa không trung hắn không chậm trễ lấy một giây liền tạm dừng đồng hồ quả quyết của thân vương đồng hồ quả quyết bị tạm dừng thân vương bất động tại chỗ nhưng chưa hết ngay sau đó một tiếng cười rét căm căm vang lên sau lưng Tịch Ca. Khoan, sau lưng Tịch Ca chợt quay đầu, lại một thân vương xuất hiện sau lưng hắn. Thân vương thứ hai cũng búng tay. một làn khói trắng đột ngột hiện ra trước mặt Tịch Ca, trái phải vây lại, nhốt Tịch Ca vào trong. Thân vương, thì ra là thế. dị năng của ngươi cho phép ngươi dừng thời gian của người khác. vốn ta còn tưởng Đức Mộc chết dưới dị năng hệ thủy của tranh, nhưng có lẽ hắn đã chết dưới tay ngươi dị năng thời gian. quả là một loại năng lực cực kỳ lợi hại xét ở cấp bậc ngang nhau, dị năng này sợ là bất khả chiến bại. Cũng bởi vậy, ngươi mới sinh ra tự tin mù quáng. Ha ha ha, đáng tiếc, hiên giờ ngươi đang đối đầu với thân vương tôn quý. Ngươi còn cảm thấy mình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ư? Thân vương không ngừng lại nhảy, càng ngày càng nhiều khói mù tràn đến từ bốn phía. Khói không thể xem như một chỉnh thể, cũng không phải một cá thể riêng lẻ, thường thì tịch ca câm lặng được thời gian của một đám khói, liền có đám khác xông lên thay thế. Khói trắng bốn phía Tịch Ca đang dần ăn mòn cơ thể hắn. Tịch Ca có thể cảm nhận được đám khói này ý đồ chui vào trong cơ thể hắn thông qua da thịt, chúng để lại trên da Tịch Ca một số vết bỏng. Xem ra mấy thứ này có khả năng ăn mòn. Tịch Ca thầm nghĩ, hắn sẽ không để quá nhiều xương tiến vào cơ thể mình, hắn đang định dùng dị năng thứ hai đông lại toàn bộ xương trắng xung quanh, thì một hai đám xương đã thành công chui vào cơ thể hắn. Không đợi Tịch Ca kịp phản ứng, đúng lúc này máu trong cơ thể bỗng nhiên cuộn trào tịch ca tin tưởng cảm nhận được trái tim kim cương đang tỏa sáng ở trung tâm cơ thể mình huyết dịch của hắn một hơi cắn nuốt xương trắng xâm nhập vào cơ thể sau đó lại tiếp tục thản nhiên lưu chuyển loại dị tượng này khiến động tác của tịch ca khựng lại giây lát vì thế càng ngày càng nhiều xương trắng xâm nhập vào cơ thể tịch ca nhưng khi tiếp xúc với máu của tịch ca lại lần bị máu hắn cắn nuốt tình huống như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần giữa đám xương và tịch ca bỗng xuất hiện một vùng chân không Giống như người đến sau đã nhận được bài học của người đi trước, do dự không dám bước tới. Tịch Ca yên lặng mà cảm nhận tình trạng cơ thể, không có cảm giác gì, năng lượng không gia tăng cũng không giảm đi, không cảm giác được gì cả, đám xương trắng này có vẻ là màu. Mà lúc này, tiếng cười ha ha của thân vương lại từ bên ngoài truyền đến, "Thế nào? Có phải ngươi đã bị sức mạnh của ta bao vây? Trong lĩnh vực của ta, tất cả đều biến hóa tùy theo suy nghĩ của ta." Này đó sương mù là năng lượng nguyên thủy nhất trong lĩnh vực, ngươi nghĩ rằng ta triệu hồi sương mù là để đánh ngươi ư, vậy cũng không sai, nhưng chúng còn có một năng lực quan trọng hơn, đó là đồng hóa tất cả vật chất không thuộc về lĩnh vực thành lực lượng lĩnh vực, bị sương mù bao quanh ngươi không chống đỡ được lâu nữa đâu, một khi ngươi lọt vào sương mù, ngươi chỉ còn cách trận trừng mắt nhìn da thịt, xương cốt bị sương mù ăn mòn, rồi sau đó, sương mù sẽ nhồi đầy trong huyết dịch của ngươi, nhồi đầy ngươi xương cốt của ngươi, nhưng ý thức ngươi vẫn còn đó ngươi sẽ thấy cơ thể mình hóa thành sương mù còn ta bước ra từ sương mù sẽ lấy đi nguyên huyết trong ngực ngươi sau đó ngươi sẽ hoàn toàn biến mất trong thống khổ và hối tiếc hoàn toàn đồng hóa thành một phần năng lượng của ta ngươi nói hết kỹ năng của mình cho kẻ địch như vậy không sao chứ trong không gian yên tĩnh một âm thanh vang lên ngươi biết cái gì chỉ khi để kẻ địch chết đi trong tuyệt vọng không cùng mới phù hợp với thân phận tôn quý của ta thân vương căn bản không phát hiện ra có điều gì bất ổn gã đáp lại âm thanh ngờ vực này. Sau đó gã bỗng cảm thấy hơi thở rét lạnh xuất hiện xung quanh gã, còn có tiếng răng rắc không ngừng truyền đến. Gã kinh ngạc nhìn về phía trước, sương mù chuyển động ngày càng chậm, từ khe hở ở tầng sương ngoài cùng, có thể nhìn thấy sương mù bên trong đang thay đổi hình thái. Chúng nó, dường như bị đông cứng, đột nhiên, khen một tiếng. Một khối sương mù bị đông cứng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Tiếng rơi này cứ như mở ra công tắc nào đó, ngay lập tức, liên tiếp có tiếng ken ken vang lên không ngừng. Thân vương thử điều khiển sương mù, nhưng gã rất nhanh phát hiện, nếu gã muốn làm điều đó, trước tiên phải phá vỡ lớp băng đã khiến sương mù đông cứng. Không đợi gã làm thử, một bàn tay tự duỗi ra từ trong màn sương trắng, cánh tay kia thản nhiên khu khu trong màn sương trắng, giống như đang xua đuổi côn trùng hoặc là khói thuốc trước mặt mình. Sau đó, sương trắng phân tán khắp nơi, tịch ca bước ra, hắn tăng tốc đột ngột, chỉ trong tích tắc đã đến bên cạnh thân vương hắn nói một câu bên tai thân vương vì ngươi đã đoán được đức mộc bị ta dùng thiên phú thời gian giết chết hơn nữa ngươi còn liên tục nhắc nhở ta ngươi có thể thao túng tất cả ở nơi này tất cả nơi này đều tạo thành từ năng lượng như vậy ám chỉ không gian này là một chỉnh thể khổng lồ ngươi không sợ ta thay đổi ý định dừng thời gian của cả không gian này ư nói xong tịch ca lại cười rạng rỡ có điều ngươi có nói hay không thì ta cũng đã đoán được rồi ngươi nói đây là lĩnh vực của ngươi đúng vậy Quả thật ngươi có thể thao túng mọi thứ ở đây, nhưng có một bộ não khác bên trong lĩnh vực, thời điểm bộ não này khống chế năng lượng, kẻ địch xuất hiện trước mặt ta toàn là những thứ kỳ quái như người ngủ sắc hay cá ngủ sắc gì đó, mà từ khi ngươi khống chế năng lượng, kẻ địch xuất hiện trước mặt ta chỉ là cự xà hoặc xương trắng nguyên thủy nhất, rất phù hợp với thẩm mỹ của ma cà rồng bình thường, ta thử suy đoán xem, hiển nhiên đây không phải không gian dị động sinh ra ý thức gì đó, thực tế, đây chính là trong cơ thể một sinh vật khổng lồ thân vương giận tiếng mặt, gã chợt ra tay, móng tay sắc nhọn xẹt qua, không gian xung quanh cũng dần vặn vẹo. Trong cơ thể sinh vật khổng lồ, cuộc chiến giữa tranh và công tước kỵ sĩ cũng đến hồi kịch liệt. Ngọn giáo của kỵ sĩ vạch ra rất nhiều vết thương trên người tranh, nghiêm trọng nhất là vết thương ở bả vai, vai trái của tranh bị mũi giáo của công tước kỵ sĩ đâm xuyên qua. Máu thịt, cờ bắp xương cốt, toàn bộ nát tương. So với vết thương này, những nơi khác liền không đáng nhắc tới, chỉ là một vài vết thương ngoài da mà thôi. Trong lúc dây dưa, động tác của tranh ngày càng chậm, kỳ quái là, động tác của công tước kỵ sĩ cũng ngày càng chậm. Công tước kỵ sĩ vẫn nhớ rõ mệnh lệnh của thân vương, bắt sống tranh. Thành ra hắn cũng tiến vào trạng thái mèo vần chuột, hắn lắc cổ tay, mũi giáo tiếp xẹt qua người tranh, hắn nói với tranh, thật đáng thương, tranh của ta, không có nước. Sức chiến đấu của ngươi cùng lắm chỉ bằng một hầu tước, thậm chí còn tệ hơn một vài hầu tước có năng lực đặc biệt, với sức mạnh như vậy, cớ sao ngươi lại quay về? chẳng lẽ ngươi muốn trở thành bộ sưu tập thành vật thí nghiệm của thân vương rèn nói ta vẫn luôn tò mò một chuyện công tước kỵ sĩ cái gì rèn ngươi có vẻ rất hận ta đây không chỉ đơn thuần là khinh miệt công tước kỵ sĩ cười to ta chỉ là chán ghét ngươi mà thôi ta chán ghét những kẻ như ngươi năm đó nếu không có mấy tên kỵ sĩ như ngươi sao ta có thể sa đọa vào bóng tối được đương nhiên đương nhiên hiện giờ ta rất biết ơn những kẻ giống ngươi dù sao ta đã có được năm tháng vô tận mà những kẻ đó thì sao bọn chúng đã sớm an nghỉ dưới lòng đất thi thể đều hóa thành cát bụi rèn thì ra là thế chỉ vậy thôi ư ta còn tưởng rằng có lý do nào đó khó nói tuy rằng những lý do ấy đã không còn quan trọng nhưng ngươi vẫn nên thông cảm cho kẻ cổ hủ cuối cùng này đi công tước kỵ sĩ thế sao ngươi nghĩ rằng giữa chúng ta có thâm cừu đại hận mà ngươi không biết ư hắn lại cười to rèn ngươi thật sự quá ngây thơ được được, ngươi cứ mang vẻ ngây thơ đó xuống địa ngục đi, mà ta, ta đương nhiên sẽ tiếp tục nhận sủng ái của kênh. Qua ngày lành nơi bóng tối, hắn cảm thấy đã đến lúc, hắn không tiếp tục mẹo vần chuột nữa. Tuấn mã của hắn lao nhanh, ngọn giáo vung lên như độc lông, mũi giáo nhắm thẳng vào đầu gối ren. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, trong lúc thân vương giải quyết tịch ca, hắn phải bắt được ren, dâng lên cho thân vương. Đối mặt trường thương gào thét mà đến, ren không hề nhúc nhích, như là vào thời khắc này, cậu đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, công tước kỵ sĩ càng rỡ cười lớn, cười cười, mũi giáo của hắn sượt qua đầu gối của Rin, đâm vào trong hư không, mà Ren đứng tại chỗ, lông tóc vô thương, nụ cười đồng lại trên khuôn mặt gã, biến thành một loại biểu cảm rất hài hước, trong mắt hắn lấp đầy kinh ngạc. Hắn nói, cái gì? Chuyện này, giờ phút này, sự kinh hoàng không thể giải thích được ập đến trong óc công tước kỵ sĩ, hắn lần thứ dơ giáo, lúc này đây hắn chọn mục tiêu là bụng trên, hung hăng lao đến lần nữa, nhưng ngọn giáo vẫn không trúng đích. Nó đâm vào khoảng không cách trên nửa mét, ngọn giáo bất khả chiến bại giờ đây đã mất đi độ chính xác, dù có sắc bén đến đâu thì cũng chẳng khác nào đồng nát sắc vụn. Rèn nâng tay lên, trên tay cậu, xuất hiện một cái vòng nước vần quanh, cậu cười với công tước kỵ sĩ, vô cùng cảm ơn sự hào phóng của ngươi, ngươi đã dẫn nguồn nước mà ta cần nhất lại đây. Có lẽ ngươi đã bị lòng căm thù và sự kiêu ngạo che mờ mắt, khiến ngươi hoàn toàn quên đi rằng, trong cơ thể con người cũng chứa nước, cho dù có chuyển hóa thành huyết tộc thì vẫn vậy. Nụ cười trên gương mặt công tước kỵ sĩ biến mất, vẻ hoảng sợ lại lần nữa leo lên gương mặt hắn, không, không không không, rèn thần mến của ta, hắn muốn nói những lời giống như lúc chiến đấu với tịch ca, hắn muốn cầu xin rèn, hắn biết mình chỉ cần quỳ gối trước rèn khẩn khoản xin tha, rèn chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn, hắn đang định mở miệng, rèn nắm tay lại cậu điều động tất cả lượng nước mà mình nắm giữ được trong thời gian dây dưa với công tước kỵ sĩ, dòng nước cắt ra cơ thể và trái tim công tước kỵ sĩ, khôi giáp cũng không thể bảo vệ được thương tổn từ bên trong, dưới bộ giáp đen dữ tợn, phục một tiếng, rèn đã khuấy đảo bộ phận bên trong cơ thể công tước kỵ sĩ thành một quả cà chua thối, a a a a a, tiếng la hét như vọng đến từ vực sâu khủng bố, dưới mũ giáp màu đen, công tước kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó, khôi giáp, ngọn giáo, tuấn mã của hắn đều dần dần tan chảy như sáp nến kỵ sĩ tóc vàng cao lớn ngã trên mặt đất hắn cùng mình lại rơi vào thống khổ không gì sánh được cho dù trái tim đã nát bấy nhưng máu vẫn còn chảy trong cơ thể giúp hắn kéo dài hơi tàn mà đây cũng không hẳn là một chuyện may mắn tử vong chỉ là chuyện trong nháy mắt chờ đợi tử vong cũng là một quá trình vô cùng dài lâu trong lúc chờ đợi nỗi sợ hãi ngày một gia tăng nỗi thống khổ bị phóng đại tra tấn đủ rồi mới một hơi nuốt chửng con mồi ren đi tới trước mặt công tước kỵ sĩ cậu ngồi xổm xuống nhìn công tước kỵ sĩ cho dù giờ phút này đang bị đau đớn tra tấn công tước kỵ sĩ vẫn biết ren sắp sửa làm gì hắn run run môi muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh chỉ có máu là liên tục trào ra khỏi miệng hắn ren vươn tay cậu điều khiển nước dồn về ngực công tước kỵ sĩ dưới tác dụng của dị năng ngực kỵ sĩ đột ngột nứt ra lòng ngực của hắn ưỡng về trước khe hở ngày càng mở rộng nguyên huyết trong ngực công tước kỵ sĩ cũng xông ra. Công tước kỵ sĩ, ôi, ôi ôi, ôi, tiếng cầu xin và dãy dụ cuối cùng cũng cất lên trong những âm điệu khó hiểu, Ren không để ý đến đối phương. Cậu nắm nguyên huyết trong tay, quá khứ thì để ở lại quá khứ, hận thù đã đặt dấu chấm hết. Mất đi nguyên huyết, công tước kỵ sĩ nháy mắt hóa thành tro tàn, Ren lại đứng dậy, kết thúc một cuộc chiến quan trọng, tâm tình cậu cũng thả lỏng, bước chân nhẹ nhàng hơn, cậu sắp sửa đi tìm tịch ca cùng tịch ca đối mặt với thân vương nhưng đúng lúc này không gian hắc ám đột nhiên rung chuyển rên lập tức nhìn trái nhìn phải phát hiện toàn bộ không gian dường như đã bị thứ gì đó kích thích cho dù là đất đá dưới lòng bàn chân hay là vách tường tối đen như mực tất cả đều đang nhấp nhô gợn sóng gợn tự mà mấp máy đứng lên nhìn thoáng qua tự như có sinh mệnh chấn động tự như có sinh mệnh đến từ trung tâm cuộc chiến trong không gian hắc ám sau câu nói kia của tịch ca cơn phẫn nộ khiến thân vương không còn dương dương tự đắc được nữa gã nổi giận đùng đùng thề sẽ xé xác kẻ dám khiêu khích mình thành mảnh nhỏ tịch ca cùng sử dụng kỹ năng thiên phú tác động của dị năng thời gian lên một cá thể và một nhóm cá thể là khác nhau sau khi xác nhận không gian này là một cá thể tịch ca liền phát tán dị năng của mình thời gian tiếp xúc với cơ thể khổng lồ tịch ca liền cảm nhận được mình đang tiếp xúc với một nhóm năng lượng thật lớn khống chế nhóm năng lượng này cũng không phức tạp mà khống chế được chúng đồng nghĩa với việc khống chế được thân vương hắn chỉ cần một chút sức mạnh thêm nhiều sức mạnh hai người đứng đối diện nhau bộ móng nhọn của thân vương vốn có tốc độ cực mạnh cực nhanh nhưng sau khi tịch ca sử dụng năng lực mọi thứ đều đã thay đổi bàn tay gã duỗi ra như sa vào bùn lầy liên tục ngăn trở bước đi của gã móng tay gã khiến không gian vặn vẹo không chỉ vậy trong không gian vặn vẹo còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo chúng đang chéo ngang dọc tràn ra khỏi thân thể gã trói buộc bàn tay gã, vướng vào móng vuốt của gã. Đây là dòng chảy thời gian, gã kích thích chúng, gạt bỏ chúng, tự như gạt bỏ sự tồn tại nào đó trong cơ thể, lực lượng lớn mạnh trong cơ thể thân vương dần xói mòn. Nhưng điều này cũng không khiến thân vương sợ hãi, ngược lại tăng thêm thô bạo trong lòng thân vương. Lượng lớn sức mạnh đã rút khỏi cơ thể, gã liền lấy nguồn sức mạnh lớn hơn từ không gian. Không gian hắc ám rung chuyển dữ dội, hậu quả do việc bào mòn năng lượng quá mức rất nhanh đã trở nên rõ ràng, màn trời màu đen xuất hiện vết nứt, đất đã cũng bắt đầu sụp xuống, nhưng tất cả dường như đáng giá. Móng tay của thân vương xuyên qua lá trắng cuối cùng, đâm vào ngực tịch ca. Trên mặt thân vương lộ ra nụ cười dữ tợn, ngón tay gã gấp khúc, dùng sức, gã muốn đào nguyên huyết của tịch ca, con châu chấu nhảy nhót hai chân chạy không thoát vận mệnh bị thợ săn bóp chết. Một giọt máy chảy ra từ ngực tịch ca, móng tay thân vương tiến vào càng sâu hơn, sau đó, thịt, một tiếng. Trái tim kim cương nhảy lên trong ngực Tịch Ca. Nó bình tĩnh uy nghiêm, trực tiếp đánh bật con kiến dám can đảm xâm phạm mình. Thân Vương cùng Không Gian Hắc Ám đều trúng một đòn chí mạng. Máu trong cơ thể Thân Vương cuồn cuộn, huyết khí cuồn cuộn khiến dị năng Thiên Phú của gã không ổn định, Không Gian Hắc Ám không ngừng sụp xuống, còn xảy ra hiện tượng biến mất một phần, không còn là không gian khép kín hoàn toàn nữa, ánh nắng đã lâu không xuất hiện, từ trên trời cao vô tận chiếu xuống. Tịch Ca cũng đã hoàn thành bước cuối cùng. Đồng hồ quả quyết thật lớn xuất hiện giữa không trung, hắn vương tay, yên lặng ấn vào đồng hồ quả quyết. Không, không thể, thân vương bị bắn ngược ra, làm người đứng đầu thế giới hắc ám đã lâu, gã đã quên mất, vào giờ phút này, cảm giác cuồn cuộn như muốn nôn mửa này mang tên sợ hãi, gã cho rằng mình chỉ có phẫn nộ vô cùng, gã gào thét, ta biết, lực lượng của chúng ta không hơn kém, ngươi không thể thắng được thân vương, thân vương đã là sự tồn tại trên đỉnh thế giới, cho dù ngươi là thân vương, ngươi cũng không thể giết chết một thân vương khác ngươi không giết được ta tịch ca quả thật giai đoạn hiện tại thì lực lượng của chúng ta ngang nhau nhưng ai ngờ dị năng thiên phú của ngươi lại vô dụng thế chứ thân vương như vừa nghe thấy chuyện cười phẫn nộ mà vẫn cười rộ lên ngươi biết cái gì ta đã chuyển đổi thiên phú xây dựng lĩnh vực ta có được lực lượng nguyên thủy tịch ca nếu ngươi cho rằng mình đúng vậy ta sẽ giải thích cho ngươi biết vì sao hiện giờ không có sự tồn tại nào lớn hơn thân vương Đừng bao giờ dùng từ lực lượng nguyên thủy, lực lượng nguyên thủy sẽ không tự nhốt mình trong một cái lồng sắt đâu. Ngươi chuyển đổi thiên phú của ngươi, cùng lắm chỉ là một hình thức luyện kim mà thôi, tuy rằng không thể nói là vô nghĩa, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Ngươi xem, ta cũng không khai thác thiên phú thời gian của mình làm ra mấy thứ cổ quái. Ta chỉ đơn giản hóa chúng, càng đơn giản càng tốt. Đương nhiên, dù sao cũng phải suy xét đến chênh lệch dị năng giữa ngươi và ta. Nụ cười của Tịch Ca hơi thay đổi trở nên khinh miệt, trở nên lạnh lẽo. Sức mạnh thời gian, không phải là thứ ngươi có thể mơ ước, đồng hồ quả quyết bị đè xuống, thời gian câm lặng. Trong thời gian câm lặng, tịch ca đào nguyên huyết từ trong ngực thân vương, nguyên huyết tới tay, không gian sụp xuống, không gian hắc ám hóa thành hư vô, trong hư vô, mơ hồ truyền đến tiếng gào thét không biết của sinh vật gì. Ánh mặt trời bắn vào mi mắt, tịch ca và tranh lần nữa xuất hiện trên bồn địa, hai người liếc nhau, tịch ca giơ nguyên tinh thân vương trong tay, hắn nói với ren bốn mất một còn lại ba kẻ không đủ một bàn mạc trượt ren cười thành tiếng một hồi đại chiến đã thắng lợi vui thích quanh quẩn trong lòng hai người hai người từ bồn địa đi tới một bãi biển không người bất tri bất giác một ngày đã khép lại ánh chiều tà nhuộm đại hải và bãi cát thành màu võ quyết tiếng sóng biển vỗ vào vách đá không ngừng truyền vào lỗ tai tịch ca nằm trên đùi ren mở điện thoại lên vừa mở điện thoại lên rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhở xuất hiện trên màn hình Tin nhắn thì thống nhất bỏ qua, số điện thoại của người lạ cũng bỏ qua, chỉ có cuộc gọi của Lý Lập Phương là khiến tịch ca để tâm một chút, nhưng gió biển và cặp đùi của tranh thoải mái đến mức làm hắn mất năng lực tư duy. Thôi, còn hai ngày nữa, cũng chẳng cần vội. Tịch ca thầm nghĩ, yên ổn tắt di động, làm bộ như mình không thấy gì. Sau đó hắn xê dịch vị trí, nhìn chiến lợi phẩm đặt trên tay ren, bắt đầu từ công tước thâm hồng, ba công tước một thân vương, tổng cộng bọn họ đã đoạt được ba nguyên huyết công tước và một viên nguyên tinh của thân vương. Ren được xưng là công tước thứ 13 đã lâu, khoảng cách đến thân vương vốn không xa, có mấy thứ này, hoàn toàn đủ để cậu tiến lên thân vương. Ren nhìn chiến lợi phẩm, cậu chần chờ, ta sẽ uống mấy thứ này, sau đó tiến vào lòng biển, không biết mất bao lâu để đột phá lên thân vương, nghe đồn, có người cần một hai tháng, cũng có người chỉ vài ngày, tịch ca, trông em có vẻ lo lắng, Ren thừa nhận, quả thật có một chút, ta vốn đã chuẩn bị trả giá mạng sống để báo thù mặc dù tình huống hiện giờ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng ta vẫn có chút lo lắng có lẽ chạy càng đến đích lòng càng lo lắng xảy ra sai lầm tịch ca mỉm cười trong trận chiến vừa rồi tôi cố tình thả chậm nhịp độ kiểm tra xem trình độ của thân vương hiện giờ lực lượng của tôi cao hơn thân vương một chút chờ em đột phá chúng ta là hai thân vương rồi hai đánh ba chắc sẽ có chút gian nan nhưng không có vấn đề gì đâu nếu tình hình không ổn thì tôi lại bùng nổ tiếp, dù sao đã thăng cấp mấy lần rồi, kém gì lần cuối, Ren không cười, cậu có chút lo âu, chúng ta thật sự phải giết chết tất cả thân vương ư. Không có thân vương, thế giới hắc ám, tịch ca thuận miệng, giáo hội trở thành người được lợi nhiều nhất, Ren, tịch ca, tịch ca kịp phản ứng, lỗ rồi, nếu tôi giao dịch trước với giáo hội, không chừng giáo hoàng sẽ rút sạch tiền của để cảm ơn tôi đấy chứ, Ren, sau đó bọn họ sẽ lại đuổi giết chúng ta tội danh là quét sạch ngân khố của giáo hội, Ren nói xong cũng cười, ti lo âu cuối cùng trong lòng cũng nhạt dần, tâm báo thù lần nữa vững vàng. Từ khi rời khỏi giáo hội, trong nhiều năm lưu lạc, cậu đã tìm ra châm ngôn hoàn toàn mới, hận thù lấy máu rửa sạch, ân đức lấy mạng chuộc tội, yêu, cậu nhìn thoáng qua tịch ca, khiến ta cam tâm tình nguyện, quỳ gối trước người, đem hết thảy của ta, kính dân lên người, quyết định xong xuôi, tịch ca lưu luyến đứng dậy. Rên nuốt tinh nguyên của thân vương cậu bước vào trong biển, lúc nước biển cao tới quá thắt lưng, cậu đột nhiên quay đầu lại, hôn lên môi tịch ca, cuốn lấy tịch ca. Nụ hôn này nồng nhiệt, cũng cực nóng, sau nụ hôn đó, cả hai cùng ngã vào trong nước. Năng lượng trong máu đã cuồn cuồn, rèn nắm chặt thời gian, hỏi một vấn đề cuối cùng trước khi ngủ say, sau khi giết chết thân vương, chúng ta sẽ đi đâu? Tịch ca trầm ngâm, quả thật hắn vẫn rất để ý, ừm, tôi mới học hết năm ba thôi, năm tư còn phải ít nhất nửa năm chúng ta tìm cách trở về vực sâu được không? Ren nói, ta cùng ngươi trở về, tịch ca cắn môi Ren. Hắn cười nhẹ đáp, cho dù em không chịu, tôi cũng sẽ bắt cóc em về, dứt lời, hắn lần nữa hôn lên mắt Ren, đột phá thân vương đi, tôi ôm em, cùng em trải qua, người đầu tiên em thấy khi mở mắt, tất nhiên là tôi, nơi đầu tiên em thấy khi mở mắt, tất nhiên là biển sâu có tôi. Cái chết của thân vương và sự biến mất của công tước có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, công tước biến mất còn có thể che đậy, thân vương ngã xuống lại là chuyện chấn động thế giới, người người đều biết, thân vương mà tịch ca giết chết, phạm vi thế lực nằm ở phía tây thế giới, cho nên gã được xưng là tây chúa tể, tây chúa tể mới ngã xuống cùng lắm mới một tiếng đồng hồ, tin tức đã truyền đến tai ba vị thân vương còn lại, ngay khi nhận được tin, vui sướng nổ vang trong đầu bọn họ, ba vị thân vương này đưa ra quyết định cùng một lúc, bọn họ đi đến một nơi, quan sát cùng một thứ, rồi gặp gỡ nhau. Đây là nơi nằm dưới lòng đất 13.000 mét, trong lòng một ngọn núi lửa đã chết, được xưng là nơi gần nhất với địa ngục, dưới đáy cái miệng sâu khổng lồ, mặt đất phủ kín những khe nước, này đó khe nước giăng khắp nơi, tất cả đều là rãnh sâu do mát ma nóng chảy tạo nên. Sau đó những cái rãnh này được cải tạo lại, bọn họ đã đào một huyết trì, bồn máu, thật lớn ở chính giữa. Mỗi ngày đều có máu tươi từ bốn phía đổ đến, bất kể ngày đêm. Máu của vô số người lấp đầy huyết trì phía trên huyết trì còn có một khối tinh thể nửa ngưng tụ tinh thế này ở trong một vật chứa trong suốt một đường ống tinh tế nối với vật chứa máu trong huyết trì lại được đưa vào bên trong thông qua đường ống nuôi dưỡng tinh thế đang bán ngưng tụ này đây là nguyên tinh của rèn lúc bị lấy đi nguyên huyết rèn đã có cấp bậc cao hơn công tước thấp hơn thân vương cũng bởi vậy nên hình thái của nguyên huyết rất độc đáo đang trong trạng thái nửa ngưng tụ ba vị thân vương nhìn chăm chú vào huyết trì ánh mắt tham lam của bọn họ tập trung tại trên khối nguyên tinh kia. Khối nguyên tinh này quả thật có điểm đặc thù so với huyết tộc, khối nguyên tinh này lóe ra đốm sáng nhỏ vụn, hơn nữa chúng còn là ánh sáng trắng thuộc về quang minh. Đây là bí mật giấu trong huyết mạch trên, còn là bí mật mà trên mang ra từ thánh địa, bí mật của kênh. Khoảnh khắc nhìn thấy đốm sáng trắng, bốn vị thân vương đều chắc chắn như thế, nhưng nguyên tinh chỉ có một, bí mật cũng chỉ có một. Mà có tận bốn người muốn phân chia nguyên tinh và bí mật, đương nhiên, hiện giờ chỉ còn lại ba. Không phải bọn họ chưa từng nghĩ tới việc giải quyết những kẻ khác để độc chiếm bí mật, mỗi một thân vương đều từng nghĩ đến khả năng này vô số lần, nhưng qua bao nhiêu năm tháng, thế cục của thế giới hắc ám tựa như ao tù nước động, không thể lay chuyển, bất kể là thân vương nào, cũng đều không chắc chắn giết chết được những thân vương còn lại, cho nên bọn họ vẫn có thể ngồi xuống và thỏa thuận trong hòa bình. Bốn vị thân vương nuôi dưỡng nguyên tinh của tranh trong huyết trì, bọn họ chờ mong một tương lai, nguyên tinh được máu tẩm bổ đủ để chia đều cho bốn người, hoặc là ngày nào đó, mình có thể giết chết những kẻ còn lại. Nhưng hiện giờ, cục diện đã thay đổi, ba vị thân vương lặng lặng đứng trước huyết trì, lên tiếng sau khoảng thời gian trầm mặt ngắn ngủi. Ren trở lại, Orel đã chết, sau khi Orel chết, Ren sẽ trở thành thân vương mới, hắn còn mang theo đồng bạn, có thể giết chết thân vương chỉ có thân vương, đồng bạn của hắn cũng nhất định là thân vương, hai thân vương, mà chúng ta thì có ba người trận này ưu thế về phe chúng ta ba người nói tới đây đề tài coi như chấm dứt bọn họ lại mở đầu một đề tài mới rèn đến không thể để hắn chạy thoát lần nữa nếu nuôi dưỡng hắn nguyên tinh trong cơ thể hắn sẽ sinh trưởng càng nhanh hiện giờ hắn đã là thân vương có lẽ đủ chia cho cả ba chúng ta tiếng cười trầm thấp vang lên không ai để ý tới oreo đã chết bọn họ tiếp tục thảo luận địa bàn của oreo chúng ta chia đều địa bàn thì hai các ngươi chia đều ta muốn nguyên tinh tranh và đồng bạn của hắn đó không phải thứ ngươi có thể độc chiếm đâu nguyên tinh nhất định phải chia đều cho ba người chia nhau nhiều năm như vậy các ngươi còn chưa chia đủ sao đây là phương án tốt nhất đáy núi lửa âm thanh thảo luận thấp dần cơn rung chấn dưới mặt đất lại bắt đầu cũng trong ngày hôm đó địa bàn ở phương tây của orel có hơn một nửa quốc gia xảy ra bạo động võ trang mà trong số những quốc gia này hơn nửa cuộc bạo động có bóng dáng của giáo hội sau khi orel tử vong tin tức cũng nhanh chóng đến tai giáo hoàng. Tuy rằng tin tức chậm hơn so với ba vị thân vương, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Một ngày, trước khi chuẩn bị đi ngủ, ông nhận được tin vui này như món quà mà Thượng Đế ban tặng, ông quả thực cho rằng thần tích đã xảy ra. Sau nhiều lần xác định, ông mới trở lại giường với tâm trạng vô cùng phấn khởi, theo thống kê chưa được đầy đủ, thì đêm đó, ông cụ đã ngủ mơ cười tỉnh ít nhất ba lượt, sau đó sắm trên gió cuốn bật dậy, bố trí kế hoạch tiếp theo nhưng cho dù thế giới này đang ồn ào náo động đến cỡ nào cũng không thể truyền đến ngàn dặm dưới đáy biển đây đã là ngày thứ ba kể từ khi ren nuốt vào nguyên tinh của thân vương rồi rơi vào giấc ngủ triền miên tịch ca ông ren có thể cảm nhận được nguyên tinh của thân vương đã bị ren tiêu hóa hoàn toàn lực lượng thân vương đang chen vào mỗi một tế bào trong người ren hiện giờ ren đang làm nốt bước cuối cùng tịch ca tin tưởng hoàng tử bé của mình sẽ không có vấn đề gì hắn cầm tay đối phương đặt bên miệng hôn nhẹ nhàng lúc nụ hôn hạ hắn đang thầm nghĩ, Ren, đừng lạc đường, thiên phú của em đến từ tôi, thiên phú của chúng ta từ cùng một mạch, nhất định em có thể cảm nhận được, lực lượng thiên đơn giản cỡ nào, lại ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào, đó là bước thay đổi cuối cùng. Ren phát hiện mình đang ở trong một giấc mơ huyền ảo, những mảng màu xanh nhạt vây kín xung quanh cậu, này đó xanh nhạt bao bọc cậu hết tầng này đến tầng khác, ấm áp, mềm nhẹ, giống như vòng tay mẹ, cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng không gian xanh nhạt như cái kén này vô cùng hấp dẫn không hiểu sao trong lòng cậu sinh ra khẩn trương nếu mình có được chúng mình có thể ôm lấy thế giới này cảm giác này ngày càng mãnh liệt thúc giục cậu vươn tay về phía cái kén màu xanh muốn ôm chầm chiếm hữu chúng nhưng cũng đúng lúc này vận mệnh sắp đặt truyền đến một loại cảm giác như tiếng gọi mơ hồ lúc có lúc không tự như vang bên tai lại tự như vang ở đáy lòng ray nghe không hiểu giọng nói đó cũng không phân biệt rõ âm thanh đó là gì nhưng âm thanh này đã chặn lại bàn tay của cậu, cũng khiến trên lần theo âm thanh này, tìm thấy cơ thể của chính mình. Cậu cúi đầu nhìn cơ thể của mình, không biết vì sao, trong nháy mắt đó, mọi lực chú ý của cậu đều bị ánh sáng xanh xung quanh hấp dẫn, chúng chiếm cứ toàn bộ tư duy của cậu, khiến cậu không thể nghĩ đến thứ khác, nhưng rõ ràng, trong cơ thể cậu cũng có một ít ánh xanh. Chút ánh sáng xanh ấy rất dễ phân biệt với kén xanh xung quanh, đốm sáng xanh như đom đóm, còn mỏng manh hơn đom đóm nó như mắt chứng tăng động, từ sau khi Ren phát hiện ra, nó luôn ngã trái ngã phải, chưa hề tạm dừng. Mà kén xanh xung quanh lại vô cùng mỹ lệ, nó hướng về Ren bày ra màu xanh tốt đẹp và mỹ lệ nhất thế gian, nó còn mang đến cho Ren một sự dịu dàng khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng, Ren chần chờ một chút, kén xanh mang đến lực hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng cậu rất để ý tới âm thanh mơ hồ kia, cậu do dự đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn lựa chọn âm thanh kia, liền đưa bàn tay hướng về đốm sáng xanh cậu và đốm sáng xanh kia chơi đuổi bắt một hồi không biết cố gắng bao nhiêu lần mới thành công bắt được nó đốm sáng rơi vào lòng bàn tay chợt giác ngộ tri thức dũng mãnh chui vào trong đầu cậu sức mạnh tràn ngập cơ thể cậu thế giới vén lên bức màn dối trá bộc lộ nội tâm chân chính trước mặt cậu trong quá trình đột phá thân vương rèn đã thành công tiếp xúc với bản chất của sức mạnh gần như là theo bản năng cậu kêu gọi dị năng của mình cậu nhìn thấy phân tử nước phân tử nước vô cùng hoạt bát, chúng không có lúc nào là ngừng nhảy nhót. Hiện giờ, cậu không chỉ có thể thao túng dòng nước, cậu còn chạm đến những thứ sâu xa hơn nữa, cậu đụng vào nhiệt lượng sinh ra trong quá trình vận động không ngừng nghỉ của chúng, cậu nhớ lại thiên phú của tịch ca, nhiệt độ, cậu hiểu ra, dị năng thao túng nước của mình sinh ra từ đó, giữa mình và hắn, tất cả đều là truyền thừa. Rên tràn đầy hưng phấn, bất chợt mở to mắt, băng giá bao quanh bọn họ như thủy tinh, bên ngoài thủy tinh, vạn vật đều mờ mờ ảo ảo phản chiếu trên sương giá bên trong thủy tinh nước biển ấm áp như mùa xuân ren nhìn thấy tịch ca đang mỉm cười với mình khoảnh khắc ta mở mắt ta thấy ngươi và đáy biển có ngươi đại hải mênh mông vô bờ trên mặt biển tịch ca cùng ren đang cưỡi một con cá mập bọn họ gặp con cá lớn này trong khi đang đi từ đáy biển lên mặt biển mới đầu còn xông về phía họ với bộ mặt hung thần ác sát và hàm răng dữ tợn tịch ca liếc mắt một cái liền ngắm trúng tấm lưng trơn nhẵn của nó sau vài giây vận lộn, kẻ thức thời mới trang tuấn kiệt, đối với cá cũng không ngoại lệ, cá mập ủy khuất trở thành vật cưỡi, cổng hai người trên lưng, theo chỉ dẫn của dòng nước rời khỏi địa bàn của mình, bơi về phía trước, đây ngồi trên người người cá mập, tịch ca nằm trên người cá mập, ánh mặt trời vừa phải, ấm áp giàu già, dà. sau khi tay chúa tể tử vong, thế giới hắc ám còn lại ba thân vương, ba vị thân vương này chiếm lĩnh phần còn lại của thế giới. Trước khi cuộc chiến nổ ra, Ren nhanh chóng nói cho tịch ca những gì mình biết về ba người này, giọng nói cậu chậm rãi, mang theo cảm giác rất uyên bác, trong số ba thân vương còn lại, có một người là nữ, đó là một người phụ nữ cực kỳ diễm lệ, lãnh địa nằm ở phía đông, cô ta được xưng là đông chúa tể, nhưng so với danh hào nồng đậm mùi vị thân vương, cô ta thích người khác gọi mình là nữ hoàng Starlet hơn, cũng giống mấy vị thân vương khác, năng lực của cô ta là một ẩn số, nhưng bên cạnh cô ta thường xuyên có sinh vật địa ngục xuất hiện, nên có người phỏng đoán dị năng của cô ta liên quan đến địa ngục hai người nam bắc còn lại thì sao tịch ca miễn cưỡng xoay người hỏi bắt chúa tể ren suy tư một khắc bắt chúa tể có chút đặc biệt đêm hôm đó bốn vị thân vương đều xuất hiện tại lâu đài của ta dáng vẻ ba vị còn lại đến nay ta vẫn nhớ rất rõ nhưng ta lại không thấy rõ thân vương phía bắc trông thế nào dựa vào điểm này có thể hắn ta ẩn chứa lực lượng ma thuật nào đó về phần nam chúa tể ren còn nói thân vương này cũng rất thần kỳ, thần kỳ chỗ nào, tịch ca hỏi, rên trầm năm nói, hắn nhìn qua có vẻ dễ gần, hay xuất hiện trước mặt mọi người hơn ba vị khác, dị năng của hắn là rõ ràng nhất trong bốn thân vương, dị năng của hắn là thao túng lửa, trong lúc nói chuyện, trên mặt biển rộng lớn, một con thuyền khổng lồ từ xa đi đến gần, thủy thủ đứng ở bông tàu ngơ ngác nhìn tịch ca và rên nổi trên mặt biển, còn có con cá mập lớn lúc ẩn lúc hiện bên dưới bọn họ. Hai bên lướt qua nhau, hiện trường bỗng trở nên ngột ngạt đang trong lúc hít thở không thông tịch ca chợt giơ tay lên vẫy vẫy những người trên tàu thời tiết hôm nay không tệ nhỉ lúc hắn vẫy tay cá mập vừa lúc bơi mệt đồng đưa thân thể dùng sức nhảy lên nhảy ra khỏi mặt biển bay thẳng giữa không trung nước biển bám theo sau nó trông như vẫy mực tiếng kinh hô truyền đến từ trên tàu đoàn thủy thủ gần như nín thở trời ạ à, trời ạ à, thượng đế ơi các anh cần giúp đỡ không rên lễ phép đáp lại không cần thượng đế về thượng đế, kênh về kênh, cá mập nếu như biết nói chuyện, nó sẽ cho những nhân loại này rõ ràng, ai mới cần được giúp đỡ. Nhưng xét cho cùng, khác giống loài không thể giao tiếp, nó vẫn đáng thương như trước, chở tịch ca và tranh bơi về phía trước mà không có mục đích, con tàu bị hai người bỏ lại phía sau, thái dương cũng bị hai người bỏ lại phía sau. Khi mặt trăng đẩy mặt trời xuống biển, một mình treo leo giữa bầu trời, thì ngay cả biển cả cũng bị họ bỏ lại, phía trước, chân trời mờ ảo ở phía chân trời, tịch ca và tranh có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh không cùng một hơi thở quen thuộc, phát ra từ phía dưới nền đất, đó là nơi diễn ra trận quyết chiến, cũng là nơi cất chứa nguyên huyết của tranh. Ba vị thân vương dùng nguyên huyết của tranh dẫn hai người đến đây, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, giết tịch ca, bắt tranh. Nắm giữ bí mật của kênh trong tay bằng tốc độ nhanh nhất và thao tác ổn định nhất, tịch ca cùng tranh cũng tương tự, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết ba thân vương, đoạt lại nguyên huyết của tranh hai phe ăn nhịp với nhau. 13.000 mét, nơi gần nhất với địa ngục, song phương chính thức giáp mặt, miệng núi lửa, trong nham thạch, khe rảnh ngang dọc, huyết trì ở trung tâm. Máu trong huyết trì đang quay cuồng, hơi thở tanh tử tràn ngập không gian dưới lòng đất, bên cạnh mùi máu tanh, nguyên huyết được bảo vệ trong vật chứa trong suốt cực kỳ bắt mắt. Hai người nhìn lướt qua huyết trì và nguyên huyết phía trên huyết trì, rồi lập tức chuyển tầm mắt lên ba người khác có mặt tại hiện trường. Trước mặt tịch ca và ren, hai nam một nữ phân ra đứng xung quanh huyết trì. Người đàn ông bên trái có thân hình cao lớn, nhưng cả thân thể lẫn khuôn mặt của hắn đều chìm trong mơ hồ, không phải sương mù bao phủ, mà là một loại sức mạnh kỳ dị. Sức mạnh này tác động đến bất cứ ai nhìn vào hắn, khiến bọn họ không thể thấy rõ gương mặt thật sự của hắn, đó là bắt chúa tể. Người đàn ông thứ hai trái lại rất bình thường, khóe miệng hắn cong cong, khóe mắt cũng cong, chính bởi vì quá bình thường, thành ra khiến người khác cảm thấy có chút bất bình thường. Cuối cùng là một người phụ nữ, cô ta có gương mặt đầy yêu giả, cực kỳ diễm lệ, giống như lời đồn, ả à ta luôn mang theo sinh vật điện ngục bên người. Hiện giờ, một con bọ cạp với đôi mắt bị che kín đang bò giữa những ngón tay của cô ta. Trước bí mật của kênh, chỉ có thân vương mới đủ tư cách đứng ở đây, cuộc chiến giữa những thân vương, không cần mấy con kiến tồn tại. Trong ba vị này thân vương này, nữ hoàng Stalet là người đầu tiên lên tiếng, hướng về Rên, "Rên thân mến của ta, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại." ngươi không biết chúng ta nhung nhớ ngươi cỡ nào đâu dứt lời ả à ta lại nhìn tịch ca đầy vẻ hứng thú ngươi là thân vương tới từ vực sâu ư ngươi đã là thân vương chắc hẳn cũng hiểu rõ đi đến tận đây có bao nhiêu khó khăn lực lượng của thân vương lại cường đại cỡ nào hiện giờ bên chúng ta có ba người mà các ngươi chỉ có hai hai đánh ba có lẽ ngươi còn cơ hội chiến thắng chúng ta nhưng khả năng lớn ngươi sẽ phải đánh mất sinh mệnh vĩnh hằng thế nào ngươi có muốn đến với ta biến 10% khả năng thành công thành 100% không? Nụ cười của ả à cất chứa mị hoặc, cất chứa lạnh lẽo. Ả à nói, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể chia bí mật của kênh cho ngươi, địa bàn của Orel cũng sẽ thuộc về ngươi, chúng ta sẽ là bốn thân vương hoàn toàn mới. Ăn ngay nói thật, tịch ca, những gì ngươi nói tên thân vương kia cũng từng nói rồi, và giờ gã đã chết. Tuy rằng ta có thể thông cảm, bởi vì sống quá lâu nên đa số huyết tộc đều mắc chứng lẩm cẩm và ưa trì hoãn, nhưng chúng ta vẫn nên thành thật với nhau tóc chiến tóc thắng đi dù sao một mảnh đất phía tây nhỏ nhoi sao hấp dẫn bằng địa bàn của cả bốn vị thân vương được ngoài nữ hoàng stallet nam chúa tể không tỏ vẻ gì bắt chúa tể lại giận tín mặt bắt chúa tể lạnh lùng nói lilian ngươi vô nghĩa với bọn chúng làm gì bắt đầu chiến đấu đi bọn họ mất đi tính mạng chúng ta chiếm được thứ chúng ta muốn nữ hoàng stallet cười nói mi đó ngươi luôn luôn vội vàng không đợi nữ hoàng stallet nói giúp câu năng lực của mi ró đã trải rộng không gian trước mắt chợt ngán lên mặt đất biến mất những tấm gương xuất hiện trong mắt tịch ca và ren thân ảnh bọn họ phản chiếu trong gương những mặt gương không ngừng xoay chuyển bốn phía vây quanh cả không trung lẫn mặt đất mi ró sau khi dùng dị năng thiên phú liền biến mất chỉ còn nữ hoàng starlet và nam chúa tể mặt đối mặt với tịch ca và ren tịch ca là người thứ hai ra tay hắn đã từng đến thử lĩnh vực không gian cùng loại trong trận chiến mới đây từ kinh nghiệm lần trước hắn không chút do dự trải rộng năng lực thời gian ra khắp không gian đồng thời thay đổi thời gian một chiếc đồng hồ quả quyết hình mặt gương xuất hiện trên không trung sau vài tiếng tích tắc cuối cùng kim đồng hồ liền đảo ngược nhưng đúng lúc này mặt gương liền tản ra ánh sáng mênh mông sau đó kim đồng hồ không còn đảo ngược thời gian của bác chúa tể nữa mà là thời gian của tịch ca dị năng thiên phú của bác chúa tể không gian gương có thể gắn gương vào mọi vật thể Lực lượng đánh trúng gương sẽ bị mặt gương bắn ngược lại toàn bộ, tình huống xảy ra đột ngột, Tịch Ca trở tay không kịp, hai thân vương khác sẽ không sững sờ giống Tịch Ca. Ba người quen biết đã lâu, ăn ý đến lạ thương. Nữ hoàng lét mỉm cười kiêu mị, ả ta đặt gót giày lên một mặt gương, vẽ một vòng tròn lớn, theo từng động tác của ả, bóng tối bắt đầu tràn vào vòng tròn, rồi bao trùm toàn bộ mặt gương. Âm thanh từ vực sâu truyền từ trong vòng tròn, đúng như thế giới hắc ám phỏng đoán dị năng của nữ hoàng starlet liên quan mật thiết với địa ngục lối vào này nối thẳng đến địa ngục sau khi mở ra lối vào địa ngục động tác của nữ hoàng starlet vẫn không dừng lại ả à ta lấy một cái chai nhỏ từ trong túi áo ra trong cái chai này là máu công tước ả à ném vào vòng tròn đen ầm à một tiếng lúc này từ lối vào địa ngục không còn truyền đến âm thanh hung ác nữa sinh vật địa ngục gớm ghiếc cuồn cuộn chui ra khỏi vòng tròn đen dưới sự chỉ huy của nữ hoàng starlet đại quân tới từ địa ngục hướng thẳng phía trước dị năng thiên phú của nữ hoàng Scarlet, vẽ một cái vòng đen nối thẳng tới địa ngục. Địa ngục chủ trương trao đổi đồng giá, muốn lấy loại sức mạnh nào từ địa ngục thì phải đưa cho chúng sức mạnh tương đương. Rain cũng động thủ cùng lúc. Trận chiến lần trước, cậu không thể tìm thấy nguồn nước trong không gian hắc ám, nhưng cuộc chiến này, cậu dễ dàng tìm được phân tử nước trong không gian. Cậu thao túng phân tử nước, phân tử tụ tập, bức màn nước xuất hiện. Một bức màn nước vây xung quanh cậu và tịch ca, thành một kết giới vững chắc bảo vệ bọn họ. Nam Chúa Tể là người cuối cùng động thủ, dị năng của hắn đơn giản nhất, vừa hay trái ngược của tranh. Ngọn lửa xuất hiện trong không khí, đun nóng màn nước mà Ren chế tạo, dị năng thiên phú của Nam Chúa Tể, ngọn lửa hủy diệt tất cả. Thiên phú của năm người bày ra có trước có sau, nhưng từ hiện trường, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau khi tịch ca sử dụng năng lực thời gian, lập tức cảm thấy thời gian trên người mình đang lùi lại, thời gian lùi lại, tất nhiên lực lượng cũng lùi theo. Bắt chúa tể mi ró phát ra tiếng cười càng rỡ, hắn nấp sau tấm gương, giọng nói của hắn cũng vang lên trong mỗi một mặt gương, trên thế giới không có lực lượng phá vỡ được mặt gương của ta, cho dù ngươi có bao nhiêu dị năng, nó đều sẽ bị phản ngược lên ngươi, hắn lớn tiếng hét lớn, chuẩn bị nghênh đón tử vong đi. Mặt kính trông có vẻ khó giải, nhưng tịch ca vẫn không thu hồi lực lượng, hắn hô to một tiếng, rên, hắn không nói cụ thể, nhưng tiếng hô này đã làm Ren rõ ràng ý tứ của đối phương. Ren một mình chặn lại công kích của ba thân vương. Càng ngày càng nhiều dòng nước tụ tập quanh hai người, cho dù là ngọn lửa hay ác ma địa ngục, đều bị dòng nước cuốn chặt, không thể đột phá. Cùng thời gian, tịch ca tận lực đặt hết mọi năng lượng lên đồng hồ quả quyết mặt gương. Năng lượng máu có hiệu lực ngay lập tức, đồng hồ quả quyết chuyển động điên cuồng. Sức mạnh của tịch ca tụt xuống nhanh chóng mặt, từ thân vương xuống công tước, từ công tước té thẳng xuống bá tước lại từ bá tước về thẳng người thường tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt mi rõ kinh ngạc cười rộ lên chuyện gì đây sao cấp bậc của ngươi lại rụng nhanh như thế đến tột cùng ngươi mất bao lâu để thăng cấp thân vương sao ngươi lại ban đầu nghe giọng điệu của hắn còn tràn ngập vẻ chế nhạo nhưng tươi cười hả hê khi người gặp họa lại chỉ duy trì không đến một giây âm thanh của mi rõ dần run rẩy sau khi thời gian điên cuồng chuyển động biến tịch ca trở thành người thường lại không thấy biến hóa gì trên người tịch ca nữa tịch ca dường như chỉ còn một búng máu, nhưng búng máu này này lại không thể phun ra, nhưng năng lượng hắn rót vào đồng hồ quả quyết vẫn chưa cạn kiệt, còn đang đẩy đồng hồ quả quyết xoay ngược đoạn đường dài, cứ lùi lại như vậy, mi đó dần dần không chịu đựng nổi. Trước khi mặt gương phản xạ lại lực lượng, tất phải thừa nhận lực lượng đó trước, khi lực lượng đạt tới giới hạn của mặt gương, đương nhiên mặt gương sẽ vỡ nát. Năng lượng trong máu tứ đại thân vương có thể bằng nhau, nhưng dị năng lại không đồng nhất mà lực lượng của thân vương có giới hạn, tịch ca đã lĩnh hội được điều này trong trận chiến lần trước, đột nhiên có tiếng răng rắc. Một vết nứt xuất hiện trên mặt gương, mi ró phẫn nộ hét lên, không, tên khốn kiếp đập vỡ, hắn la lên với hai thân vương còn lại, rốt cuộc các ngươi đang làm gì, mãi mà hai ngươi vẫn không giải quyết được tranh ư, bỏ qua tranh đi, nhắm vào lực lượng của người còn lại, nhanh, nhanh, giọng nói của mi ró xen lẫn sự sợ hãi, nhưng cho dù là nữ hoàng Starlet hay nam chúa tể, bọn họ đều giữ nguyên tiết tấu, không nhanh không chậm đột phá lá chắn nước của Ren. Dù sao, khi một thân vương phòng thủ toàn lực, quá trình đột phá chậm hơn một chút cũng là chuyện thường tình. Giờ phút này, không chỉ Ren và tịch ca phát giác, ngay cả mi ró cũng bừng tỉnh. Âm thanh của hắn không còn là xen lẫn sợ hãi nữa, mà là tràn ngập sợ hãi. Hai người các ngươi, hai người các ngươi muốn làm gì? Con bò cặp bò trên cổ nữ hoàng Starlet, nữ hoàng Starlet mỉm cười thản nhiên, mi ró, Ngươi cũng có lúc ngây thơ vậy sao? Còn hỏi bọn ta muốn làm gì? Ba người chia các bí mật đương nhiên không bằng hai người rồi. Ba người phân chia lãnh địa của Orel sao hấp dẫn bằng để ta và Lên mỗi người một nửa thế giới, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhân vật phản diện đột nhiên nội chiến, Tịch Ca rất muốn mỉa mai vài câu cho hợp thời, nhưng lý trí hắn lại mách bảo, giờ phút này mình đang lùi thời gian không có sức chiến đấu, tốt nhất không nên tự tìm đường chết. Vì thế hắn ngậm miệng, lặng lặng xem bọn chúng nội chiến thời gian tàn nhẫn quay ngược, vết nước trên mặt gương ngày càng lớn, bụt một tiếng, một tấm gương nổ tung, thế giới bị gương bao trùm đã mất đi một miếng. Một mảnh gương bị vỡ, bắt chúa tể đã để lộ điểm yếu, tịch ca cảm thất một tia lực lượng trở về cơ thể. Nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, mà tấm gương này vỡ vụn dường như cũng mang đến áp lực cho mi ró, hắn điên cuồng hét lên, ngươi điên rồi, các ngươi đều điên rồi, bọn chúng đều là thân vương chỉ khi cả ba chúng ta cùng nhau mới nắm chắc được phần thắng. Hai người các ngươi đánh hai người bọn chúng, lấy đâu ra tự tin giành chiến thắng? Nữ hoàng Scarlet cười duyên đáp: ôi, mì rõ đáng thương của ta, ngươi quên mất năng lực của ta ư? Ngươi cho rằng ta chỉ có thể trao đổi với địa ngục bằng năng lượng thuần túy thôi ư? Cũng đúng, bởi vì ta luôn sử dụng máu của con mồi đã chết trước mặt các ngươi, nhưng trong địa ngục đều là những con quỷ xảo quyệt và tàn độc, thứ chúng thích nhất, đương nhiên không phải mái tươi lạnh như băng mà là linh hồn thú vị hoặc một thân thể tươi sống có thể đùa bỡn một khi ác ma địa ngục tiếp nhận tế phẩm là ngươi ngươi đoán xem nó sẽ hưng phấn trả lại cho ta thứ gì đương nhiên là một sinh vật địa ngục khác có năng lực tương đương thân vương không chừng chúng nó cao hứng lên còn phái đến một sinh vật còn lợi hại hơn so với thân vương ấy chứ ngươi nói xem như vậy sức chiến đấu của ta và ngọn lửa sẽ cao hơn hay thấp hơn dứt lời hai thân vương đột nhiên thay đổi phương hướng nam chúa tể vẫn luôn chơi đùa với ngọn lửa nhỏ đột ngột giấy lên lửa lớn, che khuất cả tầm nhìn của tịch ca cùng ren. Nữ hoàng Starlet tính toán thời gian, lúc ả ta đang gặp rắc rồi thì mặt gương lại liên tục vỡ nát, ả bỗng nhiên lướt đến, vương tay đánh vỡ một mặt gương. Lúc mi ró chế tạo không gian gương, đã cho phép nữ hoàng Starlet cùng nam chúa tể xuyên qua không gian, cũng vì vậy, đã làm bại lộ vị trí của mình cho nữ hoàng Starlet, ả túng cơ thể mi rõ, Lập tức sử dụng dị năng thiên phú của mình, mở ra cánh cửa địa ngục, hiến tế mi rõ Mi Ró muốn phản kháng, nhưng tất cả lực lượng của hắn đều đang đối kháng với dị năng thời gian của tịch ca, hắn không thể thoát khỏi nữ hoàng Salet Nữ hoàng Salet thành công mở ra cánh cổng địa ngục. Một cái cổng khủng bố xuất hiện sau lưng Mi Ró. Trên cánh cổng có vô số bức tượng của ác ma địa ngục, mấy bức tượng này tự do di chuyển trên cửa đá khổng lồ, chúng không ngừng gây gỗ, cái thì cục tay cái thì cục chân, thậm chí bị vỡ thành mảnh nhỏ, rơi xuống khỏi cánh cổng. Mỗi khi một bức tượng rơi xuống, liền có một tiếng gạo thảm thiết vang lên giống như lời trăn trối cuối cùng của sinh vật địa ngục đứng trước cổng là chó địa ngục ba đầu siêu lớn nó gầm lên với tất cả những người đang ở hiện trường phía sau nó cánh cửa hé ra một bộ móng vuốt thật lớn dò ra bắt lấy mi ró vị này đường đường là một trong bốn người mạnh nhất thế giới hắc ám thế nhưng đứng trước móng vuốt địa ngục lại có vẻ nhỏ xinh và bất lực xương cốt của mi ró đã biến dạng nghiêm trọng tiếng kêu thê thảm không chỉ truyền đến từ địa ngục mà còn từ trong cổ họng hắn trong cơn đau đớn thậm chí hắn còn không đủ sức để duy trì không gian gương bắt đầu sụp đổ trên diện rộng bao nhiêu năm qua bốn vị thân vương tranh đấu gay gắt rồi lại hợp tác với nhau thành ra giữa họ luôn duy trì trong một mối quan hệ nguy hiểm và cân bằng nhưng cuối cùng vẫn là người phụ nữ âm độc xảo trá này cao tay hơn một bậc ả à ta đã hiến tế mi ró thành công đạt được lực lượng mà mình cần mi ró xong đời tịch ca nhanh chóng đưa ra nhận định Hắn thu lại đồng hồ quả quyết giữa không trung, gọi ra thời gian của mình rồi điều chỉnh về ban đầu, điều chỉnh về khoảng thời gian trước khi so chiến với Mi Ró. Thời gian vô cùng ảo diệu, chỉ trong một nhịp thở, năng lượng trở lại lần nữa, sức mạnh siêu việt thân vương tràn ngập trong cơ thể Tịch Ca. Trước cánh cửa địa ngục, không có lực lượng của Tịch Ca kiềm chế, Mi Ró có thể nắm chặt tia sức mạnh cuối cùng, cho dù đang bị một ác ma không biết tên nắm chặt, hắn vẫn dẫy dù phát ra tiếng trống giận cuối cùng, không toàn bộ các ngươi phải trả giá, hắn phá nát không gian gương của mình, không gian chia năm sẽ bảy nháy mắt tách bốn người trong không gian ra. Mặc kệ đó là ai, ta phải phân ba người vào một chỗ, tàn sát đi, đến làm bạn với ta, bàn tay ác ma khổng lồ vươn ra từ cánh cổng, nắm chặt mi ró rồi kéo hắn vào địa ngục, cánh cổng địa ngục khép lại, dần dần biến mất trong không gian vỡ vụn, ngay trước khi nó biến mất hoàn toàn, bỗng có tiếng tục từ giữa truyền ra. Giống như thứ gì đó đang ở nó. No. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không gian gương vỡ nát, vụ nổ mà nó mang đến tách bốn người còn lại. Trước mắt chợt nhoáng lên, Tịch Ca liền tới một không gian toàn những mảnh gương vỡ. Hắn nhìn trái nhìn phải, bốn phía tối đen như mực, thủy tinh chói lọi trở thành những mảnh vỡ với kích cỡ khác nhau, phân tán lơ lửng trong không gian tối đen, di chuyển chậm rãi theo dòng khí không biết tên. Không gian này hẳn là lực lượng cuối cùng của mi đó. Tịch Ca nhìn không gian trầm ngâm hiện giờ mi ró đã xuống địa ngục rồi lực lượng của hắn sẽ không tồn tại quá lây một khi lực lượng tiêu hao sạch sẽ không gian mảnh nhỏ này cũng sẽ biến mất hoàn toàn vẫn nên cầu nguyện không gian này tồn tại lâu hơn chút ít nhất là đến khi hắn và bì bì giải quyết xong hai tên thân vương còn lại miễn cho hai tên thân vương kia đánh đến cuối cùng thì chó cùng rất dậu lấy nguyên huyết của bì bì uy hiếp hắn đang tự hỏi sau lưng đột nhiên truyền đến động tỉnh nhỏ vụn tịch ca nhìn về nơi âm thanh truyền đến theo dòng khí một chiếc lông chim còn sẫm màu hơn cả màn đêm xuất hiện trước mắt tịch ca. Ngay sau đó, lông vũ từ đâu ồ ạt thổi đến, lấp ló sau đám lông vũ, có một người bước ra, dáng người y thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc bộ giáp nhẹ nhàng, tay cầm một thanh kiếm lớn. Sau lưng y, bốn chiếc cánh đen như mực từ từ gian rộng, một hai chiếc lông vũ đen tuyền, rụng khỏi cánh của y, cho dù đã sa ngã, thiên thần vẫn đẹp đến mức khiến người hít thở không thông, căn bản, chỉ có chúa sáng thế mới tạo ra được sinh vật mỹ lệ nhường ấy giờ phút này thiên thần sa ngã bốn cánh đột ngột xuất hiện trong không gian vẻ mặt lạnh lùng và cứng nhắc y chẳng nói lời nào liền giơ kiếm về phía tịch ca ngay thời khắc trường kiếm vung lên bốn cánh của y nhoáng lên từ vị trí của mình dịch chuyển đến chỗ tịch ca lúc này trường kiếm của y cũng thẳng tiến đâm vào ngực tịch ca tốc độ của đối phương nhanh đến mức không để người ta có thời gian phản ứng tịch ca lập tức kích phát năng lực thời gian đồng hồ quả quyết liên kết với thiên thần bốn cánh xuất hiện giữa không trung, kim đồng hồ gian nan xoay tròn, vừa tiêu hao lượng lớn năng lượng, đồng thời tạo ra không gian để tịch ca trốn thoát, bị thời gian liên lụy, động tác của thiên thần sa ngã liền chậm lại, tịch ca thì nhân cơ hội này né sang một bên, chỉ va chạm trong tích tắc, hắn đã bước đầu thăm dò được sức mạnh của thiên thần sa ngã này. Tốc độ và sức mạnh của đối phương ít nhất cấp thân vương, thậm chí còn cao hơn thân vương một chút, sức mạnh ngang nhau, chứng minh được rất nhiều thứ rõ ràng thứ trao đổi với mi ró chính là thiên thần sa ngã này sau khi đã xác định được thiên thần sa ngã này từ đâu mà ra tịch ca rất nhanh phát hiện một chuyện đáng buồn hơn nữa hoặc có lẽ bởi vì thiên sứ này vốn là cấp cao trên thiên đường năng lực thời gian của hắn đã suy yếu rất nhiều hắn cần tiêu hao rất nhiều năng lượng mới ngăn được thiên thần sa ngã đã vậy còn không thể làm đối phương dừng lại hoàn toàn chỉ khiến chuyển động của y trở nên chậm chạp đồng thời khi tiêu hao lượng lớn năng lượng, tịch ca cũng khó mà tập trung tinh thần được, động tác cũng ngày càng thông thả, nói chung, hắn và thiên thần sa ngã dặn co ở trạng thái cân bằng, tịch ca vừa suy xét, vừa phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để thao túng thời gian, cho dù năng lực khôi phục của hắn rất đáng sợ, nhưng cục diện vẫn bất lợi cho hắn, đang lúc hắn vận động hết công suất não bộ, tự hỏi cách ứng phó, bị thời gian liên lụy lúc dừng lúc động, thiên thần sa ngã đột nhiên vung kiếm vào hư không. Trường kiếm chém ra, một mảnh kiếm quang hình thành trong không khí, vừa mới hình thành, nó đã lao về phía trước, hơn nữa nó không bay về phía tịch ca mà bay về phía đồng hồ quả quyết lơ lửng giữa không trung, chỉ nghe, đang, một tiếng. Kiếm quan để lại một dấu vết mờ nhạt trên chiếc đồng hồ quả quyết, thứ lẽ ra phải tồn tại độc lập ở một không gian khác, cho dù dấu vết rất nhạt, nhưng tịch ca vẫn hít hà một hơi. Trời đất, tên thiên thần sa ngã này không chỉ kháng cự rất mạnh với thời gian, còn có thể công kích thời gian của mình. Nhất thời, tịch ca rơi vào khổ chiến. Mà mạng này đều rơi vào một đôi mắt đang ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt này xảo quyệt và âm độc. Trước khi bị bắt xuống đất ngục, mi Ró đã chủ động phá nát không gian gương vào giây phút cuối cùng, ý định ban đầu của hắn là muốn đẩy một người ra ngoài, ném ba người khác vào một chỗ, thậm chí hắn còn hy vọng Ren và Tịch Ca có thể ở cùng nhau, vậy thì hai người bạn thân mến có thể xuống địa ngục cùng mình, nhưng tình hình hiện giờ, mọi thứ đã không còn thuận theo mong muốn của mi Ró nữa không gian gương của hắn quả thật đã vỡ tan, nhưng không hề tuân theo ý chí của hắn mà đặt ba người ở cùng một chỗ, ít nhất xung quanh tịch ca và nữ hoàng sa lét, không còn có bóng dáng của người thứ ba. Thiên thần sa ngã đã hoàn toàn kiềm chế tịch ca, khóe miệng nữ hoàng sa lét nâng lên một nụ cười quỷ quyệt. Một thân vương độc lập so với một thân vương thuộc về mình, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Bốn vị thân vương, bốn vị chúa tể, ha ha, sao có thể hấp dẫn bằng nữ hoàng bệ hạ độc nhất vô nhị được không được nóng nảy, không được nóng nảy, Orel đã chết, mì ró cũng đã chết, người trước mặt này đã bước trên con đường tử vong, còn lại hai kẻ, Phơ Lên và Ren. Ánh mắt nữ hoàng Starlet lập lòe, trong tay ả xuất hiện một cái lỗ đen mờ ảo, cái lỗ đen này nối thẳng tới địa ngục, ả ta ném hết tất cả mọi thứ mang theo trên người vào trong lỗ đen, trong đó có đủ loại máu mà ả thu thập được suốt nhiều năm qua, đồng thời, ả yêu cầu với lỗ đen, cho ta sức mạnh, gia tăng sức mạnh trên thân thể ta tất cả những vật ta đã trao, đổi lấy sức mạnh gia tăng trên cơ thể ta, ban đầu kêu gọi sinh vật địa ngục chỉ để lừa mi ró thôi. Trong cuộc chiến giữa thân vương và thân vương, gọi vật hy sinh đếu chẳng có ích gì, nữ hoàng Starlet chỉ chọn hai thứ. Thứ nhất, dùng mi ró trao đổi thiên thần sa ngã bốn cánh, kiềm chế tịch ca. Thứ hai, đem tất cả vốn liếng còn lại gia tăng trên người mình, giết chết tịch ca. Máu rơi xuống lỗ đen, lực lượng tới từ địa ngục hóa thành màn sương đen, cuốn quanh nữ hoàng Starlet. Rồi tiến vào cơ thể ả thông qua mũi miệng. Nét mê say xuất hiện trên mặt nữ hoàng Starlet, sức mạnh tăng trưởng còn sung sướng hơn hút ma túy, khoái cảm như muốn bay lên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Giao dịch hoàn thành, nữ hoàng Starlet hít sâu một hơi, lỗ đen trao đổi đồng giá từ từ biến mất. Ánh mắt của ả lần nữa ngưng tụ tại chiến trường phía trước. Ả tự như người thợ săn dày dặn kinh nghiệm, ngủ đông trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất. Giờ đây. Ả à đang giao lưu với thiên thần sa ngã, không phải cứ chờ đợi là cơ hội sẽ đến, mà cần phải tự tạo ra một cơ hội tuyệt vời. Thiên thần sa ngã đang chiến đấu với Tịch Ca hơi khựng lại, sau đó, y đột nhiên gian rộng đôi cánh, bốn cánh đen tuyền và cứng cáp dùng sức uống công về phía sau, trường kiếm trong tay y tỏa ra quang mang chói lọi. Một luồng ánh sáng cực thịnh bao vây lấy y, lúc này đây, luồng sáng này lan đến cả Tịch Ca và đồng hồ quả quyết lơ lửng trên không. Ánh sáng dữ dằn mang theo áp lực cực lớn lực lượng cuồn cuộn như thủy triều dân tịch ca cân nhắc cảm thấy mình cần thiết phải cứng đối cứng với thiên thần sa ngã hắn để đồng hồ quả quyết ở lại cản trở lực lượng của thiên thần còn mình thì dùng toàn lực hướng về nơi xa nhất để né tránh đồng thời nữ hoàng Scarlet từ phía sau phóng đến ả à dự đoán được hướng đào thoát của tịch ca khe hở này là ả à cố tình để lại cho tịch ca tịch ca cho rằng mình đã thoát thân nhưng không biết đây mới là bẫy rập thật sự nữ hoàng Scarlet bắn ra móng tay ả à ta mỉm cười giảm hoạt mà tàn nhẫn vươn tay về phía trái tim tịch ca chỉ trong chớp mắt trước mặt tịch ca bỗng xuất hiện một bóng người bóng người kia dùng tốc độ nhanh hơn cả thân vương xuất hiện trước mặt tịch ca ả à giống như làn khói giống như chung điện khi nó phản chiếu trong võng mạc cũng là lúc nó xuất hiện trước mặt tịch ca vừa dùng toàn lực tránh thoát khỏi chiêu cuối của thiên thần sa ngã hoàn toàn không kịp phản ứng hắn mở trừng mắt nhìn móng vuốt của nữ hoàng starlet chạm đến lồng ngực sau đó cạch một tiếng chói tai móng tay của nữ hoàng salet không sờ đến máu thịt ả đụng phải một lớp băng móng vuốt của nữ hoàng salet xuyên qua và đánh nát vô số tầng băng nhưng lại có nhiều lớp băng chen chút xuất hiện hơn chắn trước đầu ngón tay ả không không đúng nữ hoàng salet sắc bén cảm nhận được có điều không ổn nhưng mà đã quá muộn tạch tiếng búng tay giòn tan vang lên đồng hồ quả quyết thuộc về nữ hoàng salet xuất hiện giữa không trung khi chiếc đồng hồ quả quyết màu đỏ xuất hiện Mặt cười đã truyền đi, từ trên mặt nữ hoàng Starlet chuyển dời đến trên mặt Tịch Ca, tất cả bị tạm dừng. Nữ hoàng Starlet phát hiện mình không thể động đậy. Không chỉ vậy, ả còn phát hiện đọa lạc thiên sứ phía sau Tịch Ca cũng bất động. Vô số cảm xúc hóa thành lốc xoáy, xoay tròn trong tâm trí ả ta. ả chưa bao giờ khao khát muốn phát ra âm thanh hay là cử động một chút như bây giờ, nhưng thời gian uy nghiêm không cho phép mạo phạm, ả ta vẫn không thể làm được gì. Lúc này, Tịch Ca lên tiếng có phải rất bất ngờ không? Rõ ràng cho dù là cuộc chiến vừa rồi hay cuộc chiến với mi đó, ngươi đều nhìn ta chầm chầm, ngươi nghĩ rằng đã biết tổng năng lực của ta. Năng lực của ta là thân vương, một thiên thần mạnh hơn thân vương là đủ kiềm chế ta hoàn toàn, ta không thể chiến thắng thiên thần sa ngã, cho dù có chiến thắng, cái giá phải trả cũng rất đắt, ngươi và thiên thần, hai đấu một, thắng lợi nằm trong tầm tay, ngươi nghĩ vậy chứ gì, tịch ca nói, nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến, những biểu hiện của ta đều để lừa gạt ngươi ngươi hẳn chưa từng nghĩ đến tuy rằng ngươi xảo trá nhưng lại vô cùng tự phụ ngươi tin tưởng vào điều mình thấy tin vào ấn tượng của ngươi về ta nếu ngươi có thể nhận rõ được bản thân và nhận rõ được người khác cho dù không thành công nhưng cũng không tính là thất bại nhưng hầu hết chẳng ai làm được điều này đương nhiên ta không gạt ngươi có thể trong giai đoạn này năng lượng của ta vô cùng thiếu thốn nhưng tại sao ta phải đánh thắng thiên thần chứ thiên thần và ta đâu có xung đột gì, ta chỉ cần đánh thắng người thao túng thiên thần, cũng chính là ngươi. Tuy rằng, đối với ta mà nói, tạm dừng thời gian cùng lúc hai thân vương, cũng là một gánh nặng khá lớn, nhưng dù sao, ta chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Tới đây, tịch ca cảm thấy mình nói hơi nhiều rồi, đối mặt với nữ hoàng Starlet bị mình câm lặng, hắn không khỏi suy tư, nghe nói nhân vật phản diện thường nói nhiều, ta không nên thương tâm cho kẻ sắp chết. Mà phải để các ngươi ông khúc mắt chết đi mới đúng tịch ca câm lặng hai thân vương cúng lúc, thân thể đã bị đào rỗng, một bên mở miệng nói chuyện, nhưng thực tế là đang đợi trái tim kim cương phát huy khả năng khôi phục cực mạnh. Năng lượng khôi phục đến mức tiêu chuẩn, tịch ca không nhiều lời nữa, ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve đồng hồ quả quyết hình bọ cạp đỏ. Hắn thay đổi thời gian của đồng hồ quả quyết, đồng hồ quả quyết bắt đầu xoay ngược chiều. Trong mắt nữ hoàng Starlet toát ra vẻ kinh hoàng, một nỗi kinh hoàng sâu thẳm, rồi lại biến thành đáng thương. Đáng thương động lòng người, khó mà tưởng tượng nổi, đang bị câm lặng mà ả vẫn có thể sử dụng đôi mắt của mình làm ra thần thái như thế, nhưng là Tịch Ca không có lấy một tia dao động, hắn toàn lực vận chuyển năng lượng trong thân thể, năng lượng lại khô kiệt lần nữa, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy và phát ra những tiếng rên rỉ, thời gian chuyển động cực nhanh, chuyển tới một tranh giới, nữ hoàng Scarlet từ thân vương biến thành công tước. Năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, Tịch Ca không thể tiếp tục duy trì thời gian câm lặng hắn chợt ra tay. Nữ hoàng Scarlet có cơ hội tìm được đường sống, ả à thê lương quát to, thiên thần sa ngã, thiên thần sa ngã cũng tránh khỏi trói buộc của tịch ca, y dơ trường kiếm tiến về phía sau tịch ca, trường kiếm muốn lấy đầu tịch ca. Một giây sau đó, trường kiếm của đọa lạc thiên sứ dựng ở cổ tịch ca, bàn tay tịch ca đã xuyên qua ngực nữ hoàng Scarlet. Một giây yên tĩnh, nữ hoàng Scarlet đầy mặt dữ tợn, vô số vết nhăn trải rộng trên gương mặt này ả à, biến thành tro tàn trong bàn tay tịch ca một tia máu trượt xuống dưới kiếm của thiên thần sa ngã vài giây sau tịch ca vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt nguyên tinh của đối phương khẽ nghiêng đầu sau đó nâng cái tay còn lại sờ sờ cổ và mặt mình không sao đầu của hắn vẫn ở đây nối liền với cổ tịch ca thở phào một hơi hắn quay đầu nhìn về phía thiên thần sa ngã chủ nhân đã chết thiên thần sa ngã không còn công kích tịch ca nữa y lặng lặng đứng tại chỗ lát sau mặt đất đột nhiên nứt ra hơi thở địa ngục truyền ra từ trong khe nước tịch ca trầm ngâm trước khe nước địa ngục vài giây rồi xoay người rời đi ren vẫn còn chiến đấu ở một góc nào đó trong không gian này hiện giờ hắn cần đến hỗ trợ ren về phần địa ngục hắn không suy nghĩ nhiều hắn tin địa ngục sẽ không thừa dịp này tấn công nhân gian nếu thật sự tấn công quy mô lớn thì để tính sau hơn nữa hình như đây là việc của giáo hội trở lại mấy phút trước khi tịch ca và thiên thần sa ngã mặt đối mặt Tranh cũng đụng phải kẻ địch của mình, không gian xung quanh cậu giống như đúc bên tịch ca, mặt đất tối đen, mặt gương nứt nẻ, thời khắc chạm mặt nhau, hai người đều không nói nhiều, trực tiếp mở ra năng lực thiên phú, công kích lẫn nhau. Dị năng thiên phú của Tranh là nước, Nam Chúa Tể là lửa. Cuộc chiến của bọn họ giống như tranh chấp muôn đời giữa nước và lửa, là ngọn lửa vô tận có thể đốt sạch mọi nguồn nước trên đời, hay nguồn nước không cùng có thể dập tắt liệt hỏa thiêu rụi đại địa cuộc chiến của bọn họ mới là thường thấy nhất giữa thân vương với nhau thiên phú đối lập năng lượng gần nhau chiến đấu từ khi mới bắt đầu đã rơi vào trạng thái giằng co người này không thể làm gì được người kia cán cân thắng bại lung lay bất cứ nhân tố bé nhỏ nào cũng có thể thay đổi kết quả cuối cùng không ai dám nói nữ thần chiến thắng đứng về phía mình trên thực tế nữ thần chiến thắng giờ đang bề bộn ngắm nghía bộ váy mới của mình không thèm quan tâm trận chiến này ai thắng ai thua đâu tâm trí ren rất bình tĩnh máu của cậu có thể kích động, liên tục thu thập các phân tử, dẫn đường cho chúng bộ trợ mạng nước bao quanh cơ thể, từ khi chạm đến bản chất của lực lượng, tốc độ tiêu hao năng lượng của cậu đã giảm đáng kể. Ngọn lửa và dòng nước không ngừng va chạm, hủy diệt lẫn nhau, sau đó lặp lại động tác va chạm rồi cắn nuốt, một vòng tuần hoàn vô tận. Lúc trên đột phá thân vương, đã nhìn thấy bản chất của lực lượng, cậu không cần tìm nơi có nước, hiện giờ, cậu có thể ngưng tụ được nước ở bất cứ đâu, tất cả mọi nơi đều trở thành chiến trường của cậu hai người giằng co hồi lâu cân tiểu ly đột nhiên lệch sang một bên ngọn lửa dường như không địch lại trận lũ co rút lại ren tận dụng khoảng trung tăng mạnh lực lượng của mình ngọn lửa đều đặn lui lại dòng nước tiến sát từng bước ngọn lửa vốn đã gần ngay trước mắt lui đến vị trí trung gian giữa hai người đúng lúc này như là cam chịu thất bại ngọn lửa chợt tắt ngắm ren sửng sốt cậu cũng chấp thời cơ trong tích tắc cậu làm thủ thế tấm khiên nước cuồn cuộn tụ hội trên không trung trở thành một con cự long cao chót vót cự long gầm lên lao thẳng về phía nam chúa tể hai thân vương chiến đấu mọi nhân tố bé nhỏ đều có thể thay đổi kết quả cuối cùng lúc vị thân vương nhìn qua trong hết sức bình thường này thấy rồng nước của ren đã lao thẳng đến trước mặt mình hắn không những không nôn nóng vì rơi vào thế bất lợi ngược lại khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười giả dối ngay khi ren bắt được sơ hở của hắn tiến công toàn lực Hắn cũng sử dụng thiên phú thứ hai của mình, thiên phú thứ hai của Nam Chúa Tể, đánh cắp bất kỳ lực lượng nào mà người trước mặt sử dụng. Khi sử dụng dị năng đánh cắp, nó sẽ tự động bao trùm lên loại dị năng trước. Một thấu kính xuất hiện trước rồng nước đang gào thét. Mặt kính phản xạ, rồng nước đang vọt về phía Nam Chúa Tể liền quay lại hướng tới rên. Rên sửng sốt, nhưng lúc này đã không kịp né tránh, tầng phòng thủ bao quanh cậu căng ra hết cỡ, nước va chạm với nước chấn động kịch liệt khiến Ren phải lùi lại hai bước. Thân vương phía nam đương nhiên sẽ không để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này. Ngọn lửa của hắn đã giấu sẵn sau con rồng. Con rồng nước của Ren đã mở ra một con đường bằng phẳng cho hắn. Hiện giờ, ngọn lửa của hắn đã cuốn dưới chân Ren, lập tức có thể đốt cháy cơ thể Ren. Ngay một giây trước khi ngọn lửa liếm đến cơ thể Ren, lực lượng thời gian buông xuống. Vào thời khắc máu chốt, tịch ca bước ra từ bóng tối, tạm dừng thời gian của thân vương. Ngọn lửa cách chân trước của Ren một in, lực lượng đang rụt trịch trong tay cậu cũng dịu xuống, cậu thở dài một hơi, nói với tịch ca, ngươi đến rồi, tịch ca, tôi đã đến, Ren, thật ra, tự ta có thể giải quyết được kẻ kia, tịch ca, tôi biết, nhưng hắn lại mở miệng, giọng không đứng đắn, nhưng em phải biết, một ngày nào đó, người mà em thích, sẽ rách hắc ám và quan minh, chia cắt thời gian và không gian, từ nơi xa xôi tìm đến em. Để em, tịch ca đi thẳng đến trước mặt Ren. Hắn vươn tay về phía Ren, để em có thể nắm tay người đó ren chợt mỉm cười cậu cầm lấy tay tịch ca đúng lúc này nam chúa tể bị câm lặng thời gian đột nhiên cử động vì năng thứ hai của hắn có thể đánh cắp bất cứ năng lực nào sử dụng trước mặt hắn hắn đánh cắp lực lượng thời gian của tịch ca cũng tránh thoát khỏi thời gian câm lặng lần này hoàn toàn ra ngoài tịch ca dự kiến tịch ca nhất thời di một tiếng nhưng là thoát đi thời gian khống chế nam chúa tể không có bất luận cái gì cùng hai người này chiến đấu dục vọng gã xoay người bỏ chạy một thân vương đối đầu cùng hai thân vương, kết quả đã quá rõ ràng. Vào thời khắc này thì bí mật của kênh cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn còn sinh mệnh vĩnh hằng, cho dù đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng khi đối diện với cái chết, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lúc Nam chúa tể bỏ chạy, trận lửa lớn che trời lấp đất chắn sau lưng hắn, che tầm mắt tịch ca và trên tầm mắt, hai người không sốt ruột đuổi theo, bọn họ tay nắm tay, đồng thời, dị năng của hai người dần dung hợp thông qua lòng bàn tay dòng nước giao hòa với băng sương, chúng nó cùng lan về phía trước, dòng nước chạy như bay, đi đến đâu đóng băng đến đó, ngọn lửa đang nhảy nhóc bị mặt băng cực lạnh chia thành hai nửa, sau đó, đánh thật mạnh vào nam chúa tể đang vội vàng bỏ trốn, khoảnh khắc va chạm, lực lượng xuyên thấu, tiến vào trong cơ thể nam chúa tể, đồng cứng huyết dịch, đâm thủng nguyên tinh. Nam chúa tể vẫn giữ nguyên tư thế chạy trốn, chết lặng tại chỗ. Mọi thứ đều đã kết thúc. Nam chúa tể, người cuối cùng trong ba thân vương cũng hóa thành tro tàn cùng lúc này không gian cũng trung chuyển những mảnh gương hóa thành chấm sáng những chấm sáng bay dần lên rồi biến mất trong bóng tối sâu thẳm hai người trở về hiện thực huyết trì vẫn ở đó nguyên huyết vẫn ở đó rèn tiến lên một bước cầm lấy nguyên huyết phía trên huyết trì nguyên huyết đã nằm trong tay rèn đang định nuốt vào miệng tịch ca vôi ngăn cản cậu khoan đã rèn sao thế tịch ca để tôi xử lý nó chút đã rèn nhìn dáng vẻ của tịch ca không biết tại sao trong lòng cậu sinh ra nỗi lo không tên cậu đang định ngăn cản đối phương tịch ca đã đoạt lấy nguyên huyết trong tay ren tịch ca bắn ra móng vuốt đâm vào tim mình khuôn mặt hắn hơi biến dạng vì đau đớn tức thì một giọt máu đỏ tươi tự như máu của nhân loại chảy ra từ lồng ngực hắn rót vào trong nguyên huyết ren vừa mới tiếp xúc nguyên huyết của ren lập tức như sống dậy thầm làm cắn nuốt hấp thu máu của tịch ca vài giây sau máu của tịch ca dần dung hợp với nguyên huyết của tranh nguyên huyết lập lòe ánh sáng vàng kim lần nữa thay đổi một tia tỏa ra từ nguyên huyết chẳng mấy chốc nó đã hiện ra ánh sáng rực rỡ như kim cương tịch ca giải thích với Ren, mặc dù quả cầu ánh sáng em đã ăn lúc trước là hàng giả nhưng nó cũng là bán thành phẩm nó là vật thể tập hợp tất cả những tôi tôi và lão sa biết về bí mật của kênh thế mà lại chó ngáp phải rồi có điều bởi vì nó khuyết thiếu một nguyên tố then chốt đó là lực lượng của thần thánh và con người mà không ai có thể tạo ra được, cho nên nó thực chất chỉ là một cái vỏ, đối với huyết tộc mà nói không có ích cũng chẳng có hại, mãi đến khi nó tiếp xúc với bí mật của kênh, thứ mà kênh đã đánh mất, tịch ca đưa nguyên huyết trong tay cho Ren, hắn nói với Ren, giờ thử lại xem, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, có chút kỳ diệu, Ren nhìn tịch ca, thật ra ngươi không cần làm vậy, bí mật của kênh không có ý nghĩa gì với ta, Sụt, tịch ca ngắt lời đối phương, thử xem cuối cùng Ren cũng nghe lời tịch ca, lần nữa nuốt nguyên huyết của mình vào trong miệng. Thời khắc này, kỳ tích đã xảy ra, nguyên huyết vừa tiến vào yết hầu, một luồng nhiệt nóng bỗng bỗng xuất hiện trong thân thể cậu. Khi cậu cảm nhận được hơi ấm chỉ thuộc về sinh vật sống, Ren đã cho rằng, tất cả những gì mình đánh mất giờ đã trở lại trên người mình. Đó không chỉ là cảm động, mà còn là hồi ức. Phần nhân loại đã từng thuộc về cậu, giờ đã về với cậu. Lúc này, tịch ca hôn lên môi Ren. Hắn thì thầm bên tai Ren, đây là món quà tôi tặng cho em ren máu của tôi có thể giúp nguyên huyết của em trưởng thành em có thể uống máu tôi bao nhiêu tùy thích bây giờ em có thể cảm nhận được độ ấm sau này trái tim em cũng sẽ đập trở lại em sẽ lấy lại tất cả những gì mà một con người nên có ngay giây phút giọng nói của tịch ca chậm rãi vang lên ren ngơ ngác lắng nghe đột nhiên thịt trái tim trong ngực dường như đập một cái hưởng ứng câu nói của tịch ca ren lập tức đè lại ngực mình vẻ khiếp sợ treo trên gương mặt cậu cậu thoáng thất thố túng áo tịch ca nói nó hiện giờ nó đang đập tịch ca bật cười hắn hôn ren âm thanh mơ hồ mờ ám chen giữa môi răng vang vọng dưới lòng đất trước bức màn màu máu cả hai ông nhau không rời không chỉ hiện tại còn có tương lai trái tim của em vì tôi mà đập vĩnh viễn chỉ đập vì một mình tôi phải trái tim của ta chỉ vì ngươi mà đập vĩnh viễn chỉ đập vì một mình ngươi giọng nói của tịch ca vừa hạ xuống ren liền tiếp lời Cậu đáp lại đối phương, hôn lên môi đối phương, hứa hẹn với đối phương, từ quá khứ đến hiện tại, còn có tương lai vô cùng vô tận, sinh mệnh dài lâu ta trải qua cùng ngươi, ta và ngươi ký xuống khế ước vĩnh hằng. Trên bầu trời đen nhánh, đột nhiên lóe lên tia chớp, tia sáng sắc bén xẹt qua không trung, giống như người khổng lồ cầm cây rìu khổng lồ, bổ bầu trời thành hai nửa. Tia chớp dừng thật lâu giữa không trung, hồi lâu sau mới có tiếng sấm ầm ầm vang dội trời đất, lại thêm một tiếng tầm mưa to như trút nước. Trong tiếng mưa xôn xao, một âm thanh chợt vang lên trong bóng tối, âm thanh kia già nua, hoảng sợ, nghe nhòn nhọn, chất giọng rất mỏng, khiến người hoài nghi rằng nó có thể đột ngột vỡ ra bất cứ lúc nào, đã xảy ra chuyện, chuyện lớn, bốn vị, bốn vị chúa tể, đều đã chết, oanh một tiếng, phốt ghen không màu nổ tung trong màn mưa, màn mưa dày nặng bị khuấy động, tin tức lấy âm thanh làm trung tâm, truyền đi bốn phía với vận tốc ánh sáng, con dơi bay khỏi sao huyệt đàn chuột điên cuồng nhảy nhót, tiếng kêu sắc nhọn của kền kền kéo dài không dứt trong đêm, dưới những tảng đá cao vút, trên vùng đất hoang vu, chính vị công tước tụ họp lại với nhau, rời xa dòng người đông đúc, rời xa thành thị phồn hoa, tại nơi đồng cỏ rộng lớn chỉ có những tảng đá đứng lặng, con rắn điện đang tàn sát bừa bãi trên không trung càng thêm hung hãn, chúng bay nhảy điên cuồng, từ bầu trời lan đến tận mặt đất, chỉ nghe tiếng đùng đoàn vang lên không ngừng, thoáng chốc bắn ra tia lửa sáng rực chỉ là đám cháy còn chưa kịp lan ra đồng cỏ, đã bị cơn mưa lớn dập tắt, động tỉnh bốn phía cũng không làm ảnh hưởng đến chín người đứng một vòng trong bãi đá, bọn họ mặc áo choàng màu đỏ sậm, đứng cách đều nhau. Trong buổi tối kinh hoàng này, mới cách đây một giây. Những người làm việc dưới trường cùng một thân vương hẳn còn đang cười đùa vui vẻ, giờ phút này, bọn họ đã vô cùng ăn ý mà xa cách nhau, bầu không khí quỷ dị dằn có hồi lâu, cuối cùng, có người lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh ai liên lạc được với chúa tể không ai trả lời đợi một lát giọng nói thứ hai vang lên không cần tra xét nữa bọn họ đều đã chết rồi nói thẳng đi hiện giờ chúng ta là chính người mạnh nhất thế giới hắc ám những lời này vừa thốt lên như có chốt mở nào đó bị ấn xuống ám ảnh kinh hoàng vần quanh bọn họ đánh nát vòng phòng hộ pha lê của bọn họ đám người lập tức kích động lên ha ha chúng ta mạnh nhất không kẻ mạnh nhất phải là những người đã giết chết thân vương bọn họ có bao nhiêu người bọn họ là ai ta có manh mối lúc chúa tể rời đi đã nói với ta bảo vật dài chân tự chạy về ngài nói ren chính là ren không thể có chuyện này ren sao có thể mạnh như vậy không thân vương đã chết mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta ren vị đại nhân kia sẽ giết chết tất cả mọi người chúng ta nên làm gì bây giờ rời khỏi mấy quốc gia này ư rời khỏi nơi có vị đại nhân kia hay là thần phục vị đại nhân kia sám hối với đại nhân nhận trừng phạt cầu xin hắn tha thứ trong khi ai nấy đều sợ hãi một giọng nói lạnh lùng vang lên thôi đi chúng ta nghe theo mệnh lệnh của thân vương phục kích trên ở lâu đài đào đi nguyên huyết của hắn các ngươi còn ngây thơ cho rằng chỉ cần vẫy đuôi lấy lòng hắn hắn sẽ tha cho chúng ta thay vì cầu xin hắn tha thứ không bằng làm chút chuyện có ích lại một giọng nói khác vang lên vị công tước thứ hai tiếp lời ví dụ như nhân cơ hội này kế thừa lãnh địa của thân vương có được quyền thế của thân vương nắm giữ sức mạnh khiến ren cũng không dám vọng động vị công tước thứ ba cũng mở miệng theo bước hai người trước sau khi ba vị công tước này mở miệng bầu không khí tại hiện trường liền thay đổi vị trí giữa mấy người cũng biến hóa mấy người muốn sám hối với ren đứng sang một bên mấy người muốn tuyên chiến với ren đứng đối diện bốn người sám hối năm người tuyên chiến bọn họ nhìn nhau chăm chú hơi thở hiểm ác len lỏi trong đêm mưa đột nhiên lại một tiếng đùng đoan tiếng gió gào thét nhấn chìm cơn mưa lớn, thổi mạnh đến mức đêm tối cũng lung lay theo, trận gió này vừa qua, tất cả chín người ở đây đều lẻn vào mưa gió, người đi đầu bên phe tuyên chiến lạnh lùng nói, được thôi, các ngươi lựa chọn con đường của các ngươi, chúng ta chuẩn bị của chúng ta, hãy để kênh phán xét, xem ai mới là người lựa chọn đúng đắn. Người quyết định sám hối cũng không cam lòng yếu thế, hắn trào phúng bên tuyên chiến. Trước khi nghĩ cách chống lại vị đại nhân kia, các ngươi nên vắt óc xem đối phó với giáo hội kiểu gì chuyện lớn như vậy chắc chắn giáo hội đã biết, không có thân vương che chở, có lẽ giáo hội đang trên đường đuổi giết chúng ta rồi, tiếng trào phúng chọc đám người tuyên chiến vốn dĩ đã đi xa. Một người trong số đó cười lớn nói với nhóm sám hối, ha ha, kẻ không có chí tiến thủ thì mãi mãi là đám chuột chui rút dưới ống cống thôi, các ngươi đã sợ trên còn sợ giáo hội, không chịu nổi muốn bám chân kẻ mạnh, còn chúng ta, chúng ta đã tìm được cội nguồn sức mạnh. Chúng ta đã tìm ra pháo đài của Bắc Chúa Tể sau trận mưa to tầm tã, tiết trời sáng sủa, dãy núi phương xa trong ánh ban mai vũ mị như một quý cô đang trang điểm buổi sớm, tùy ý và lười biến, những ngọn núi hùng hồn kỳ vĩ, như vừa mới có trận tuyết lớn đổ xuống, trong vắt sáng tỏ, rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, u u u âm thanh từ xa đến gần, chỉ thấy trên đường trây vòng qua dãy núi, một đoàn tàu đang lao vung vút trong gió tuyết, đoàn tàu uống lượng vượt qua những dãy núi ở chính giữa đoàn tàu là toa vịt khác hẳn với những toa chở khách thông thường trong toa tàu này không có nhiều chỗ ngồi cũng không có nhiều hành khách toa tàu này đã được dỡ bỏ tất cả ghế ngồi tiêu chuẩn bố trí thêm bàn ăn bàn làm việc sofa giường đệm thành một căn phòng tiện nghi hàng ngày tịch ca và ren đang ở trong toa xe này nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính mù sương buổi tối cách đây hai ngày hai người liên tiếp đánh bại ba vị thân vương lấy lại nguyên huyết của ren một cái kết viên mãn cho hận thù thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, từ dưới lòng đất trở lại mặt đất, tản bộ trong thành phố xa lạ, cảm nhận phong tình dị quốc, không khí trở nên yên bình và tĩnh lặng, bọn họ bước đi, cho đến khi tới ga tàu hỏa, tùy tiện lên một chuyến tàu đang chuẩn bị khởi hành đến một địa điểm du lịch, hương cà phê nóng hổi phản phất trong toa tàu, trứng chiên vàng phối hợp với thịt sông khói và bánh mì, bên cạnh còn đặt một đĩa trái cây và một bình trà nóng. Tịch ca dùng nĩa xiên trứng chiên cắn một miếng, rồi để món trứng chiên sang một bên, Hắn vẫn bữa sáng trong vực sâu hơn, cũng rất hoài niệm nhân viên giao đồ ăn nhanh. Nhưng phần bữa sáng này rất được ren ưu ái. Từ sau khi cơ thể có lại độ ấm, dần dần ren bắt đầu đánh thức được những đặc tính của nhân loại. Quan trọng nhất trong số đó là cậu có thể thưởng thức đồ ăn của nhân loại. Vì giác đã đánh mất mấy trăm năm được khôi phục, đối với ren mà nói, tất cả đồ ăn đều vô cùng mới lạ và quý giá. Ren cầm dao nĩa trong tay, cho dù là trứng chiên, thịt xông khói hay là bánh mì cậu đều cẩn thận cắt thành từng khối đều đặn, sau đó bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Tịch ca chóng mặt xem trên, hắn chú ý tới lúc đối phương hơi cau mày lại khi ăn thịt sông khói, chắc là do thịt sông khói quá mặn, người vừa mới khôi phục vị giác rất khó tiếp nhận hương vị như vậy. Tiếp theo đối phương lại ăn bánh mì, bánh mì nhập khẩu, mày cậu một lần nữa giãn ra, hẳn là có tinh bột trung hòa vị mặn. Ngoài ra, động tác nhai nuốt của đối phương cũng rất độc đáo, hai má nhỏ của cậu nhúc nhích trong giây lát, hầu kết lăn lộn lên xuống, rồi run run. Một loạt động tác này nói lên cậu đang vô cùng kiềm chế, như đang thưởng thức đồ ăn vô cùng trân quý vậy. Ren buông dao nĩa, tại sao cứ nhìn ta chầm chầm, tịch ca, bởi vì em xinh đẹp, Ren, động tác ăn của ta trông kỳ lạ lắm sao, tịch ca, không kỳ lạ, hắn cười xấu xa nói, rất đáng yêu, khiến tôi chỉ muốn nhân cơ hội làm ít chuyện xấu với em, Ren, không cần nhân cơ hội, cậu lại cầm dao nĩa, xử lý thức ăn còn thừa trên bàn, rồi mới cúi đầu nói, ngươi làm điều đó vào khi nào cũng được, thiếu chút nữa tịch ca đã không kiềm chế nổi, nhưng hắn vẫn kiên cường thức tỉnh bản thân, chủ yếu là, hiện giờ bọn họ đang ở trên xe lửa, hơn nữa họ chỉ có một toa tổng thống, mấy toa khác có rất nhiều người ở, khả năng cao sẽ bị nghe thấy nên hắn không muốn mạo hiểm, dù sao bì bì đáng yêu như vậy, dằn lòng mình một hồi, tịch ca cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn quyết định làm chút gì đó để dời đi lực chú ý, hắn cầm lấy một tờ quảng cáo trên bàn ăn. Động tác này của hắn thành ra xem nhẹ hành động của người đối diện. Lúc tịch ca cầm tờ quảng cáo, Ren liền ngẩng đầu liếc tịch ca một cái, khóe miệng cậu nâng lên một chút, trông rất thần bí. Mọi tương tác, phải do cả hai bên chủ động, thi thoảng thay đổi sẽ mang đến những trải nghiệm mới. Hồ kỳ tích, nơi mang đến hạnh phúc cho mọi người, những bông tuyết lang thang ngoài cửa sổ, tịch ca cầm tờ quảng cáo đọc tiêu đề. Hắn lướt qua mẫu quảng cáo, chợt nhận ra địa điểm giới thiệu trên quảng cáo hóa ra là điểm cuối của chuyến tàu. Hắn đọc từng phần giới thiệu trong quảng cáo, trong dãy núi An có tất cả 213 ngọn núi lớn bé, trong đó nơi cao nhất so với mực nước biển là 6.100 m. Hầu hết các ngọn núi đều bị băng tuyết bao phủ quanh năm, là nơi cư trú của nữ chúa tuyết, nhưng đây đều không phải là điều hấp dẫn nhất ở dãy núi An -Sauter. ở sâu trong dãy núi có hồ kỳ tích, biển chết nhưng không làm người chết đã vô cùng thần kỳ, nhưng hồ này còn thần kỳ hơn cả biển chết. Nó sẽ xuất hiện trong dãy núi An Sau Tơ ngay thời khắc Thái Dương ra đời, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu thân hình nó, rải những làn sóng lấp lánh khắp dãy núi, dệt thành sương tuyết trên góc váy của nữ chúa Tuyết, quan trọng hơn là nó có sinh mệnh, lang thang giữa các dãy núi, nó không bao giờ ở yên tại một chỗ, theo truyền thuyết, người may mắn nhìn thấy nó sẽ có được hạnh phúc nhất đời này. Tịch Ca đọc xong quảng cáo, nhưng hắn cũng không bị ngôn từ bên trong đã động, trái lại hắn cảm giác có điều bất thường, bì bì, em có cảm thấy quảng cáo này rất quái lạ không? Hồ tự mọc chân chạy khắp nơi, còn hấp thụ được ánh mặt trời, phát ra ánh mặt trời. Sao tôi cảm thấy năng lực này nghe khá tương tự với tên bốt nào đó chúng ta mới đánh mấy hôm trước, đây không phải là hang ổ của hắn chứ, Ren cũng trầm ngâm, người nói mi rõ ư. Bốn thân vương đều có pháo đài riêng, nhưng không ai trong số bọn họ tiết lộ vị trí cả. Trong thế giới hắc ám, Người ta hình dung nơi ở của bác chúa tể là, nơi dãy núi tỏa ra ánh sáng, Ren vừa dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau, được một lát, tịch ca kết luận, xem ra đúng tám phần rồi, hang ổ của tên bác chúa tể kia ở đây, Ren, khả năng cao là vậy, tịch ca, chúng ta tới hang ổ tên kia, có bị đám thuộc hạ lao tới báo thù không nhỉ, Ren khẳng định, không đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu rất hiểu rõ thế giới hắc ám, thế giới hắc ám tôn sùng kẻ mạnh, mi rõ đã bị bọn họ giết chết sẽ không có thuộc hạ nào tới báo thù cho mi ró trái lại thuộc hạ của mi ró tìm đến tịch ca thỉnh cầu tịch ca che chở nghe có khả năng hơn tịch ca ngẫm lại tôi cũng nghĩ vậy bọn họ cũng đâu phải đồ ngốc ba tên ma cà rồng bị tôi giết cũng không có mị lực độc đáo gì trong lúc trò chuyện đoàn tàu lại ngân dài tiếng u u u mũi xe vượt qua tầng sương mù sáng sớm tiến vào nhà ga cuối cùng trên núi sau cuộc hành trình dài hai ngày trời cuối cùng đã tới trạm cuối trạm kỳ tích cùng thời gian nhà thờ lớn thành phố thánh ánh mặt trời tươi đẹp chiếu đến cửa sổ pha lê tạo thành những mảng màu rực rỡ và sáng lạng mỗi miếng pha lê đều lập lòe hào quang xinh đẹp thuộc về riêng mình ánh nắng lưu động nhà thờ lớn được chiếu sáng đến huy hoàng và mỹ diệu đáng nhẽ nó nên giống như trước đây mang đến niềm an ủi cho bất cứ linh hồn nào bước chân vào nơi đây nhưng nay đã khác xưa thế giới hắc ám xảy ra chuyện lớn chuyện lớn này đủ để làm điên đảo thế cục hiện tại chuyện lớn này là giáo hoàng ngồi dưới tượng thánh nhà thờ lớn, đầu tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, thân hình ông ta cũng không đủ cường tráng, khi ông ngồi trên ghế, mũ miệng trên đầu tưởng chừng như sắp trượt xuống, áo choàng trên người càng làm nổi bật dáng người gầy gò. Lúc ông ta mở miệng, ai cẩn thận có thể phát hiện ra, ở vị trí răng hàm của ông ta có một lỗ hổng tối âm, nơi đó thiếu mất một chiếc răng. Mặc dù tay cầm quyền trượng, nhưng nhìn qua ông ta trông không khác gì một ông lão bình thường. Nhưng nhóm người giáo hội đang đứng ở nhà thờ lớn, không một ai dám khinh thường vẻ bề ngoài của giáo hoàng. Những người từng làm vậy, hiện giờ đều đã xung quân biên cảnh, trở thành đồ ăn của sinh vật hắc ám, hoặc là đang trên đường trở thành đồ ăn của sinh vật hắc ám. Giáo hoàng đang suy ngẫm, ông ta hỏi, "Bốn người mi ró thật sự đã chết rồi ư?" Giám mục áo tím bước ra khỏi hàng. Ông ta là tổng giám mục của giáo hội, ở trên hầu hết các giám mục, đây là tin tức đáng tin cậy, bốn người này đều đã tử vong. Giáo Hoàng lại nói chuyện, giết người đầu tiên và giết ba người sau đó đều là cùng một nhóm người, tổng giám mục trăm năm nói, về điều này thì không có chứng cứ cụ thể, nhưng thời gian bốn thân vương tử vong rất gần nhau, cá nhân tôi cho rằng, cho dù bọn chúng không phải bị giết bởi cùng một nhóm người thì cũng khó thoát khỏi liên can. Giáo Hoàng nhắm mắt, bốn thân vương chết một người, bên này giảm bên kia tăng, thực lực của giáo hội gia tăng trên diện rộng, ông có nằm mơ cũng cười tỉnh, nhưng mà hiện giờ bốn thân vương đều chết sạch điều này đối với giáo hội mà nói không phải là một tin tốt quả thật trong trận chiến này thế giới hắc ám tổn thật gần như một nửa giáo hội đang chiếm ưu thế tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay mà treo cổ thế giới hắc ám hoàn thành nhiệm vụ chúa giao cho nhưng đừng quên thực lực giáo hội và thế giới hắc ám ngang nhau luôn trong trạng thái giằng co những kẻ thần bí đó có thể giết chết bốn vị thân vương thế giới hắc ám đương nhiên cũng đủ năng lực giết chết tổng giám mục của giáo hội hủy diệt đoàn kỳ sĩ thần thánh của giáo hội, thậm chí có khả năng ám sát mình. Thế giới hắc ám đã không còn là vấn đề quan trọng vào giờ phút này nữa. Vấn đề quan trọng là ở những kẻ thần bí kia. Giáo hoàng vừa nghĩ ngợi vừa trầm giọng nói, trước tiên tra xem bọn họ rốt cuộc là ai, đừng rút dây động rừng, đừng thể hiện địch ý, làm rõ ràng thân phận của người đã giết chết bốn thân vương, cùng với mục đích của bọn họ, sau đó bẩm báo ta. Nói tới đây, rốt cuộc giáo hoàng cũng mở to mắt, ông nhìn mọi người xung quanh, Ta nói vậy, các ngươi có hiểu rõ không? Mọi người cùng kêu lên, chúng tôi đã rõ, hai tay giáo hoàng đang vào nhau, tốt lắm, vất vả cho chư vị, nguyện Chúa phù hộ cho chúng ta. Mọi người, nguyện Chúa phù hộ cho chúng ta. Chuyến tàu đã đến nhà ga, cửa toa tàu mở ra, hành khách trên chuyến tàu này nối đuôi nhau bước xuống, vừa mới ló đầu ra, không khí mát lạnh đã ập vào mặt, ánh dương tươi đẹp trải dài trên vùng đất lạnh, một chút ấm áp xen lẫn với rét lạnh, mỗi khi có người mở miệng nói chuyện, Hơi thở liền hóa thành một màn khói trắng, sau khi xuống tàu, đầu tiên Tịch Ca làm động tác giãn cơ, tiếp đó nắm tay rên, tránh xa đám đông, hướng về núi sâu. Phong cảnh trên núi tuyệt đẹp, Tịch Ca tính cùng rên tản bộ núi rừng hoang vu, ngắm bầu trời, ngắm vách núi, rồi tìm xem trong núi có suối nước nóng hay không, nếu có, vậy thì vừa đẹp, nếu không có, cũng không sao cả, đằng nào hắn cũng có một cái thiên phú là điều chỉnh nhiệt độ, không có suối nước nóng tự nhiên thì làm suối nước nóng nhân tạo cũng không tồi, Từng, vừa hay có thể nghỉ ngơi thư giãn. Về phần cái gì mà nơi dãy núi tập trung ánh sáng, ai thèm để ý, kẻ cầm đầu đã bị xóa sổ rồi, cho dù sao huyệt ở đây thật thì thế nào, lười quan tâm. Gió bắt thổi tới, cuốn theo những bông tuyết nhỏ tí xíu, gót chân dẫm trên đất đá, phía trên mặt đất phủ một lớp băng mỏng. Hai người thản nhiên bước qua dãy núi, đưa mắt trông về phía xa, trời đất một màu tuyết trắng sáng rực, phối hợp với mây mù mờ dần khi thái dương nhô lên trên đỉnh núi ánh nắng vàng nở rộ từ nơi cao nhất phía chân trời muôn vàng hào quang rải khắp dãy núi ánh nắng chiếu lên gương mặt tịch ca và ren ren thích ý chớp chớp mắt sau ngày hôm đó không chỉ có thêm vị giác hơi ấm mà ngay cả ánh mặt trời cũng không còn làm cậu cảm thấy phiền chán hay buồn ngủ điều này khiến cậu nhớ tới lúc mình còn nhỏ cậu cũng thường du ngoạn trong rừng cùng người nhà mình chơi đến khi mệt mỏi liền nằm ngửa trên mặt cỏ cười đùa Cơn gió nhẹ vuốt ve hai má, chậm chậm rơi vào giấc ngủ. Ký ức đã mơ hồ, thế nhưng ánh sáng chiếu vào tận đáy lòng sẽ không phai màu. Mặc dù kế tiếp đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, Ren bỗng nhìn thoáng qua Tịch Ca bên cạnh. Tịch Ca đang lẩm nhẩm một giai điệu không biết tên nào đó, làn điệu du dương truyền xa nơi núi non trùng điệp. Trên tay cậu khẽ dùng lực, cậu kéo mình lại gần Tịch Ca. Cậu nhớ, có nhà hiền triết đã từng nói, trong cuộc đời dài lê thê, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người hầu hết đều là khách qua đường vội vàng đến với bạn rồi lại vội vàng rời đi còn có vài người vừa yêu vừa hận bạn nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chọn rời đi chỉ còn lại một hai người mặc kệ nữ thần vận mệnh vẽ ra bao nhiêu chướng ngại và chia cắt các bạn cuối cùng các bạn cũng sẽ trở về bên nhau đó là người thân người yêu hoặc chỉ là bạn bè nhưng chắc chắn người đó là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời bạn tịch ca rên bỗng nhiên cất tiếng trước khi trở về ngươi ở bên ngoài vượt sâu với ta một đoạn thời gian được không tịch ca sao thế ren ta muốn mang ngươi khám phá thế giới bên ngoài muốn cho ngươi thấy những nơi ta đã đi qua những điều ta đã trải qua mấy năm gần đây trước đây ren theo đuổi bước chân người rời đi đến những nơi hắn từng đi qua tưởng tượng ra những câu chuyện hắn đã gặp phải hiện giờ ren muốn nắm tay người ấy bước lên chuyến hành trình của chính mình ngoài ra ren khẽ ho khan một tiếng chúng ta có thể nghỉ ngơi tại các lâu đài của ta vừa ngắm nhìn thế giới vừa ghé thăm nhà ta, sau đó, chúng ta có thể đến nơi ngươi thích, chọn một địa chỉ mới, trang trí một ngôi nhà mới, rên nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cậu sẽ rối rắm nên dùng loại giấy dán tường loại gì, nên trải loại thảm nào dưới sàn nhà, cũng không biết ngôi nhà mà mình và tịch ca sẽ cùng chung sống sẽ trông như thế nào, tịch ca bị rên thuyết phục, hắn dễ dàng nghe ra vẻ chờ mong của rên. Phần tình cảm nhiệt thành trong lòng đối phương được giấu trong những lời nói chất phát, rồi truyền lại đây, khóe miệng hắn công công, hắn kéo ren đi qua đoạn đường cuối cùng lên đến đỉnh núi đứng trên đỉnh núi hắn đang định trả lời bỗng rầm một tiếng một nắm tuyết đổ ập xuống từ trên cái cây duy nhất trên đỉnh núi ngay sau đó một người mặc áo choàng đỏ sậm ngã sấp trên mặt đất mọi lời muốn nói đều nghẹn lại bởi bóng người bất thình lình xuất hiện bầu không khí lúc này vô cùng yên tĩnh hai bên lặng lặng đối diện nhau chỉ có biển mây là cuồn cuộn không ngừng dưới chân bọn họ sau vài giây tạm dừng áo choàng đỏ sậm đột nhiên xoay người nhảy xuống vách núi. Lúc hắn nhảy xuống, dưới vách núi đột nhiên sáng lên một vòng kim quang, kim quang sáng lạng, trông như nước chảy, từ vòng tròn xung quanh chảy về phía vòng tròn trung tâm, ánh sáng lấp đầy vòng tròn, ánh mặt trời bị vòng tròn vàng kim phản xạ vào dãy núi, biển mây thì lắc lư không thôi, ánh vàng nhộn nhạo như những vòng gợn sóng lung linh, tấm gương lơ lửng giữa không trung tự như mặt hồ huyền ảo, áo choàng đỏ sậm lặng yên không một tiếng động rơi vào vòng tròn, mất tâm mất tích, cùng lúc đó, những tiếng cảm thán lập tức vang vọng khắp dãy núi, bị gió đưa đi, mơ hồ truyền tới đỉnh núi, bọn họ đang hô to, hồ kỳ tích. Hồ kỳ tích xuất hiện, trên đỉnh núi, tịch ca cùng trên lẳng lặng nhìn phía trước, tịch ca có chút khó thở, bì bì, em nói đi, chắc là tôi nhìn nhầm rồi phải không, sao tôi lại thấy một ma cà rồng đột nhiên rớt xuống từ trên cây, sau đó lại xoay người nhảy vực, kết quả là nhảy vào một mặt gương giấu trong mây, rèn, ngươi không nhìn nhầm, tịch ca, tôi bắt đầu lo lắng. Rên, lo lắng cái gì, tịch ca, một người chạy, một đám tới, rên, tịch ca canh cánh trong lòng, lầm bầm lầu bầu, bọn họ không định đến đây thật chứ, quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị xét đánh đó, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy đám người này một chút nào hết, tôi chỉ muốn ở bên mình em thôi, rên phát hiện tịch ca đã nói hết nỗi lòng của mình, cậu suy nghĩ cẩn thận, trả lời tịch ca, hay là chúng ta đi đường vòng, công tước canh giữ ở đỉnh núi nhảy vào pháo đài của mi ró. Tòa pháo đài này rất lớn, pháo đài lơ lửng phía trên biển mây cũng không hề rực rỡ hào quang như vẻ bề ngoài, ma cà rồng dù sao vẫn là ma cà rồng, cho dù dị năng thiên phú của mi ró sẽ phản xạ lại cảnh trong gương, nhưng lúc hắn bố trí thành lũy, cũng chỉ đặt ánh sáng trong đình viện, ánh sáng bên ngoài và bên trong tạo thành đối lập rõ ràng, quang minh thì càng sáng, hắc ám thì càng tối, vị công tước này vội vã xuyên qua con đường tối đen, tiến vào trung tâm pháo đài, ở đây đang đứng bốn công tước bọn họ đều rất quyết tâm muốn phản kháng giáo hội và Ren. Hắn nhảy vào trung tâm pháo đài, họ hét, không tốt, Ren dẫn người tới, bốn người đang đưa lưng về phía hắn lập tức quay đầu. Ở trung tâm pháo đài, đặt một mặt gương cực lớn. Mặt gương này cực kỳ tương tự với vẻ bề ngoài của tòa pháo đài, chỉ là giờ đây, mặt gương vàng kim đã bị máu tươi nhiễm đỏ, máu tươi nhạt màu bơi giữa mặt gương giác vàng, tụ lại càng ngày càng nhiều, trông hết sức quỷ dị. Công tước cầm đầu cướp lời hỏi, ngươi nói gì? trên tới. Hiện giờ đang ở trong núi, công tước chạy nhánh, đúng vậy, ta vừa giáp mặt với bọn chúng, bọn chúng đã ở bên ngoài pháo đài rồi, công tước cầm đầu bỗng nhiên cười to, tiếng cười càng rỡ vang vọng, hồi lâu vẫn không ngừng, lúc sau, cuối cùng giọng cười của hắn cùng biến mất, thay bằng mặt mày dữ tợn, tới đúng lúc lắm, lúc thân vương xây nên tòa pháo đài này đã bố trí pháp trận luyện kim rất lợi hại, lúc này, kết giới máu đã bao trùm cả dãy núi, mọi sinh vật trong rừng đều bị kết giới này hút cạn máu, máu của chúng sẽ trở thành cội nguồn sức mạnh cho tòa pháo đài này. Không trung sáng ngời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, vốn đã quyết định đi đường vòng mặt kệ mấy tên công tước này, tịch ca và tranh lại phải dừng bước chân. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ bao giờ, không trung hiện ra một tầng hồng nhạt, nhưng tầng hồng nhạt này không phải đến từ bầu trời, chúng đến từ. Hai người quay đầu lại, bọn họ nhìn thấy vòng tròn vàng kim lơ lửng giữa biển mây đã phủ kín một tầng huyết quan báo hiệu điềm chẳng lành. Ban đầu ánh đỏ chỉ nhàn nhạt, giống như ánh sáng phản chiếu trên tầng mây, cho đến khi đám mây tản ra hai bên, không thấy thái dương ló rạng, ánh nắng vàng bị thay thế bằng những ánh đỏ, tuyết trắng cũng pha đỏ. Bỗng nhiên, mây đen đột nhiên ập tới, ánh đỏ rọi xuống, bao phủ cả dãy núi. Khi dị tượng xuất hiện tại vùng núi An Sao Tơ, mọi người xung quanh đều vô cùng sửng sốt, chó mèo nuôi trong nhà ngửi được điềm xấu trước tiên, nồng nóng bất an, nhau bỏ chạy. Ngay sau đó, người đi bộ nghỉ chân bên đường ngửa đầu nhìn về phía ánh đỏ lập lòe, nghị luận sôi nổi, kế tiếp, trong góc phố vang lên tiếng nói khe khẽ, nhưng nơi đó rõ ràng không có gì ngoài những bóng đen. Cuối cùng, ở ngôi làng nhỏ bên cạnh dãy núi này, cửa lớn giáo đường bật mở, Linh Mục bước ra khỏi giáo đường. Ông ta nhìn bầu trời phía xa, lẩm bẩm như đang rên rỉ, Chúa ơi, đó là tai họa. Minh phải máu cầu cứu tổng giáo hội, bên ngoài dãy núi mọi thứ đều là nhạc đệm. Giờ phút này, đối diện với mối hiểm nguy chân chính, chỉ có những người đang đứng trên núi. Khi tầng tầng huyết sắc buông xuống, nhuộm thế giới thành một mảnh đỏ chết chóc, tiếng chất vấn đầy hoảng sợ từng chút xuyên qua đường núi, vang bên tai tịch ca và ren. Trời ơi, chuyện gì đây? Đã xảy ra chuyện gì? Hồ kỳ tích. Hồ kỳ tích đổi màu rồi, tôi. Tôi thấy hơi choáng. đây là phản ứng khi ở trên núi cao ư, âm thanh trong núi nối đuôi nhau, theo gió truyền đến đỉnh núi ren nhíu mày cậu đã đi đến mép vách đá nhìn về nơi phát ra âm liếc qua những ngọn núi thấp hơn về cơ bản cậu đã nhận ra nơi đám người tụ tập tiếp đến cậu vươn tay về nơi đó lượng nước lớn xuất hiện giữa không trung thành từng đám mây nước lắc lư từ không trung chậm rãi bay xuống vây quanh đám người chúng tiếp xúc với nhau dung hợp vào nhau hình thành lá chắn bảo hộ một màn kỳ diệu này khiến đám người bên trong hoảng sợ cỡ nào ren cũng không quan tâm xong xuôi Cậu lại tập trung về phía vòng tròn tỏa sắc đỏ, trên đỉnh núi, Tịch Ca không định rời đi nữa, hắn cắm tay trong túi quần, cảm nhận được lực hấp dẫn truyền đến từ ánh sáng đỏ kia, loại lực hấp dẫn đang ý đồ kích thích năng lượng trong máu hắn, Tịch Ca nghiêng đầu hỏi Ren: từng nghe đến tình huống này chưa? Ren lắc đầu, chưa, lúc bốn thân vương còn sống, căn bản không ai dám mạo phạm bọn họ, loại cơ quan được thiết đặt tại pháo như thế này cũng không có cơ hội được kích hoạt, Tịch Ca thản nhiên nói, không biết cũng không sao chỉ cần phá nát pháo đài, cơ quan phụ thuộc vào nó sẽ tự dỡ bỏ. Trong lúc nói chuyện, ánh đỏ vẫn kiên trì, mặc dù rất cố gắng kích thích, vẫn không thể rút đi được năng lượng máu trong cơ thể hắn. Cái kiểu như có kiến bò trên người làm tịch ca dần mất kiên nhẫn, hắn dứt khoát giúp đối phương một tay, vừa đồng ý niệm, máu tươi trong cơ thể thoáng chốc quay cuồng. Máu tươi quay cuồng nhưng không bị ánh đỏ câu đi, trái lại, chúng giống như cá sấu đang ngủ say thì bừng tỉnh, dương nanh múa vuốt, Nuốt chững ánh đỏ dám can đảm khiêu khích mình, ánh đỏ bao phủ nơi vách núi tức thì nhạt dần, mà khi Tịch Ca đi từ đỉnh núi đến vách đá, cũng không thấy ánh đỏ nào dám nhảy ra khiêu khích hắn nữa, ăn đủ mệt chúng nó liền yên tĩnh như gà, phân tán ở những nơi khác trên núi, âm thầm hấp thu năng lượng từ những nơi khác. Tịch Ca đi vài bước đến vách núi, vòng vàng đã biến thành mạch máu, biển mây biến thành biển máu. Tịch Ca nâng tay, hắn chuẩn bị sử dụng dị năng của mình nhưng khi lực lượng vừa mới xuất hiện trong lòng bàn tay, lòng bỗng khẽ động. Lúc này, có lẽ có loại dị năng khác hiệu quả hơn dị năng thời gian. Động tác tay tạm dừng, hắn lại nói với Ren, Bì bì, em đã bao giờ thử đưa thật nhiều năng lượng vào một không gian có kích thước cố định chưa? Ren đoán được ý tưởng của tịch ca, người muốn nói, tịch ca, đúng, đó là điều em đang nghĩ. Hắn nói liền, liền nắm tay Ren, hai người tâm ý tương thông, Ren thuận theo mà làm. Hơi nước tụ tập giữa không trung, gặp lạnh lại ngưng tụ, dần dần hóa thành một tinh thể băng hình dáng như mũi lao. Đối diện với mũi lao bằng băng này, tịch ca và tranh cùng sử dụng thiên phú, rót thật nhiều năng lượng vào bên trong. Ban đầu đương nhiên có gặp trở ngại, nhưng khi tranh gia tăng càng ngày càng nhiều năng lượng, mũi lao băng lơ lửng giữa không trung bắt đầu lung lay như sắp đổ, dần dần không thể duy trì được hình thể, tự như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Tịch ca cũng không ngừng rót năng lượng vào trong mũi lao, đồng thời, hắn còn sử dụng một phần năng lượng để chữa trị vỏ bọc nước nẻ của mũi lao. Dưới sự kết hợp của hai người, mũi lao bằng băng lơ lửng không trung dần dần thay đổi. Nó càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng sắc bén. Thông qua quá trình thao túng năng lượng, hai người đều cảm nhận được sức nặng của mũi lao. Mà không chỉ mình mũi lao thay đổi, lúc mũi lao hấp thu năng lượng máu của tịch ca và ren, vòng tròn huyết sắc cũng đang hấp thu năng lượng trong máu của cả dãy núi này trong núi ngoại trừ tịch ca và trên cùng với hành khách tạm thời được trên bảo vệ, còn vô số động vật, này đó động vật hoàn toàn không thể chống cự lại ánh sáng đỏ, năng lượng từ khắp nơi đổ về không trung, bị vòng tròn huyết sắc hấp thụ, ánh đỏ bắn ra, đồng thời phía trên vòng tròn còn có đồ án đỏ âu chậm chậm di chuyển, không khí không những tràn ngập hơi thở đáng sợ, nó còn trở nên càng thêm nặng nề, càng thêm khủng bố, giống như quái thú đang ngon ngoe rụt trịch trước bữa tiệc thịnh soạn tiếng rít gào hưng phấn như thể muốn lao về trước tịch ca và tranh đều cảm nhận được rõ ràng lực lượng ngưng tụ trước người mình bọn họ đem những tia năng lượng cuối cùng rót vào mũi lao hai loại lực lượng tựa như xoắn ốc cuốn quýt làm thay đổi hình thái và bản chất của mũi lao kết băng mũi lao lơ lửng giữa không trung từ trong suốt biến thành vẫn đục lại từ vẫn đục khôi phục vẻ trong suốt trong suốt đến mức hòa nhập vào nền trời bay vút lên cao rồi rơi xuống thật mạnh giống như mũi tên bắn khỏi cung giống như thần minh cầm giáo ném mạnh. Mũi lao bằng băng lao vào vòng tròn đỏ máu, vào thời khắc va chạm, lực lượng tích tụ bên trong nó, ép vòng tròn mới bổ sung năng lượng được một nửa phải phát động công kích trước thời hạn. Một đợt trung chấn vô hình truyền khắp dãy núi, phản phất như trận cuồng phong thổi qua nơi sơn giả, trên núi, có cây ngã trái ngã phải, tuyết lở ung ung kéo xuống, dãy núi ầm ầm rung chuyển, mà này đó cùng lắm chỉ là dư chấn do lực lượng của vòng tròn huyết sắc gây ra. Lực lượng chủ yếu của nó xông thẳng đến tịch ca và ren. Ánh đỏ dày đặc biến thành ánh sáng đen, ánh sáng đen chiếu vào đỉnh núi nơi tịch ca và ren đang đứng, đồng thời làm tàn chảy núi đá cứng rắn. Đáng tiếc núi đá có thể tan chảy, nhưng tịch ca và ren thì không. Hai người bất động. Năng lượng vần quanh cơ thể họ, tự động hình thành lá trắng vòng quanh bọn họ, nhắn phía trước ánh sáng đen. Ánh sáng đen không thể nào phá hỏng tầng phòng ngự của hai người, nhưng mũi lao đâm vào vòng tròn huyết sắc lại có thành tựu. Trong tầng mây, chỉ nghe thấy tiếng choang như pha lê vỡ vụn, vòng tròn huyết sắc phía dưới mũi lao đã xuất hiện những vết nứt, ngay sau đó, một mảnh nhỏ đỏ sậm, đột ngột rớt khỏi vòng tròn huyết sắc, rơi vào biển mây, ngay khi mảnh vỡ này rơi xuống, ánh sáng đen đang chiếu vào tịch ca và ren cũng theo đó lập lệ một trận. Giây tiếp theo, toàn bộ vòng tròn đều rung rẩy vòng tròn huyết sắc giữa không trung chấn động dữ dội, dẫn tới biển mây bên dưới cũng cuồn cuồn, càng ngày càng nhiều mảnh vỡ lìa khỏi vòng tròn, phần lớn rơi xuống núi, còn một ít thì bị cuồng phong cuốn lên, bay thẳng về phía tịch ca và ren. Tiếng kinh hô lần nữa vang lên, lúc này đây, tiếng kinh hô không phải xuất phát từ trong rừng, mà là bắt nguồn từ vòng tròn huyết sắc. Lúc này, mũi lao lại di chuyển. Mũi lao đầy áp năng lượng của tịch ca và ren đâm thẳng vào vòng tròn, vẫn chưa hao hết lực lượng, đó mới chỉ là bắt đầu. Nó mang theo uy thế như lôi đình đâm vào vòng tròn huyết sắc, lực lượng chất chứa trong thân thể nó cũng cuồn cùng, cùng không dứt, dũng mảnh tràn vào tòa pháo đài kể từ giây đầu tiên va chạm pháo đài đã liên tục thừa nhận sức mạnh đến từ mũi lao hiện giờ cuối cùng đã tới giới hạn vết trạng không chỉ xuất hiện bên ngoài pháo đài mà bên trong pháo đài cũng không ngoại lệ khi số lượng mảnh vỡ đạt tới một mức độ nhất định pháo đài cũng nghiêng ngả ước chừng một phần ba vòng tròn huyết sắc đã mất đi khả năng lơ lửng xuất hiện tình huống sụp xuống từ trên biển mây rơi xuống dưới biển mây kéo theo hai phần ba bộ phận còn lại trượt xuống một đoạn hồ kỳ tích vỡ vụn giữa không trung, lộ ra tình cảnh bên dưới mặt hồ, pháo đài của mi ró xuất hiện trong tầm mắt tịch ca và ren, năm vị công tước trốn trong pháo đài cũng không ngoại lệ, hai bên nhìn nhau từ xa, đã không còn pháo đài làm lá chắn, chỗ dựa cuối cùng cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí không thể gây ra một vết sẹo cho đối phương. Này đó công tước sinh tồn vô số năm tháng dưới uy áp của thân vương lập tức suy sụp, bọn họ đã quên mất lực lượng cường đại ẩn chứa trong cơ thể mình, mà nếu so sánh với ren và tịch ca quả thật lực lượng của bọn họ không thể xem là cường đại năm vị công tước quỳ sụp xuống hô to cầu xin không đại nhân xin ngài buông tha cho chúng ta chúng ta chỉ là chúng ta chỉ là chúng ta không phải cố ý khiêu khích ngài chúng ta tình nguyện thần phục dưới chân ngài nghe ngài chỉ dẫn vĩnh viễn tôn kính ngài đã quá muộn ren nâng lên tay nước trong núi hội tụ đánh sâu vào vòng tròn huyết sắc từ dưới lên trên trận lũ rào rạc trút xuống cuốn bay lực lượng cuối cùng của vòng tròn huyết sắc, vòng tròn huyết sắc bị cuốn vào trận lũ, bị dòng nước cắt thành mảnh nhỏ, năm vị công tước bên trong pháo đài muốn tháo chạy, nhưng lũ lục từ bốn phía đã dũng mảnh bao phủ lên tất cả, vô tình cướp đi sinh mệnh của bọn họ, trong tiếng kêu thảm thiết của năm vị công tước, trận lũ cuốn phan thành lũy đã tan tành, từ không trung lao xuống, ánh sáng đỏ bao phủ trên dãy núi dần biến mất, hồ kỳ tích chơi vơi giữa không trung cũng rơi xuống mặt đất. Hiện giờ chỉ còn tiếng nước đổ xuống vách đá phát ra âm thanh rền rĩ không dứt tịch ca bỗng xoay người cất tiếng còn ai ở đây nữa còn đợi ta mời các ngươi mới ra ư hắn vừa dứt lời một bóng người hai bóng người tổng cộng bốn người cùng xuất hiện trước mặt hai người đây là bốn vị công tước cuối cùng trong thế giới hắc ám ngoài vực sâu cũng là những người tỏ rõ thái độ muốn tôn ren là người thống trị mới vào đêm mưa hôm đó đêm hôm đó chính vị công tước chia làm hai lập trường tan rã trong không vui năm công tước kia tới dãy núi an sau tờ làm chủ pháo đài của mi ró bốn công tước này thì luôn tìm kiếm tung tích của ren cả hai bên đều thực hiện nguyện vọng của mình nhưng có lẽ hai bên đều không ngờ đến tịch ca và ren trên đường ngao du không sớm cũng không muộn tình cờ đến dãy an sau tơ phát hiện âm mưu quỷ kế của năm vị công tước có lẽ đây là ông trời định đoạt bốn vị công tước quỳ một gối trước mặt tịch ca và ren bọn họ gục đầu xuống vô cùng thuần phục không dám làm bất cứ hành động nào gây hiểu nhầm bọn họ khiêm tốn mà sợ hãi, hai vị các hạ, xin hãy tha thứ cho sự vụng về và ngu dốt của chúng tôi, chúng tôi không phải theo dõi các ngài, chúng tôi chỉ muốn tìm cơ hội hướng hai ngài dân lên lòng trung thành, thỉnh cầu ngài tiếp nhận chúng ta, bọn họ dứt lời, lại hướng trên, trên các hạ, thỉnh ngài tha thứ cho quá khứ lầm lỡ của chúng tôi, khi đó chúng tôi nghe theo lệnh của chủ nhân cũ, có điều mạo phạm ngài, chúng tôi khẩn cầu ngài có thể tha thứ cho chúng tôi. Nói xong này đó, bốn vị công tước liền im lặng một loại tra tấn không biết tên, chờ đợi khiến lòng người sợ hãi. Trong nỗi sợ hãi vô tận, bọn họ chờ đợi hai vị thân vương tuyên án, rèn tuyên án. Cậu không chấp nhận lòng trung thành của những người này, nhưng cậu lựa chọn tha thứ cho những người đã từng vây công mình. Trả nợ máu đã đủ, kế tiếp, cậu chỉ muốn đắm chìm trong nguyện vọng của mình. Cậu nói, "Được, các ngươi đứng dậy đi, ta sẽ không tìm các ngươi, các ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa." Dứt lời, cậu nhìn về phía Tịch Ca, "Chúng ta đi thôi." Tịch Ca cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng hắn mới đi hai bước, lại nghe thấy âm thanh ồn ào từ chân núi. Âm thanh kia nghe có chút kỳ quái, không giống như truyền ra từ du khách bình thường. Từ từ, vẫn chưa xong à? Tịch Ca không khỏi nhìn thoáng qua trên. rên cũng nghe thấy, thông qua dị năng thiên phú, rên đặt tâm trí vào hơi nước, trải rộng ra khắp núi rừng, thấy chủ nhân của âm thanh. Trên đường mòn, có bốn người đang chạy như bay về đỉnh núi, bọn họ mang theo trường kiếm, cung tiễn quyền trượng đủ loại vũ khí, trên người bọn họ đều có lực lượng quang minh nồng đậm. Rèn nói với tịch ca, người giáo hội, linh cảm của hắn quá chính xác, tịch ca thầm nghĩ linh cảm của mình lần nào cũng ứng nghiệm, hắn buồn bực ra mặt, rõ ràng đã cố ý tìm một nơi thoạt nhìn không có ai để trải qua thế giới hai người, sao bọn họ vẫn hẹn nhau đuổi đến đây vậy? Trên đỉnh núi, một cơn gió lạnh thổi qua, khi cha xứ nhà thờ gần dãy núi An Sao Tơ dẫn đồng lưu từ thành phố Thánh đuổi tới, bọn họ thấy một màn như vậy. Một thanh niên người châu Á trẻ tuổi đang ngồi trên tảng đá, tay hắn chống cầm, mặt mày u buồn không vui. Ở bên cạnh hắn là người trông còn trẻ tuổi hơn nữa, cậu ta có một mái tóc bạc, dáng vẻ xen lẫn giữa thiếu niên và thanh niên, tạo nên một lực hấp dẫn không tầm thường. Cho dù chưa gặp lần nào, nhưng cha xứ liếc mắt một cái đã nhận ra người này. Đây chẳng phải là công tước thứ 13 thanh danh hiển hách, cha xứ nhất thời kinh hải, thiếu chút nữa muốn quay bỏ chạy, nhưng hiện giờ không chỉ có một mình ông ta, sau lưng còn có rất nhiều đồng liêu. Cha xứ kiên cường chống đỡ hai chân mình, ông ta tiếp tục nhìn, rất nhanh phát hiện, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở công tước thứ 13. Sau lưng cậu ta còn có bốn vị công tước nổi tiếng ở thế giới hắc ám đang rủ mắt cúi đầu, trông như đầy tớ yên tĩnh đứng sau lưng hai người, đảm đương phong nền. Xe lửa kéo còi ầm ầm nghiền qua đầu cha xứ, chuyện gì đây, công tước mở tiệc à? Tại sao bọn họ lại hẹn nhau ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh này chứ, hơn nữa thanh niên ngồi trên tảng đá kia là ai, hắn có tư cách gì mà ngồi ở chỗ này, được chúng công tước xoay quanh, thời điểm cha xứ đáng thương đang tích cực tự hỏi, tịch ca liền mở miệng, giờ phút này tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ, vì thế hắn quyết định giao sắc chặt đầy rối, đem mấy lời cảnh cáo đánh phủ đầu. Nếu các ngươi tới vì vấn đề ánh sáng màu đỏ kia thì xuống núi tìm xem có còn hài cốt không, nếu các ngươi tới để quét sạch thế lực hắc ám, tôi nhắc nhở thân thiện, trong chiến đấu, mọi tình huống đều có thể xảy ra các ngươi tốt nhất nên tự hỏi xem mình đã mua bảo hiểm chưa có nọc bảo hiểm thiếu tháng nào không cha xứ ba vị khác tới từ thành phố thánh bọn họ nhìn bốn vị công tước phía sau tịch ca muốn nói lại thôi thật ra cũng chẳng ai muốn đánh với công tước cả càng đừng nói công tước không phải cấp bậc mạnh nhất tại hiện trường tuy rằng thành phố thánh đối lập với thế giới hắc ám nhưng đầu óc bọn họ có phải bị lừa đá đâu biết rõ không địch lại thì dại gì xông lên chịu chết vị giám mục đến từ thành phố thánh đứng dậy y mặc áo choàng bào màu đen cực kỳ khiêm tốn chiếc áo choàng này làm y thoạt nhìn không khác gì cha xứ bình thường nhưng ở trong mắt tịch ca và ren vị thần chức này năng lực cũng không tính là yếu so ra thì đối phương còn chưa đến công tước nhưng cơ bản đã có thực lực hầu tước thực lực này ở bên giáo hội hình như là cấp bậc giám mục chính tòa vị giám mục ngụy trang thành cha xứ bình thường này nho nhã lễ độ vô cùng cẩn thận và khiêm tốn trên thực tế Đột ngột xuất hiện ánh sáng đỏ bao trùm dãy núi An sau tơ chỉ là nguyên nhân thứ yếu mà thôi, bởi vì lo lắng cho du khách ở đây, nên mới cùng cha xứ lại đây xem. Mục đích chân chính của chúng tôi là hai vị các hạ. Nếu được, ngài có đồng ý đến gặp một người bạn già không? Tịch ca và Ren liếc nhau một cái, bọn họ nhận ra được hàm nghĩa thật sự trong ba chữ người bạn già này. Ren có chút kinh ngạc, mà tịch ca thì tò mò nhiều hơn, hắn đáp ứng ngay yêu cầu của vị giám mục này hắn có chút tò mò không biết giáo hoàng muốn nói gì ngoài ra tịch ca có cảm giác nếu mình từ chối hai người sẽ bị giáo hội quấy rầy dài dài trong suốt đoạn lữ trình về sau tuy rằng hắn đã đánh xong thế giới hắc ám giờ có đánh thêm một cái giáo hội nữa cũng chẳng thành vấn đề nhưng dù sao với tình huống bình thường hắn vẫn nên tuân thủ pháp luật tịch ca thầm nghĩ hai bên ăn ý quyết định người giáo hội liền đưa tịch ca và ren tới một ngôi nhà gỗ trong núi nghỉ ngơi đây là nơi cha xứ cung cấp cho bọn họ nhà thờ cách dãy núi này rất gần vì thế ông ta xây một ngôi nhà gỗ trong núi cho mình để thi thoảng dành thời gian nghỉ ngơi lắng nghe âm thanh của tự nhiên nội thật trong nhà gỗ cũng không hề xa hoa nhưng được bày trí rất gọn gàng khăn trải bàn và đệm hoa đều lộ ra hơi thở ấm áp khi mọi người đến nơi cha xứ liền đi pha cà phê sau đó hai phe quan minh và hắc ám liền rơi vào im lặng không ai nói lời nào động tĩnh rõ ràng nhất giữa bọn họ có lẽ là làn khói trắng lơ lửng trên tách cà phê nóng hai giờ sau tiếng cánh quạt trực thăng vang lên ở phía trên nhà gỗ một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh bên ngoài sân cửa cabin mở ra giáo hoàng lớn tuổi bước xuống từ chuyên cơ giáo hoàng ăn mặc đơn giản đến đây không mang theo bất cứ vật dụng nào thể hiện địa vị tối cao ông ta giống như một ông lão tầm thường nhưng tay chân hẳn còn linh hoạt vừa xuống chuyên cơ liền nhanh chóng bước tới bắt lấy bàn tay đang mở cửa của tịch ca rồi thân thiết vỗ vỗ bờ vai hắn. Giáo hoàng mở đầu bằng một câu nói hài hước, trong hai chúng ta có một người trẻ tuổi, nhưng đến tột cùng ai trẻ hơn ai, thì lại là một câu đố. Thấy giáo hoàng cười hì hì với mình, giờ phút này, bên tai tịch ca bỗng tinh một tiếng, vang lên giai điệu của một bài hát, hắn thiếu chút nữa ngâm nga thành tiếng, giả mù sa mưa, giả mù sa mưa, làm người hà tất phải giả mù sa mưa, vì thế hắn cũng nở nụ cười, cười sáng lạng hệt như giáo hoàng một già một trẻ liếc nhau, cực kỳ vui vẻ, bọn họ tự nhiên mời nhau ngồi, ba người ngồi trong nhà gỗ, thành viên giáo hội đứng sau giáo hoàng, bốn vị công tước đứng sau tịch ca và trên, giáo hoàng mỉm cười nhìn tịch ca, trên đường tới đây, ông ta đã suy xét tất cả những tình huống có thể xảy ra trong cuộc gặp mặt này, ông ta tin tưởng, cho dù đối phương phản ứng như thế nào, thì mình cũng có cách đối phó thích hợp, nhưng khi ông ta thật sự mở miệng nói chuyện, Ông ta đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng, cảm giác không đúng này xuất hiện từ ánh mắt đầu tiên ông ta nhìn thấy Tịch Ca và leo lên đỉnh khi ông ta thấy Tịch Ca bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Ông ta đột nhiên ý thức được, ma cà rồng mà mình vừa chạm vào có hơi ấm, hiện giờ, ma cà rồng ấm áp này còn vừa uống cà phê, vừa thưởng thức. Từ khi nào mà ma cà rồng uống cà phê? Phát hiện này hoàn toàn quấy rối tiết tấu của Giáo Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Giáo Hoàng im lặng nhìn về phía ren ngồi ở bên cạnh, ông ta nhận được mặt trên. cứ đầu năm, ảnh chụp thân vương công tước đều sẽ được thành viên giáo hội sửa sang rồi đặt trên bàn làm việc của ông. Giáo hội theo dõi thế giới hắc ám, phải nói là vô cùng toàn diện. Ông ta thậm chí còn biết nguyên nhân ren bị đuổi giết. Tuy nhiên, trong cuộc vây giết đó, ren may mắn sống sót. Không chỉ vậy, lần này trở về rõ ràng cậu ta đã đột phá thân vương, hơn nữa còn dẫn theo đồng bạn của mình giết chết bốn vị thân vương. Trừ việc này ra, Giáo hoàng còn phát hiện, trước mặt trên cũng đặt một ly cà phê, cà phê đã vơi đi một nửa. Lúc này, tâm tình Giáo hoàng không khỏi lung lay, kết hợp với nguyên nhân trên bị đuổi giết, lại nhìn hai ma cà rồng tự như nhân loại trước mặt, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự có bí mật của kênh, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ bí mật của kênh. Tịch Ca ngồi chờ một hồi, hắn vốn tưởng Giáo hoàng sẽ mở miệng ngay giây đầu tiên yên vị, nhưng hắn chờ mãi chờ mãi, vẫn chưa thấy đối phương lên tiếng, chỉ thấy sắc mặt Giáo hoàng thay đổi liên tục còn vô cùng đặc sắc khéo đã sắp viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh rồi tịch ca tự hỏi một lát trong đầu từ từ nảy ra một ý tưởng hắn cảm thấy ý tưởng này khá hay vì thế hắn ho khan một tiếng chủ động mở miệng nắm quyền chủ đạo của cuộc đối thoại này giáo hoàng bệ hạ giáo hoàng hồi thần ông hòa ái mà thân thiết cậu có thể gọi ta là phiết cơ phiết cơ bệ hạ tịch ca lại bắt tay với đối phương tiếp tục cuộc gặp gỡ thân tình ông có thể gọi tôi là tịch ca mục đích của tôi khi rời khỏi vực sâu bệ hạ hẳn đã đoán được một nửa bốn vị thân vương đúng là do tôi giết chết lý do duy nhất tôi giết chết bọn họ là bởi vì bọn họ quá chướng mắt bước đầu tiên chứng minh thực lực nụ cười của giáo hoàng bất biến nhưng vẻ mặt của những người phía sau giáo hoàng đều có hơi mất tự nhiên giáo hoàng nói thế nữa mục đích còn lại là gì tịch ca chớp mắt ngoài trừ mấy việc nhỏ nhặt này thì ren còn mời tôi dạo quanh thế giới bên ngoài vực sâu trước khi trở về tôi cảm thấy đây là ý tưởng rất tuyệt vời tôi định cùng cậu ấy nhìn ngắm thế giới này đôi chút đến những nơi phong cảnh khác nhau mang một ít đặc sản trở về vượt sâu sau đó ám chỉ cho đối phương biết cuối cùng mình cũng phải rời đi hai bên cũng không có xung đột đồng thời ám chỉ với đối phương mình đang thiếu tiền đi đường giáo hoàng chăm chú lắng nghe nụ cười của ông lão giãn ra giọng điều thản nhiên vậy các hạ có muốn đến thăm thành phố thánh nơi được mệnh danh là vương quốc của các vị thần ta tin thành phố thánh sẽ không làm các hạ thất vọng đặc sản ở nơi đó cũng sẽ không làm các hạ thất vọng lời nói đầy hàm ý cứ vậy bị giáo hoàng nói thẳng ra tịch ca nhìn giáo hoàng giáo hoàng nhìn tịch ca bọn họ cùng mỉm cười lĩnh hội hết hàm ý sâu xa của đối phương và một lần nữa bắt tay nhau vì cuộc gặp gỡ có ý nghĩa quyết định này sau đó giáo hoàng giải quyết dứt khoát xin cho phép ta được mời hai vị các hạ đến tham quan thành phố thánh tịch ca vui vẻ đồng ý được chúng ta đi thôi đồng thời, trong đầu hắn vang lên giai điệu của bài hát kia, hà tất phải, giả mù sa mưa giả mù sa mưa, ánh mắt của ngươi đã sớm, bại lộ nội tâm ngươi, trực thăng như một con hạt trắng, dáng hình thoang thoát, bay vọt về phía bầu trời xanh thẳm, ngay thời khắc đặt chân xuống thành phố Thánh, bốn vị công tước đi theo tịch ca và ren đều căng cứng cả người. dù sao, đối với ma cà rồng mà nói, thành phố Thánh cũng là một cấm địa. Cho dù xưa kia bọn họ từng có liên hệ với cao tầng giáo hội, nhưng hiện nay, ngay cả vào thời kỳ hưng thịnh nhất của thế giới hắc ám bọn họ cũng chưa bao giờ xâm nhập vào thành phố thánh cũng như việc giáo hoàng sẽ không bao giờ xuất hiện trong pháo đài của bốn vị thân vương bọn họ cũng chưa bao giờ gặp mặt giáo hoàng ngoại trừ lúc này đây lúc này đây hai bên gặp mặt trong căn nhà gỗ trên dãy núi an sao tơ không thể không nói đây quả thật là một trải nghiệm hoàn toàn mới có lẽ cửa cabin mở ra bọn họ cũng sẽ đối mặt với một trải nghiệm hoàn toàn hoàn toàn mới ở sân bay thành phố thánh bị vô số giám mục và kỵ sĩ thần thánh hội đồng mấy người đã chuẩn bị xong tâm thế năng lượng trong cơ thể bọn họ đã sẵn sàng chờ phát động một khi cửa cabin mở ra từng đợt tấn công ập xuống bọn họ có thể phòng bị đầy đủ bảo vệ hai vị đại nhân phía sau trong thời gian ngắn nhất cửa khoang máy bay mở ra quả nhiên có gì đó từ trên trời giáng xuống nhưng không phải công kích mà là hoa tươi hoa tươi đủ loại màu sắc từ không trung rơi xuống hạ cánh trên đầu trên quần áo của bốn vị công tước chúng lắc lư trong gió thước tha đông đưa thân mình cuối cùng đáp xuống trước mặt bốn vị công tước trang trí cho con đường phía trước đây hẳn là một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử cao tần giáo hội sớm đã nhận được tin hiện giờ đang đứng ở hai bên lối đi với nụ cười rạng rỡ ánh mắt chân thành tha thiết tràn đầy nhiệt tình không giống như đang chiêu đãi ma cà rồng mà như đang chào đón những thiên thần có cánh bốn vị công tước bọn họ còn cố ý ngẩng đầu nhìn trời có phải hôm nay mặt trời quá chói nên xuất hiện ảo giác không nhỉ? Khụ, rất nhanh, có tiếng ho khẽ vang lên sau lưng bốn vị công tước. Giám mục lúc trước đến dãy núi An sau Tơ gặp tịch ca giờ đã đổi sang áo choàng đỏ, giờ phút này đang đứng sau lưng bọn họ, ý bảo bốn người đang chắn đường. Một tên giám mục mà thôi, bốn người hoàn toàn có thể làm lơ, nhưng khi bọn họ nhìn về phía sau, bọn họ phát hiện chủ nhân mới của mình đang nói nói cười cười với giáo hoàng, cùng nhau đến cửa cabin. Bốn người bốn người họ còn biết làm sao bây giờ đành phải yên lặng tách sang hai bên nhường đường hoa tươi trên bầu trời tiếng vỗ tay vang lên ở phía trước tịch ca và giáo hoàng đi thẳng xuống máy bay có ảo giác như nguyên thủ quốc gia đến thăm nước ngoài được chào đón vô cùng long trọng hắn cầm lòng không được xua xua tay với đông đảo thành viên giáo hội ý bảo mọi người đừng quá nhiệt tình hắn nói với giáo hoàng bên cạnh sự thân thiện của thành phố thánh vượt ngoài tưởng tượng của tôi tôi tin rằng mình sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ tại đây cho dù có trở lại vực sâu thì vẫn khiến tôi nhớ rõ giáo hoàng không chỉ vậy thôi đâu thành phố thánh còn rất nhiều thứ khiến người phải kinh ngạc tịch ca nhưng cứ nghĩ đến sau khi trở về tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng này nữa liền cảm thấy tiếc nuối vô cùng ước gì tôi được ở lại quốc gia này mãi mãi vừa dứt lời những người phía sau giáo hoàng và tập thể phía sau tịch ca cùng im bặt lời này của ngài quá nhiều hàm nghĩa gừng càng già càng cay giáo hoàng vẫn bình tĩnh như cũ đối đãi những vị khách tôn kính, chúng tôi thường sẽ chuẩn bị một số quà tặng để làm kỷ niệm, đương nhiên, nếu các hạ muốn ở lại lâu, chúng tôi chân thành hoan nghênh, dứt lời, hai người lại nhìn nhau cười, hòa thuận vui vẻ, xã hội ngày càng phát triển, thời đại ngày càng tiến bộ, ngoài trừ đấu tranh vũ trang, còn có hợp tác thịnh vượng, hiển nhiên, giáo hoàng rất rõ ràng, hắn dùng sức bắt tay với giáo hoàng, ngay sau đó dứt khoát buông tay giáo hoàng, đến bên cạnh ren. Tịch ca hỏi, em có cảm thấy phức tạp không? Rèn, ngươi, tịch ca, em dẫn tôi đến những nơi em từng đi qua, tôi mang em tới nơi em muốn đến, vậy được không? Rèn bỗng nhiên cười. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Cậu nói, ngươi cảm thấy ta muốn tới nơi này, tịch ca, vậy em có thích không? Rèn thành thật trả lời, một chút. Con người thiếu cái gì thì luôn muốn cái đó. Có điều tình hình lúc ấy ngươi cũng biết rồi, ngay từ đầu ta có chút canh cánh trong lòng, sau lại cũng quen với sinh hoạt trong bóng tối, tịch ca, bibi em có thể tận hưởng cuộc sống mà em muốn lý do duy nhất tôi sơ ủng em là vì vậy ren thấp giọng nói ta hiểu mà trên đời này tình yêu thuần túy nhất mà ta nhận được đều đến từ ngươi kế tiếp tịch ca và giáo hoàng đã tiến hành một cuộc đàm luận đầy hữu nghị sau đó rời khỏi đội ngũ bắt đầu tham quan điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch của họ thành phố thánh thành phố với lịch sử lâu đời và đức tính kiên định này quả thật có nét quyến rũ độc đáo thuộc về riêng mình mặc kệ cao tầng giáo hội đối đãi với thế giới hắc ám bằng thái độ như thế nào thành phố này quả thật được tắm trong thánh quan những người sinh hoạt tại thành phố này cũng mang theo hơi thở bình lặng và ôn hòa khác hẳn người thường không khí thế này làm người rất thoải mái tịch ca và ren bước chậm qua thành phố thánh trong thành phố thánh đa số đều là kiến trúc mái vòm ưu tiên hai màu trắng và vàng cửa sổ của những ngôi nhà thường được trang trí bằng pha lê rực rỡ này đó pha lê được điêu khắc thành nhân vật trâu ngựa sơn dương thường thì từ ba đến năm hộ gia đình thậm chí cả một con phố đều như đang kể lại câu chuyện dẫn người hướng thiện trong thành phố này cứ qua ba dãy phố lại có một giáo đường dùng làm nơi hoạt động cho các tín đồ giáo đường lớn nhất ở thành phố thánh đương nhiên là tòa kiến trúc thuộc về giáo hoàng ngay khi vừa bước chân đến thành phố thánh giáo hoàng đã mời tịch ca và ren đến tham quan giáo đường chính nhưng ren không để tâm đến lời mời này cậu kéo tịch ca đến một nhà thờ nhỏ không có ai bọn họ ngồi trên băng ghế nhìn bức tượng di sức phía trước, tịch ca, hiện giờ em cảm thấy thế nào, rèn, cảm thấy bình yên, tịch ca, hay là chúng ta bày một cái tượng thần ở nhà, rèn, tượng thần điêu khắc mặt ngươi được không? Nói qua hai câu, hai người lại cười, rèn ngồi thêm một lúc, thời gian yên lặng luôn trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt, thái dương trên không trung đã lệch hướng, ánh sáng bên ngoài giáo đường cũng yếu hơn, rèn nói, chúng ta đi thôi, buổi tối còn phải dùng bữa với giáo hoàng, tịch ca, không muốn đi đang nhìn Tịch Ca đầy nghi hoặc, Tịch Ca nghiêm túc, không có sức lực, muốn bị bị ông hôn nạp năng lượng mới đứng lên được. Rên, cậu có chút không dám tin Tịch Ca sẽ đặt ra yêu cầu như vậy, cậu nói với Tịch Ca, làm những chuyện này trong giáo đường là khinh nhờn Chúa, nhưng vừa dứt lời, cậu liền công lưng, đặt một nụ hôn trên môi Tịch Ca. Nhưng mà, ai quan tâm chứ, cậu cũng không còn thờ phụng Chúa, cậu chỉ cần người trước mặt này. Có nụ hôn này, cả chuyến hành trình ở thành phố thánh đã khiến Tịch Ca mãn nguyện yêu đương quan trọng, nhưng cũng không thể quên chính sự. Ban đêm, sau khi dùng bữa với giáo hoàng, tịch ca liền cùng Ren và bốn vị công tước tham quan bảo khố của thành phố Thánh. Bảo khố của thành phố Thánh quả không tầm thường, cho dù là vòng nguyệt quế của hoàng đế, trang sức của hoàng hậu, hay là những bức tranh quý giá của các danh họa cách đây mấy thế kỷ, hoặc là các bản thảo gốc của rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, đều có thể tìm thấy ở đây, giá trị của chúng sánh ngang với bức của Gia Vinci bên cạnh những văn vật quý giá, đương nhiên cũng có đủ loại thánh khí, có thể nói, ngoại trừ những di vật của các giáo hoàng trước, nơi này có tất cả những thứ mà con người có thể tưởng tượng ra. Đối mặt với bảo khố được mở ra vì mình, tịch ca vô cùng xúc động, nhưng hắn vẫn cố đưa đẩy, giáo hoàng bệ hạ, ngài khách khí quá, những thứ này đều quá trân quý, ta không thể nhận, giáo hoàng cười dịu dàng, đây là lòng thành của ta, tình bạn giữa chúng ta đều đáng quý hơn tất cả bảo vật, tịch ca từ chối lần nữa, tuy là vậy nhưng cũng không hay lắm giáo hoàng tiếp tục khuyên như không có gì mà không hay cả thành phố thánh cũng không thiếu những minh chứng lịch sử này sự tồn tại của thành phố thánh đã là minh chứng lịch sử vĩ đại nhất sự bất quá tam cảm nhận được lòng nhiệt tình của giáo hoàng tịch ca bắt đầu lựa chọn thứ mình thích hắn chọn xong rồi đông đảo thành viên giáo hội lại khuyên hắn chọn thêm vài món khi hắn chọn xong ba món đến cả giáo hoàng cũng bảo tịch ca lấy thêm đi khi hắn quét xong một phần ba nụ cười của thành viên giáo hội mới có chút miễn cưỡng khi hắn lấy hết một nửa nụ cười của giáo hoàng cũng có chút do dự có điều lúc này tịch ca cũng chịu thu tay hắn nói với giáo hoàng nói đã đến lúc ta phải rời đi rồi ta sẽ không bao giờ quên sự hiếu khách nồng nhiệt của thành phố thánh giáo hoàng ta hy vọng các hạ sẽ không quên tình hữu nghị giữa chúng ta tịch ca thiếu nước chỉ tay lên trời thề tình hữu nghị của chúng ta bền chặt như keo sơn mãi mãi xanh tươi giáo hoàng tốt quá tịch ca lại tỏ vẻ Trước khi đi, ta còn một việc cuối cùng muốn làm phiền bệ hạ. Giáo hoàng, chuyện đã tới nước này, giáo hoàng vốn dĩ bởi vì thực lực của Tịch Ca và tranh mà quyết tâm chung sống hòa bình cũng bắt đầu lung lay không biết quyết định của mình có chính xác hay không. Ông ta cực kỳ nghi ngờ, chẳng lẽ đối phương cũng không phải thật tình muốn duy trì hòa bình giữa hai bên? Tất cả những thứ này đều là âm mưu quỷ kế của hắn. Đầu tiên hắn xâm nhập thành phố thánh, cướp đoạt bảo vật, cuối cùng châm ngòi chiến tranh. Tịch Ca mặc kệ giáo hoàng bổ não hắn lời ít mà ý nhiều, ta cần món đồ có thể áp chế được cấp bậc, nếu không thể áp chế thực lực xuống dưới cấp bá tước, bức tường vượt sâu sẽ ngăn ta ở bên ngoài, giáo hoàng, thành viên giáo hội, rèn đứng bên cạnh tinh tường phát hiện, sau khi nghe tịch ca nói, trên mặt mọi người dần dần hiện lên vẻ bừng tỉnh và tức giận, cậu không khỏi đồng tình cho những người này, thật ra, nếu ban đầu giáo hội lấy phát minh của mình ra làm điều kiện trao đổi với tịch ca, có lẽ không cần phải trả giá nữa cái bảo khổ, nhưng dù sao, ai biết trước được chữ ngờ, kết quả của ván cờ này, không cần nói cũng đã rõ. Giáo hoàng không chỉ nhường nửa cái bảo khố của thành phố Thánh, còn nói cho tịch ca bí mật về vòng khổ giới. Tịch ca mang theo vòng khổ giới cùng một chiếc chuyên cơ chất đầy bảo vật, bay thẳng về vực sâu. Trên máy bay, tịch ca thưởng thức vòng khổ giới, lo lắng sốt sắng hỏi ren, bì bì, trước tiên chúng ta cứ bay vào vực sâu thử xem, nếu có thể bay vào, chúng ta liền tháo súng rồi tiếp tục đi du lịch nếu không thể vào, thật ra tôi cảm thấy chúng ta không vào được đâu, mà thường thì linh cảm của tôi đúng lắm, tịch ca đều đúc kết ra kinh nghiệm. Nói ngắn gọn, đây là loại linh cảm không tốt mà cũng chẳng xấu. Ren, tịch ca đã nói tới vậy rồi, Ren cũng chẳng biết phản bác thế nào. Tiếng phành phạch ù ù vang bên tai, máy bay bay vọt lên không trung, trong cabin, hai người đều kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài giờ bay, biên giới đã ở phía xa, hai người lần lượt đeo vòng khổ giới trên tay, bọn họ cảm nhận được một tầng lực lượng bao trùm lên mình, lực lượng của họ giảm dần, từ thân vương xuống đến công tước, lại từ công tước xuống hầu tước, bá tước, khó khăn lắm mới ngừng ở dưới cấp bá tước, quá trình này cũng mới chấm dứt, cũng vào thời điểm đó, có âm thanh rất nhỏ phát ra từ vòng khổ giới, tịch ca lo lắng liếc vết nứt trên vòng khổ giới, trong nó dễ vỡ thế nhỉ. Kiểu này thì cho dù có thuận lợi vào được vượt sâu, cái vòng này cũng chẳng cầm cự được lâu. Lúc đang mãi suy nghĩ, máy bay đang êm ru đột nhiên rung lên dữ dội, phi công trong khoang điều khiển hô to, cậu chủ ngồi vững, chúng ta gặp dòng khí, tịch ca và tranh liếc nhau. Trong lòng bọn họ đều có dự cảm, nhưng tạm thời vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chuyên cơ không hề ổn định như mong đợi của bọn họ, trái lại, càng rung dữ dội hơn, điện áp trong máy bay bắt đầu không xong, đèn lúc sáng lúc tối, lại thêm một tiếng phanh, khí áp trong khoang hạ thấp, mặt nạ dưỡng khí trong cabin lập tức rơi xuống mặt nạ dưỡng khí cũng không giúp được gì máy bay vẫn rung lắc liên tục trong cabin không có lấy một tia sáng không biết từ đầu truyền đến âm thanh lập cập nghe như bước chân của tử thần giọng nói của phi công đã trở nên sợ hãi dòng khí càng ngày càng mạnh chúng ta không qua được không qua được thôi tịch ca ngắt lời đối phương đừng tiến lên nữa chúng ta quay lại tìm chỗ nào đó đáp xuống đi lúc nguy cấp nhất phi công bất giác nghe theo mệnh lệnh của người còn bình tĩnh hắn sốt sắng điều khiển máy bay thay đổi đường bay, chuyển về một hướng khác, kể cũng là khi máy bay vừa quay đầu, dòng khí khủng bố phía trước lập tức biến mất, bên ngoài cửa sổ, bầu trời dịu nhẹ, màn đêm hết sức yên ắng, ánh trăng treo trên cao. Máy bay dừng bên ngoài vượt sâu, tịch ca bước xuống máy bay, hắn kêu loạn giữa cánh đồng bát ngát, lão xa lão xa lão xa, lão xa của tôi ơi, ông ở đâu, ngay khi hắn vừa dứt lời. Giữa không trung đột nhiên vang lên giọng nói ẩn nhẫn của lão Sa, đừng gọi nữa, ta ở đây, nói đi, lại có chuyện gì cần ta giải quyết có lẽ âm thanh vang trong không trung nghe có vẻ yếu ớt tịch ca hiếm khi lương tâm trỗi dậy quan tâm hỏi lão sa một câu lão sa ông không sao chứ lão sa ăn ngay nói thật ngươi không tìm ta thì ta chẳng có vấn đề gì cả tịch ca nhưng tôi tìm ông thì lão sa đau đớn muốn chết thì ta có chuyện rồi tịch ca cảm thấy mình nên thay đổi suy nghĩ của lão sa có phải khi nào hắn tìm lão sa cũng là để nhờ lão sa giải quyết vấn đề cho mình đâu nhưng khi hắn hồi tưởng lại định kiếm ra một ví dụ gọi lão sa khi không xảy ra chuyện, hắn tức thì phát hiện mình tìm không ra thật. Sau một hồi khó xử, tịch ca làm như không có việc gì đổi chủ đề, lão sa, là thế này, tôi phải về vực sâu, nhưng mà bức tường ở vực sâu lại ngăn không cho tôi vào, lão sa thờ ơ, ngươi kiếm món đồ nào đó áp chế thực lực là vào được thôi, tịch ca, tìm rồi, vô dụng, lão tác. Vậy ngươi dùng bạo lực đi, đánh đến khi nào nó phục nó thả ngươi vào, tịch ca thật sự suy xét đến phương pháp này, nhưng hắn vẫn phải ân cần nhắc nhở lão sa, lỡ may tôi thất bại, nhưng không chết, mà trở lại trạng thái như trước đây hoặc còn yếu hơn trước nữa. Ông, lão sa, tịch ca, trong vực sâu, lão sa đang nằm liệt trên sofa xem tivi ăn khoai tây chiên thì bị tương lai khủng bố mà tịch ca hình dung ra dọa cho nhảy dựng. Ông ta giảm âm lượng tivi, ngồi thẳng dậy, hỏi tịch ca, vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Ngươi cứ ngốc bên ngoài đó không được à, bên ngoài mới là sân vườn nhà ngươi tịch ca lạnh lùng nói nói lung tung địa ngục mới là nhà của ông sao ông cứ ngồi ngốc trong vực sâu làm gì lão sa được tịch ca nhắc nhở ông ta mới bừng tỉnh nhận ra thật ra sức mạnh của mình cũng đã khôi phục được một nửa có thể trở lại địa ngục xa cách đã lâu xem đã thay đổi đến cỡ nào nhưng mà thôi bỏ đi địa ngục cũng đã sớm thay đổi rồi chuyện về địa ngục khi nào rảnh lại nói xem xong bộ phim truyền hình này đã vì tháng ngày yên ổn xem phim lão sa đành phải nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của tịch ca, thế là giờ ngươi muốn vào. Ngươi cứ từ từ, để ta tìm cách, lão sa tắt tivi, tuy rằng đã đồng ý với tịch ca, nhưng ông ta cũng không phải cái kiểu sẽ bay đến biên giới để nghiên cứu bức tường quái quỷ kia, ông ta lựa chọn một phương pháp nhanh và trực tiếp hơn, ông ta vẽ pháp trận triệu hồi trong nhà, chuẩn bị gọi lên hai ác ma có cấp bậc tương đương hầu tước. Nếu triệu hồi thành công, vậy chứng minh, sở dĩ ông ta vẫn có thể đứng trong vực sâu là nhờ vào thân phận ma vương địa ngục nếu không triệu hồi được vậy ông ta phải nghĩ lại xem mình có sức mạnh nào đó đặc biệt không thuật triệu hồi diễn ra rất thuận lợi ánh sáng lóe lên hai ác ma hình người có cấp bậc hầu tước xuất hiện trong tiểu khu hai ác ma này có dáng vẻ gần giống với nhân loại chỉ là làn da hơi ngâm đen sừng cừu đuôi bò khi bọn chúng vừa xuất hiện ở nhân gian bọn họ hết sức ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải thưởng thức thế giới mới mẻ và mong manh này lão sa ngồi trên sofa cất tiếng thu hút lực chú ý của hai ác ma các ngươi nói ta nghe xem vì sao ác ma có cấp bậc hầu tước lại có thể xuất hiện trong vực sâu không con ác ma nào để ý tới lão sa dù sao thì nhân loại kia ngồi trên sofa mặc áo thun quần đùi trong tay còn cầm một gói khoai tây chiên nhìn qua không giống nhân vật lớn gì bọn chúng cười ríu rít nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của ác ma một ác ma đi về phía cửa sổ một ác ma khác thì hướng về lão sa bàn tay bên dưới áo choàng rộng thùng thình của ác ma dần dần biến dạng bàn tay nhân loại dài ra mỏng hơn biến thành hai lưỡi hái sắc bén sau đó ác ma này giơ lưỡi hái về phía lão sa tưởng tượng máu sẽ bắn ra vào dây tiếp theo trên mặt gã liền lộ ra vẻ hưng phấn sau đó bàn một tiếng lão sa thản nhiên giơ tay chụp tên nhóc không biết điều trước mặt thành thịt vụn ác ma đang đứng ở cửa sổ cứng đờ cả người dây tiếp theo gã nơm nớp lo sợ quay đầu lại lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía lão sa ngoan ngoãn quỳ rạp xuống ngay cả ngôn ngữ ác ma cũng biến thành ngôn ngữ nhân loại đại nhân có gì phân phó lão sa vẫy vẫy tay gõ gõ cái bàn trả lời câu hỏi của ta ác ma làm lơ người bạn đáng thương của mình gã vội vàng tỉ mỉ trả lời câu hỏi của lão sa may mà chuyện mới xảy ra không lâu hắn biết đáp án của câu hỏi này thật đại nhân chuyện ngài triệu hồi được ác ma tôi biết rất rõ vốn là địa ngục phía đông và phía tây luôn không có liên hệ chuyện này đã kéo dài từ thời viễn cổ rồi, lão sa không kiên nhẫn nhắc lời đối phương, việc này ta biết, vào trọng điểm, ác ma vội nhảy qua những giai đoạn không quan trọng, tóm lại, một đoạn thời gian dài phương đông luôn trong trạng thái phong tỏa, trong khoảng thời gian đó, bởi vì có bức tường, sinh vật địa ngục phương Tây chúng tôi luôn không thể tiến vào địa ngục phương đông và thế giới phương đông. Chỉ nghe thấy một số tin tức trời rạc không biết thật giả thế nào, ví dụ như không biết vì sao, hệ sinh vật ở địa ngục phương đông mấy trăm năm nay ngày càng điêu tàn nghe nói đầu não địa ngục bên đó đã mất tích nhưng mọi thứ đã thay đổi trong hai ba năm trở lại đây không biết có nhóm mới gia nhập hay nhóm cũ đã trở về tóm lại đầu não địa ngục phương đông đã đến tìm đại nhân lucifer nói là đông tây bù đắp nhau học hỏi nhau cùng nhau giao lưu trao đổi hàng hóa sau đó đại nhân lucifer đã ký hiệp ước với đối phương nên chúng tôi có thể xuất hiện ở địa ngục phương đông và thế giới phương đông Hiệp ước mới ký kết gần đây tác ma cúi đầu trầm tư, có lẽ là, đúng vậy, chính là vào năm ngoái, lão sa bừng tỉnh, nói cách khác, địa ngục phương Tây đã nối liền với địa ngục phương Đông, ác ma, đúng vậy đúng vậy, lão sa vẫy vẫy tay, được, người có thể đi rồi, ác ma, hẹn gặp lại đại nhân, dứt lời, gã cũng không cần lão sa ra tay, vội vàng sử dụng ma lực, tự vẽ ra một khe hở địa ngục trên mặt đất, rồi nhảy xuống, ác ma đi rồi, lão sa liền liên lạc với tịch ca, ông ta lời ít mà ý nhiều, ta có cách rồi, tịch ca, nói, lão sa, các ngươi xuống địa ngục đi, tịch ca, không khí đột nhiên trầm mặt. Trầm mặt được mấy giây, tịch ca nắm chặt tay ren, thôi, chúng ta lên máy bay, đến những nơi em nói đi du lịch, chuyện này tính sau. Lão Sa thiếu chút nữa bị tịch ca làm cho tức chết, từ từ, nghe ta nói hết đã được không, vội gọi người lại, lão Sa sợ tịch ca làm chuyện điên rồ, nhanh chóng giải thích từ đầu đến cuối, nói xong, ông ta lại bảo tịch ca, được rồi, tình huống hiện giờ là vậy, các ngươi tìm chỗ tiến vào địa ngục, rồi từ địa ngục đi qua bên này, hiểu chưa? Tịch ca khiêm tốn hỏi, hiểu rồi, tôi còn một vấn đề cuối, lão tác, cái gì, tịch ca, thế tôi vào địa ngục kiểu gì? Sau khi vào địa ngục thì ra đường nào? Trong tôi không giống mấy sinh vật đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục lắm, lỡ bị phát hiện thì sao? Lão sa, ông trực tiếp mở cái đường VIP cho chúng tôi qua, thế nào? mệnh lệnh đã ban bố khế ước có hiệu lực lão sa vốn không định để ý tới tịch ca nữa lúc này không làm cũng phải làm lão sa ông ta vô cùng tuyệt vọng ta đúng là bảo mẫu nhà ngươi trên không trung lại không phát ra tiếng động gì nữa nhưng tịch ca vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn tin lão sa sẽ không ngã ngựa dù sao trước nay lão sa chưa từng làm hắn thất vọng ngẫm lại trước đây mình đúng là anh minh cơ trí dùng một tờ khế ước trói buộc lão sa quay về ừm vẫn nên đối tốt với lão sa một chút, ông ấy cũng không dễ dàng gì. Tịch ca đồng tình với lão sa. Trên bãi đất trống, quả nhiên hai người không phải chờ quá lâu. Khoảng một tiếng rưỡi sau, mặt đất đột nhiên trung chuyển, rồi từ từ xuất hiện một khe nước. Khe nước cũng không lan rộng ra tùy ý, nó vạch một vòng tròn trên mặt đất. Khoảnh khắc vòng tròn hình thành, mặt đất bên trong vòng tròn chợt sụp xuống một đoạn, khe nước cực lớn xuất hiện, trong khe nước, còn có luồng sáng u ám bùng lên. Đột nhiên, oanh, một tiếng, mặt đất trong vòng tròn hoàn toàn sụp xuống, chấn động cũng vẫn bình ổn. giọng nói của lão xa từ dưới mặt đất truyền lên, ôm ôm, các ngươi đợi gì nữa, mau nhảy xuống đi, cứ đi theo ánh sáng là được. Tịch ca và ren liếc nhau, dặn dò sông ma cà rồng dưới cấp bá tước phụ trách đưa họ về vực sâu, liền cùng nhau nhảy xuống khe nước nối thẳng đến địa ngục, nhảy vào hố sâu đen kịt, trọng lực lập tức dồn lên người tịch ca và ren, bọn họ rơi không biết bao lâu, cuối cùng cũng đứng vững trên mặt đất. Con đường do Lão Sa tự mở ra cũng hiện ra trước mắt hai người, chỉ thấy xung quanh đều bị bóng tối bao phủ, phân không rõ đông tây nam bắc, chỉ có hai luồng sáng màu xanh lục sâu kín ở nơi xa, như giống như có con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm bọn họ. Tịch Ca nhìn hai luồng sáng tựa như trong mắt một hồi, tuy rằng tạo hình của nó khiến người ta có cảm giác sợn tóc gáy, nhưng đây hẳn là ánh sáng mà Lão Sa đã nói, bọn họ chỉ cần đi về phía ánh sáng là được tịch ca lại cảm nhận bóng tối bên cạnh một chút tuy rằng đang bị bóng tối vây quanh nhưng hắn lại sinh ra ảo giác như trở về vòng tay của mẹ có điều có điều cái gì tịch ca không thể nói rõ hắn chỉ đành nhắc nhở ren lát nữa em cẩn thận một chút ren kinh ngạc sao thế tịch ca tôi có dự cảm chẳng lành ren cậu đề nghị tịch ca hay là lần sau ngươi nói cả dự cảm tốt của mình xem sao tịch ca thở dài tôi cũng muốn có dự cảm tốt lắm chứ hai người nói giỡn cũng không mất cảnh giác cẩn thận tiến về phía trước đi một đoạn tịch ca đột nhiên phát hiện không ổn ánh sáng xanh phía trước không biết vì sao đột nhiên tắt ngắm hắn vừa định quay đầu nói chuyện với ren ren đứng bên cạnh bỗng hướng hắn hỏi sao không thấy ánh sáng đâu nữa lời nói và giọng điệu đều hết sức bình thường nhưng đuôi lông mày của tịch ca hơi nhướng lên không thể nói rõ sai chỗ nào chỉ đơn giản là linh cảm mách bảo khi đối phương vừa dứt lời hắn đồng thời vận dụng dị năng năng lượng vọt vào cơ thể của ren đứng trước mặt khi năng lượng tràn vào cơ thể Ren, Ren liền biến mất như ảo ảnh, một người tạo thành từ bóng tối đang nắm tay hắn, Ren đã biến mất từ bao giờ, cùng thời khắc đó, Saman đang nấp trong một gốc ở địa ngục, vụng trộm sử dụng năng lực ác ma, tạo một con đường nối thẳng lên nhân gian cho tịch ca. Trở về địa ngục sau một thời gian dài, Saman còn định tổ chức điển lễ long trọng chào mừng vị vua trở về. Nhưng ông ta vẫn không quên thực lực của mình vẫn chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao trong khi mấy người Lucifer, phàm ăn thì tiến bộ từng ngày hơn nữa những ngày tháng nghèo túng chật vật của ông ta và tịch ca càng không thể để những ma vương khác trong địa ngục biết được để tránh mình bị đánh quá khó coi ông ta liền lặng lẽ trở về lặng lẽ làm việc đợi khi tịch ca trở lại vượt sâu ông ta sẽ lặng lẽ rời đi nhưng không được như mong muốn lúc tịch ca bên kia trúng chiêu sa man cũng phát hiện có điều gì đó không ổn ai đó đã đụng vào con đường tắt mà ông ta chế tạo ông ta nheo mắt ai đó mau ra đây, chẳng lẽ là Lucifer? Hoặc là những ma vương còn lại trong địa ngục? Bọn họ định khiêu chiến nhân lúc ông ta không đủ sức mạnh, rồi thay đổi trật tự xếp hạng ma vương ư. Lực lương đã lâu chưa chảy xuôi trong cơ thể ông ta bắt đầu ngon ngoe rụt trịch, theo tịch ca lăn lộn lâu lắm rồi, ông ta đúng là đã quên mất cảm giác chiến đấu, nhưng có lẽ hôm nay là ngày tốt đẹp để ông ta nhớ lại tất cả. Một tiếng cười nhẹ vang lên, một thân ảnh lạ lướt bước ra từ trong bóng đêm. Bóng tối là sim y của nàng, cũng là thân thể của nàng. Bóng tối sâu thẳm phát họa ra hình thể đơn giản, xuất hiện trong bóng đêm, nàng không có ngũ quan, không có sim y, chỉ là bóng dáng còn thâm trầm hơn cả bóng đêm. Nhưng rõ ràng dáng người này lại mang theo mị lực vô hạn, mỗi một đường cong của nàng đều có thể gợi lên dục vọng chôn sâu trong nội tâm của mọi sinh vật có trí tuệ. Nàng là ma nữ của dục vọng, cũng là ma nữ của bóng đêm. Cho dù Lucifer có đích thân xuất hiện ở đây, cũng không khiến ông ta khiếp sợ giống như người trước mắt, Saman vô cùng kinh ngạc. Lilith, sau khi thốt lên một tiếng ngạc nhiên, Saman nhanh chóng nói tiếp, Lilith, sao cô lại ở đây, bóng đêm mỉm cười, nụ cười của nàng không xuất hiện trong mắt người khác, nụ cười của nàng trực tiếp xuất hiện nơi đáy lòng. Nàng nói, Saman, đã lâu không gặp. Vì sao ta xuất hiện ở đây, không phải ngươi rõ ràng nhất ư, Saman nhịn không được cảm thán. Tịch ca thật sự là con của ngươi. Con trai của ngươi và kênh, nữ hoàng bóng đêm, không phải ngươi đã sớm đoán ra rồi sao? Sa Man, đó chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao cũng không được chứng thực. Ông ta dừng một chút, lại hỏi, "Hiện giờ kênh đang ở đâu?" Trong giọng nói tràn nập mị hoặc của Lilith lộ ra một tia bất cần, "Không biết, tên đàn ông không chịu lớn kia, có lẽ vẫn đang tìm kiếm thần minh của hắn." Sa Man lại hỏi, "Vậy còn ngươi?" "Ngươi đến đây làm gì?" ti chán nản trong thanh âm của Lilith liền biến mất. Trong nàng hứng thú hẳn lên, Saman, ngươi đang chất vấn ta vì si gan đấy ư. Nghe giọng ngươi tràn ngập ý muốn bảo hộ, Saman không theo kịp bước đi của Lilith. Ông ta vô cùng phòng bị Lilith. Lilith đúng là mẹ của tịch ca, nhưng mối quan hệ mẫu tử chẳng có ý nghĩa gì ở địa ngục cả. Ông ta nói, Lilith, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Nếu ngươi tới tiện ta để qua một đêm mỹ diệu, ta vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu ngươi muốn làm chuyện khác, sa man còn chưa dứt lời con đường ông ta bố trí bỗng thoáng rung chuyển ông ta lập tức nhìn về con đường đồng thời lilith cười to sa man ngươi đã trốn ở nơi an toàn lâu lắm rồi hiện giờ ngươi đã đánh mất sự nhạy cảm trời sinh đối với tà ác và lực lượng lực lượng sôi trào sa man ngang nhiên ra tay trực tiếp công kích đáp lại tiếng cười to của lilith trong con đường tối đen như mực tịch ca đang tìm kiếm ren từ khi phát hiện mình đang nắm một con quái vật tạo thành từ bóng tối chứ không phải ren hắn lập tức công kích kẻ kia nhưng quái vật này chỉ có năng lực mị hoặc vừa thừa nhận một đợt công kích của hắn liền tiêu tan trái phải không có bất cứ dấu hiệu gì cũng không có manh mối về ren vì thế tịch ca tiếp tục dọc theo con đường hướng về phía ánh sáng lục đây là thứ duy nhất dẫn lối cho hắn trong địa ngục hắn tin rằng khi ren phát hiện đã lạc khỏi mình cũng sẽ chọn hướng đi này nhưng con đường đi qua địa ngục này cố tình lại đối nghịch với hắn đi chưa được bao lâu ánh sáng xanh đột nhiên lại tắt mà xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đống sáng màu xanh lục lớn nhỏ khác nhau. Tịch ca, không đợi hắn quyết định có nên phất tay xua tan đi những đốm sáng trông như đom đóm này không, có hai đốm xanh bơi đến, đụng vào người tịch ca, chẳng hề báo trước, một cơn gió lốc đột nhiên xuất hiện, quét qua hai má tịch ca phát đau, không mở được mắt, nhưng khi tịch ca sắp sửa sử dụng dị năng, cơn gió lốc lại đột ngột biến mất một cách thần kỳ, ngay sau đó, có ngọn lửa nổi lên, đốt đến tóc tịch ca, tương tự, ngọn lửa này chỉ xuất hiện trong chốc lát, tịch ca còn chẳng cần sử dụng đến năng lực, đã biến mất, tịch ca, hắn sờ sờ mái tóc cháy xém của mình. Nếu nói mấy đốm sáng này là bẫy rập, nhưng chúng lại chẳng tạo thành thương tổn gì. Nếu nói chúng không phải bẫy rập, nhưng chúng lại đang vây mình tại chỗ này, rốt cuộc chúng nó muốn làm gì? Tịch ca mê mang nghĩ, đầu tiên là mê hoặc mình, làm mình mất cảnh giác, sau đó lại trêu chọc mình. Một đốm sáng khác bơi qua, lúc này đây, tịch ca đã chuẩn bị đầy đủ năng lượng của hắn đã bao phủ toàn thân không biết có phải hắn gặp ảo giác hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy mị hoặc trong bóng tối nghe tràn ngập chế nhạo tịch ca lập tức xoay đầu về nơi âm thanh phát ra nhưng nơi đó không có ai cả chỉ có một đống sáng xanh xông về phía hắn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai sau đó nổ tung thoáng chốc trước mắt một mảnh sáng ngời gần như cùng lúc với tịch ca ren cũng phát hiện ra không ổn nhưng cậu không thô bạo như tịch ca Lúc cậu phát hiện ra, liền bình tĩnh và dùng tốc độ nhanh nhất bắt kẻ giả mạo bên cạnh, nhưng ngay sau đó kẻ giả mạo liền chìm vào trong bóng tối. Ngay sau đó, ánh sáng xanh lơ lửng phía trước đột nhiên tắt ngấm, xung quanh cũng xảy ra dị động. Ren cảnh giác quan sát bốn phía, một tịch ca, hai tịch ca, vô số tịch ca lấy đủ loại tư thế xuất hiện trước mắt Ren, đều duỗi tay về phía cậu. Ren, đây là cái gì? Ảo giác. Ảo cảnh. Trong lúc cậu đang do dự, bóng tối dường như còn ngại quấy rầy không đủ, lại đột nhiên xoay tròn, vặn ra đủ loại màu sắc đỏ cam vàng lục, lại tụ tập thành những sinh vật hình thù kỳ quái, phía đông là một đám động vật đáng yêu, phía tây là một bàn giao nỉa thành tinh, phía nam chạy tới một đám người giấy, phía bắc bay tới một dải mực đen vồ lấy người giấy, hết sức kỳ quái, dòng nước lập tức tụ lại bên cạnh ren. Đối mặt với tình huống quái đản như vậy, dùng hồng thủy quét sạch tất cả là phương pháp trực tiếp nhất và nhanh nhất. Nhưng mà dòng nước vần quanh rên lại chậm chạp không lay động, bởi vì trong lòng rên còn do dự, bất giác trong không gian quái đảng này, rên lớn mật nhắm mắt lại, đã không còn thị giác gây trở ngại, trái lại mọi thứ trở nên càng rõ ràng, cậu ý thức được cảm giác không ổn bao vây tìm thức mình là gì, trong không gian quái đảng này có thứ gì đó đang kêu gọi cậu, đó là tiếng kêu gọi từ huyết mạch trong cơ thể, là sợi chỉ liên kết giữa hai người, cậu bắt được sợi chỉ ràng buộc vô hình này, cậu nương theo mối ràng buộc tìm thấy điều chân thật duy nhất trong thế giới bủa vây những điều quái đản tịch ca của cậu ren mở mắt cậu nhìn thấy món đồ trong tay mình một quả cầu đen hiện giờ quả cầu toàn thân đen kịt này đang mở to đôi mắt duy nhất nhìn cậu chằm chằm ren tịch ca theo giọng nói của cậu hình dáng của quả cầu đen dần dần thay đổi thân hình nó bắt đầu dài ra phân thành đầu thân hình cùng tứ chi tiếp đó nhiều chi tiết khác xuất hiện khuôn mặt của tịch ca thành hình ngay cả quần áo cũng được mặc vào. Một tịch ca phiên bản nhỏ liền xuất hiện trên lòng bàn tay cậu. Sau đó, không có sau đó. Tất cả biến hóa dừng tại đây, tịch ca ngốc ngốc đứng trong lòng bàn tay Ren. Ren, tịch ca, hai người nhìn nhau một lát, tịch ca vô cùng buồn bực kêu một tiếng, bì bì, thân hình thu nhỏ, giọng nói cũng nhỏ, không chỉ nhỏ, nghe còn thấy mềm mềm. Ren, đáng yêu quá. Không đúng, mình đang nghĩ gì vậy, còn chưa gặp nguy hiểm, mình đã mất cảnh giác. Rên lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi, "Ngươi đụng phải thứ gì?" Trong bóng tối rốt cuộc là ai? Tịch ca, đừng nói nữa, một trò đùa điên rồ của một người đàn bà điên rồ. Rên, người đàn bà điên rồ, Tịch ca, chắc là Lilith, không có người phụ nữ nào có thể thao túng bóng tối giống như vậy. Rên nhíu mày, vì sao bà ấy lại đột nhiên xuất hiện? Tịch ca, ai biết được. Miệng thì nói như thế, trên thực tế, đầu óc hắn bị kích thích nên đột nhiên nhớ lại rất nhiều thứ. Ví dụ như lúc hắn dụ dỗ lão sa ký khế ước, trên bàn cơm, lão sa đột nhiên hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi là con của Lilith và Ken? Lúc ấy hắn có hơi không vui, bởi vì câu hỏi của lão sa làm hắn liên tưởng đến một số chuyện không vui, vô nghĩa, mới vừa mở mắt liền thấy mẹ ruột ném mình xuống biển, ai mà cao hứng nổi. Đoạn ký ức này đã vô cùng mơ hồ, tịch ca chỉ nhớ rõ lúc hắn ra đời, hắn nằm trong vòng tay của một người phụ nữ, người phụ nữ kia cười khẽ, ông hắn vào trong ngực vỗ về, khi hắn thiêm thiếp sắp ngủ, người phụ nữ kia liền giơ tay lên, ném hắn vào biển sâu, cũng không hiểu vì sao, si gan năm đó cố chấp nhận định người phụ nữ không thấy rõ gương mặt này là mẹ mình. Cho nên, hắn mới không vui khi sa man nhắc tới cha mẹ, hiện giờ, tịch ca đã có chút rõ ràng cảm giác của mình lúc ấy, hắn sờ sờ đuôi tóc trụi lũi của mình, hắn gần như chắc chắn, Lilith chính là mẹ ruột của mình, là người lúc trước đã ném mình xuống biển, cũng là người đột nhiên xuất hiện ở đây, làm mấy trò đùa điên rồ, đến nỗi Lilith vì sao phải làm vậy, ai biết được, Lilith có làm ra mấy chuyện dở hơi cỡ nào cũng chẳng có gì lạ, về phần làm sao để trở lại như cũ, được, hắn chẳng muốn giao tiếp với Lilith chút nào hết, quay về hỏi lão xa cho xong chuyện, lúc hai người trò chuyện, bóng tối lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, phía xa lại hiện lên hai đôi đồng tử màu lục, tỏa ra ánh sáng nhật nhạt sâu kín. Hai người trầm ngâm một lát, quyết định hướng về ánh sáng như ban đầu, khi tiến về phía trước, reng có chút không biết phải làm sao với tịch ca lớn bằng bàn tay đầu tiên cậu đặt tịch ca trên vai nhưng tịch ca nắm tóc cậu làm cậu không biết phải đi thế nào sợ đi nhanh một chút sẽ khiến bạn nhỏ trên vai ngã xuống tiếp đó cậu liền thả tịch ca trở lại bàn tay mình nhưng hắn đứng trên tay cậu lại làm cậu mất tập trung tầm mắt luôn bất giác dịch đến chỗ tịch ca thay vì nhìn con đường phía trước cuối cùng reng nghĩ ra cách cậu dùng nước tạo thành một cái túi nhỏ trước ngực đặt tịch ca vào bên trong tịch ca có vẻ đã thích ứng với cảm giác bị thu nhỏ. Từ trên tay Ren nhảy vào vị trí đặc biệt mà Ren đã chế tạo cho mình, hắn nhất thời cảm thấy mới mẻ, nắm áo Ren nhảy hai lượt trong túi nước, thật mềm mại, cảm giác như đang nhảy trên đệm. Tịch ca kết luận, ngay sau đó, hắn ngửa đầu nói với Ren, bì bì, tôi không ngồi ở đây đâu, tôi muốn ngồi trên đầu em, Ren, cậu cúi đầu nhìn tịch ca một cái, không thể kháng cự, cậu lại đưa tịch ca ra khỏi túi nước cẩn thận đặt lên đầu mình. Tịch Ca ngồi trên đỉnh đầu Ren, hắn nắm sợi tóc của Ren, sợi tóc của Ren mềm nhẵn như sa tanh, cầm trong tay mát lạnh, vô cùng thoải mái. Tịch Ca lười biến chôn đầu vào tóc Ren, hắn cảm thấy người phía dưới đang vô cùng cẩn thận tiến về phía trước, mỗi một bước đi đều rung lên khe khẽ, tự như đang cẩn thận hỏi hắn, có sốc nảy không, có êm không? Tịch Ca bất giác cười một tiếng, hắn không ở trên đỉnh đầu Ren được bao lâu, năm phút sau, hắn lại trượt xuống theo sợi tóc của Ren, lúc trượt xuống còn hôn một ngụm lên mặt Ren. Bịch một tiếng, Ren lập tức lão đảo một chút, vội giơ tay, bảo vệ tịch ca đã nhảy xuống bả vai mình. Cậu cầm lòng không được nói, cẩn thận một chút, lỡ té ngã thì làm sao bây giờ? Tịch ca đang định mở miệng, phía trước đột nhiên xảy ra biến hóa. Hai đống xanh đột nhiên sáng rực lên, ánh sáng ảo ạt xông đến, nuốt chửng bóng tối. Khi ánh sáng trước mặt chiếu tới tịch ca và Ren, chút bóng tối cuối cùng vần quanh bọn họ đột nhiên biến thành ngọn gió, nhàn nhã đi tới, trực diện hướng về tịch ca ngọn gió tạo thành từ bóng tối tựa như một cái ông lạnh lẽo còn chưa siết lại đã vội vã rời khỏi tịch ca bên khóe mắt tịch ca dường như đã thấy một bóng dáng đầy quyến rũ còn có tiếng cười vừa mới gợi nhớ đã đi xa nhưng bóng dáng đó xuất hiện chỉ trong chớp mắt tiêu tán cũng quá nhanh tịch ca chưa kịp xác nhận thì đã biến mất rồi sau đó ánh sáng tràn tới tịch ca chỉ cảm thấy một luồng nhiệt dũng mãnh tràn vào cơ thể hai chân hắn chạm đất đã khôi phục dáng vẻ ban đầu tịch ca và ren đứng trong ánh sáng bóng tối khép lại thay thế bằng trời xanh mây trắng thành thị dòng xe cộ còn có lão sa bọn họ đang đứng ở một góc thành thị trong vực sâu cảm giác quen thuộc đều trở về tịch ca quan sát hết thảy nhất thời giật mình hắn nhìn về phía lão sa lão sa uể oải cả người coi bộ không muốn nói chuyện tóm lại các ngươi cũng vào được rồi hơn nữa sau này có thể tùy ý ra vào bức tường không cần phải đi qua địa ngục nữa đâu có người kiếm cho các ngươi giấy thông hành rồi đó là món quà bà ta tặng các ngươi tịch ca ồ tịch ca đang định nói chuyện điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên vang lên hắn cầm ra xem là lý lập phương gọi tới hắn nhận điện thoại alo tiếng khóc thét của lý lập phương lập tức vang lên bốt của tôi ơi mấy ngày nay cậu đi đâu thế tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện tịch ca ừ đúng là xảy ra chút chuyện nhưng cũng không có gì ghê gớm dù sao hiện giờ tôi đã trở về, đang định, Lý Lập Phương, định làm gì, tịch ca cười, chăm chỉ học tập, hướng về tương lai, muốn ra nước ngoài du học, thăm thú thế giới, dứt lời, mười ngón tay của hắn và Ren đang vào nhau, tất cả đã kết thúc, có thể về nhà ngủ một giấc rồi, hết chương 177, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.